Chương 91 91 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Chi Hạnh rõ ràng cảm nhận được này trong đó quỷ dị không khí, nàng không có hỏi nhiều nữa, tiếp nhận quản gia trong tay gì đó lại phụ giúp Lục Như Bách ly khai. Lục Như Bách ngón tay nhẹ nhàng sau tay vịn, biểu cảm rõ ràng xuất hiện vài phần thoải mái. Chương Chi Hạnh phụ giúp hắn trở về phòng sau, nàng tắt độc tự ôm một đống này nọ đi trữ vật gian. Trăng rắc trữ vật gian môn vừa vừa mở ra, nàng liền nghe thấy được giày đặt cho bụi vị. Chương chi hạnh phóng tầm mắt đi qua, trừ bỏ một ít để đó không dùng da cụ bộ sách đồ điện ngoại, trữ vật trong gian đôi càng nhiều hơn chính là rất rất nhiều đóng gói tinh mỹ che kín cho bụi không có sách phong lễ vật. Nàng cúi đầu nhìn nhìn trong tay lễ vật, tự hồ đã thấy chúng nó tương lai. Chương Chi Hạnh đem lễ vật mã ở cùng nhau vừa muốn phóng tới quà tặng đôi bên trong, liền phát hiện một cái cũ kỹ quà tặng hộp rất xuất ra. Nàng buông xuống tay bên trong quà tặng hộp, xoay người nhặt lên đến chuẩn bị phóng hảo, lại rồi đột nhiên thấy hồng thượng kề cận quà tặng tiểu tạp ký tên. Ca ca lục như tùng tặng, siêu siêu vẹo vẹo chữ viết làm cho nàng thật dễ dàng liền đoán được đây là lục như tùng hồi nhỏ đưa lễ vật. Chương chi hạnh ánh mắt giật giật, nàng nắm bắt này trường điều trạng quà tặng hộp xoay người quan tốt lắm môn, sau đó mới lén lút lại dè dặt cẩn trọng mở ra tiểu tạp. Chúc Như bách 12 tuổi sinh nhật vui vẻ, mở ra quà tặng hộp đi, hy vọng ngươi sẽ thích. Ngươi muốn, ca ca đều nguyện ý cho ngươi. Ca ca Lục Như Tùng tặng, Chương Chi hạnh trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Vô Lượng Nguyên trong sách Lục Như Tùng là cái gì hình tượng, nhưng là ở nàng mấy ngày nay ở chung chung, nàng cảm thấy Lục Như Tùng đối Lục Như bách quả thật thập phần sủng ái cùng nhường nhịn. Chương Chi hạnh nhìn nhìn trong tay quà tặng hộp nhưng là lục như bách mở ra đánh liên tục khai quà tặng hộp hứng thú đều không có đi chương chi hạnh cảm thấy vừa động dè dặt cẩn trọng giải khai quà tặng hộp nơ mở ra hòm trong hòm bỏ thêm vào xa hoa tơ lụa xem thập phần cao cấp tơ lụa trung gian ao tàu chỗ là một căn loại nhỏ thích hợp hài đồng dùng là roi ngựa roi ngựa phía dưới là một phần pháp lan nhung chất liệu loại nhỏ cặp hồ sơ chương chi hạnh bốc lên roi thấy rõ cặp hồ sơ thượng tự cùng một loại mã huyết thống giấy chứng nhận, trương chi hạnh chớp mắt, nhìn nhìn huyết thống giấy chứng nhận cùng trên tay nắm bắt roi ngựa, xem ra, lục như tùng cấp lục như bách tặng một con ngựa. nàng sắc mặt phức tạp đem giấy chứng nhận roi ngựa thả lại hộp gấm nội, lại dựa theo nguyên dạng đem lễ vật đóng gói lên. ân, kẻ có tiền thế giới luôn khó có thể lý giải. trương chi hạnh lắc đầu, đem lễ vật chỉnh tề mã hảo, ly khai trữ vật gian ban đêm. Chương Chi Hạnh cọ cọ chăng, vừa kéo đăng, liền nghe được gọi cơ truyền đến lục như bách thanh âm. Chương Chi Hạnh. Khắp nơi ở. Chương Chi Hạnh ngáp một cái. Đại khái bởi vì đã nằm xong, nàng sớm đã phóng nới lỏng, liên quan ngữ khí đều tràn ngập tùy ý. Lục như bách đổ là có chút thói quen nàng ngẫu nhiên không lớn không nhỏ, cũng không nói gì thêm. Hắn uống một ngụm nước, giọng nói có chút thấp, ngày mai không đi lên lớp lục như bách đối với lên lớp hướng đến tùy ý muốn đi phải đi tưởng không đi sẽ không đi chương chi hạnh cũng là không ngoài ý muốn bất quá vẫn có chút tò mò tốt thiếu gia bất quá vì sao không đi nha vô tâm tình sẽ không muốn đi ngươi lại hỏi nhiều như vậy làm gì lục như bách giọng nói càng nói càng tiểu hoặc nhìn đã có chút tiến vào giấc ngủ trạng thái chương chi hạnh biết nghe lời phải nói tốt thiếu gia đúng vậy thiếu gia hừ, lục như bách trầm rì thanh tha dài quá, rõ ràng là muốn ngủ. Chương Chi Hạnh lại ngáp một cái, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon. Ân, trễ, trễ, ngủ ngon, lục như tùng dùng mơ hồ không rõ giọng nói than thở ra đáp lại. Hôm sau, Chương Chi Hạnh dậy thật sớm. Hôm nay không đi lên lớp lời nói, nàng tự nhiên là muốn nghe theo nữ phó trường an xếp nhiều làm chút việc. Ngươi đi tảo hạ hoa viên. Của ngươi nói, về phía sau trù, về phần ngươi, nữ phó dài nhìn nhìn chương chi hạnh, cân nhắc vài giây mới từ từ nói. Ngươi đi quét dọn đại thiếu gia phòng đi. Chương chi hạnh có chút không quá tình nguyện nói. Nhưng là, không có nhưng là, hiện tại phải đi. Nữ phó dài đánh gãy lời của nàng. Chương chi hạnh chỉ phải sách quét dọn công cụ ly khai. Nàng soát khai lục như tùng phòng, tham đầu tham não hướng mặt trong nhìn nhìn. Lục như tùng phòng rất là chỉnh tề, thậm chí cho có chút quạng cu ẻ. Trương Chi Hạnh đem thủ hạ công cụ nhất phóng, thở vào một hơi, thế này mới chuẩn bị thu thập này nọ. Nàng xoay người, cầm tảo đem trước đem góc quét dọn một lần, bắt đầu thu thập có chút hỗn độn giá sách. Trương Chi Hạnh động tác cũng không ôm nhu, trong phòng đều là bùm bùm thanh âm. Ngô, tầm ỉ đã chết. Không kiên nhẫn có chút mơ hồ thanh âm đột nhiên ở trống rỗng trong phòng vang lên. Trương Chi Hạnh liền phát hoảng, mạnh kêu một tiếng a à, nằm ở trên giường lục như tùng tóc hỗn độn sắc mặt khó coi quỷ rống quỷ gọi cái gì a à? chương chi hạnh bị rống ngậm miệng nàng kinh chưa định nhìn về phía lục như tùng một hồi lâu mới phản ứng đi lại đúng thực xin lỗi thiếu gia ta không biết ngày hôm nay cũng không đi lên lớp được rồi câm miệng đi ầm ỉ đã chết lục như tùng sốt lên chăn đứng dậy đi phòng rửa mặt chương chi hạnh nuốt nuốt nước miếng lại nhìn nhìn giường. Khi giường cực kỳ mềm mại chăn cũng hậu, lục như tùng dáng người gầy, tựa đầu cái ở trong chăn ngủ, nàng mới không chú ý tới trên giường là có người. Bất quá, điều này cũng trách không được nàng A. À. Chương Chi Hạnh ở trong lòng nhỏ giọng than thở. Dù sao cùng tùy tâm sở dục lục như bách bất đồng, lục như tùng cơ hồ cũng không trốn học, ai có thể nghĩ đến hắn hôm nay không có đi lên lớp đâu. Nàng tiếp tục quét dọn vệ sinh, lúc này, của nàng động tĩnh nhưng là nhỏ không ít. Chương Chi Hạnh cầm lấy khăn lao, sát phòng phòng khách TV quỷ. Nàng trừ khai ngăn tủ đánh gãy lao khoảng cách, lại vừa lôi kéo khai liền có một này nọ rất xuất ra. Trăng rắc, thủy tinh mảnh nhỏ vang lên. Chương Chi Hạnh trừng mắt to. Mát, lục như tùng sẽ giết của nàng. Chương Chi Hạnh cúi đầu, phát hiện rơi trên mặt đất dĩ nhiên là một cái gấp tướng khuôn. Bồi thủy tinh nát nhất, tướng khung lý mấy trương ảnh chụp hết sức dễ thấy. Ảnh chụp bối cảnh tự hồ là bệnh viện. Nằm ở trên giường bệnh nam hài ước chừng 6-7 tuổi bộ dáng, hắn mang theo hô hấp tráo, trên tay còn có điếu châm, sắc mặt tái nhợt, tự hồ rất là suy yếu. Giường bệnh giữ ngồi một cái giống nhau như đúc nam hài, hắn ôm giường bệnh nam hài bả vai, hai người đối với màn ảnh cười đến rực rỡ cực kỳ. Một đôi tướng mạo khí chất tương xứng vợ chồng đứng ở trước giường bệnh, đồng dạng đối với màn ảnh cười. Khác mấy trương cũng là đồng dạng bệnh viện bối cảnh cùng nhiệm vụ, nhưng là phục sức cùng kiểu tóc tựa hồ cũng không tẩn giống nhau, nhìn ra được đến, trên giường bệnh nam hài tựa hồ hàng năm nằm viện. Lục như bách từ nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh A, à, hơn nữa này hai huynh đệ hồi nhỏ quan hệ là thật không sai A. À. Trương Chi Hạnh đang nghĩ tới, đột nhiên nghe được một đạo lạnh như băng thanh âm, ngươi đang làm sao? Trương Chi Hạnh cái tráng mạo vài giọt mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Thực xin lỗi đại thiếu gia, vừa mới thu thập thời điểm ta không cẩn thận, bản thủ bản cước. Lục Như Tùng cười nhạo hà, hắn ngồi xuống trên sofa nằm lại gần xuống dưới, còn thất thần. Chờ ta cho ngươi thu thập. Chương Chi Hạnh con mắt khẽ nhúc nhích, đây là buông tha nàng. Nàng vội vã xoay người bắt đầu thu thập mảnh nhỏ. Một phen bận việc qua đi, Chương Chi Hạnh cuối cùng là thu thập sạch sẽ. Nàng liếc mắt Lục Như Tùng lục như tùng như trước sắc mặt lạnh lùng hắn bắt chéo chân cắn mấy miệng phung tư chương chi hạnh đối hắn thiếu kiên kỵ không khỏi đáp câu không nghĩ tới đại thiếu gia hồi nhỏ cùng thiếu gia quan hệ tốt như vậy lục như tùng cầm lấy điều khiển từ xa chọn cái đài vẻ mặt đạm mạc mặc kệ nàng chương chi hạnh hơi hơi quyết hạ miệng cúi đầu tảo lại không nhịn xuống nói đại thiếu gia hồi nhỏ thường thường đi thăm thiếu gia đâu hẳn là thật quan tâm thiếu gia đi lục như tùng động tác dừng một chút hắn hơi hơi cúi mâu giọng nói trầm chút là ta chương chi hạnh giọng nói tạp ra chỉ còn một cái đang âm tiết a à. lục như tùng nhìn về phía nàng khóe miệng ý cười mang theo vài phần trào phúng nghe không hiểu tiếng người a à, ta nói trên giường bệnh nhân là ta chương chi hạnh sửng sốt ý thức được tự mình nói sai vội vàng đánh ha ha thực nhìn không ra đến a à dù sao đại thiếu gia hiện tại thật sự là cường tráng a à. nàng ánh mắt loạn tảo vội vàng cầm công cụ đem còn thừa địa phương đều quét dọn một bên thời kỳ hai người ai cũng không nói gì phòng khách chỉ còn hạ quảng cáo thanh âm chương chi hạnh rốt cục quét dọn xong rồi thu công cụ không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc lần này quét dọn đợi chút lục như tùng đột nhiên kêu ngừng chương chi hạnh như thế nào đại thiếu gia Chương Chi Hạnh dương mắt nhìn sang. Lục như tùng con ngươi đen hơi hơi lóe ra, trên mặt cực lực biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng. Hắn thanh thanh cổ họng, ra vẻ lơ đảng dường như nói. Ngày hôm qua, ta giống như thấy mẫu thân trợ thủ, nàng có phải không phải ký cái gì thư tính cùng này nọ. Chương Chi Hạnh động tác hơi hơi cứng đờ, nàng cười gượng hạ, đúng vậy, phu nhân ký chút lễ vật. Lục như tùng biểu cảm như trước bình tĩnh, chỉ là nắm bắt gối ôm thủ bại lộ của hắn một chút khẩn trương. Hắn cầm lấy cái cốc uống một ngụm nước, thế này mới hỏi. Này nọ đâu? Chương Chi Hạnh lúc này triệt để khẩn trương lên. Nàng xem hướng lục như tùng, thật sự không biết như thế nào mở miệng. Dài dòng trầm mặt trung, lục như tùng tự hồ là ý thức được cái gì. Nhưng hắn như trước cắt cao nhìn chầm chầm Chương Chi Hạnh, nói chuyện. Chương Chi Hạnh tối nghĩa nuốt hạ nước miếng, giọng nói nói. Ở thiếu gia nơi đó. Vì sao lại ở thiếu gia nơi đó đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Lục như tùng đồng tử đột nhiên lui, sắc mặt tái nhợt vài phần. Hắn cường chống, giọng nói lãnh cực kỳ, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Trương Chi Hạnh gặp hắn như vậy, không khỏi có chút lo lắng, đại thiếu gia, ngài thoạt nhìn có chút không thoải mái, ngài không có việc gì đi. Lục như tùng giọng nói không hề độ ấm không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Chương Chi Hạnh đến gần vài bước, đại thiếu gia ngài, lục như tùng đột nhiên bùng nổ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chương Chi Hạnh giận dữ hét. Ta nói ta không sao, cút đi, hắn giọng nói xuống dốc liền khiến cho một trận kịch liệt ho khan. Lục như tùng che ngực ho khan, sắc mặt một mảnh ửng hồng, trước mắt tựa hồ đều có chút biến thành màu đen. Hắn thâm hít sâu mấy hơi thở, hầu gian truyền đến một trận đau nhức rõ ràng sớm đã biết đến rồi sự tình vì sao còn có thể đi sinh ra ao ước còn có thể đi nghĩ đến được đáp án đâu bản thân hành vi thật sự là không hề ý nghĩa cũng ngu xuẩn đến cực điểm lục như tùng càng muốn liền càng muốn cười ánh mắt hắn khô ráo nóng lên lên hắn ngẩng đầu lại thấy trương chi hạnh còn đứng nàng sắc mặt có chút quẩn bách hai tay dây dưa quần áo con ngươi đen trung có chút lo lắng lo lắng lo lắng cái gì lo lắng quan công tác sao? Kia sẽ không cần ở bản thân cảm xúc kích động thời điểm đứng ở trước mặt bất động A, chạy nhanh rời đi A, ngốc tử. Lục như tùng tim đập bình phục xuống dưới, hắn tựa vào trên lưng sofa, giọng nói giọng mỉa mai. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Chờ nhiều làm cho ta trách móc vài câu mới vui vẻ. Chương chi hạnh miệng giật giật, vài giây, nàng mới ngập ngừng nói. Không phải đại thiếu gia, ta là muốn nói ngày hôm qua thượng phát họa khóa thời điểm ta không phải cố ý họa như vậy xấu đề này làm gì lục như tùng nhíu mày chương chi hạnh theo trong túi lấy ra một trương gấp giấy vẽ nàng ánh mắt dao động cắn miệng nói chuyện đều có chút nói không rõ đây là ta ngày hôm qua một lần nữa họa cho ngài nàng dè dặt cẩn trọng đem giấy vẽ đưa tới lục như tùng tiếp nhận mở ra Giấy vẽ trung là một cái họa kỹ thập phần vụn về quy bản truyện tranh tiểu nhân, có thể nhìn ra được từng cái đường cong đều bị lau đi hơn 10 lần lại lần nữa phát họa thượng, bởi vì họa tiểu nhân trên giấy đã nổi lên thô ráp mau một bên, mơ hồ có thể thấy nhàn nhạt bút chì dấu vết. Lục như tùng hô hấp cứng lại. Hắn ít hầu gian như là ngạnh hạ, còn chưa tới kịp nói cái gì, liền gặp chương chi hạnh vội vội vàng vàng chạy ra. Đại thiếu gia ta còn có nhiệm vụ ta đi trước hắn siết chặt giấy vẽ, thủ có chút run run. Thật lâu sau, Lục Như Tùng tựa đầu rảo bước tiến lên trong ngực trong gối ôm. Chương Chi Hạnh nhanh như chớp chạy ra, trong lòng hoảng một đám. Nàng thật sự có chút đoán không ra này người một nhà quan hệ. Nói thật ra, khi trương họa là nàng hôm qua cảm thấy hảo ngoạn liền dựa theo Lục Như Tùng họa pháp bắt chức họa, vừa vặn tan học sau liền tắt trong túi, sáng nay đi được cấp liền một cổ não đem ngày hôm qua trong áo ngoài gì đó lấy ra đến nhét vào nữ phó trang túi tiền. Vừa mới càng là cái khó ló cái khôn mới tặng đi ra ngoài. Chương Chi Hạnh hơi hơi thở ra khẩu khí, nàng nghĩ thầm. Cũng hoàn hảo đụng phải như vậy trùng hợp. Nàng vốn đó là gặp sắc nảy ra ý lại cố tình chẳng như vậy ý chí sắc đá nhân, thật sự nhìn không được lục như tùng cái loại này biểu cảm, như là một cái bị từ bỏ nhổ răng nanh chó giữ dường như, tội nghiệp cực kỳ. Chương Chi Hạnh ngón tay động hạ. Nàng vừa vặn tốt có chút tưởng sờ sờ đầu của hắn. Chương Chi Hạnh trong não tràn ngập thượng vàng hạ cám suy nghĩ, vì thế làm nàng tiến vào lục như bách phòng khi liền không có phát hiện lục như bách kỳ quái cảm xúc. Nàng cầm trong tay điểm tâm phóng tới trên bàn, thiếu gia, đây là mới tới điểm tâm sư, ngươi đi nơi nào. Lục như bách lẳng lặng xem Chương Chi Hạnh. Chương Chi Hạnh thân thể cứng đờ, nở nụ cười hạ, đi quét dọn nha quét dọn nơi nào lục như bách giọng nói bình tĩnh không có phập phòng chương chi hạnh cúi xuống thành thật trả lời đại thiếu gia phòng lại là lục như tùng a lục như bách con ngươi đen vũ phát thâm trầm liên quan giọng nói đều nhẹ chút ngươi liền như vậy thích lục như tùng sao chương chi hạnh đây là thế nào ra đến kết luận chương chi hạnh nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói không có a à thiếu gia, đây là nữ phó dài làm cho ta quét dọn, không đúng sự thật, quét dọn phòng cần lâu như vậy sao? Lục Như Bách dùng tương đương bình tĩnh ngữ khí chất vấn nàng. Chương Chi Hạnh hết lời để nói, hắn đây mẹ nói không rõ a. À. Lục Như Bách nắm chặt tay viện, hắn dằn từng chữ. Ta nói rồi, ngươi không cần đi tiếp cận của hắn. Ta không, ngươi nói dối. Lục Như Bách cầm trong tay gì đó ném đi qua. Hắn hô hấp khó khăn lên, dùng cơ hồ gầm rú thanh âm nói: "Này tấm họa là cái gì? Lục Như Tùng cho ngươi họa có phải không phải? Ngươi ngày hôm qua ngay tại gạt ta." Chương Chi hạnh xem kia phó Lục Như Tùng vẽ tranh, trên mặt mạo chút mồ hôi lạnh. Trong lòng nàng kỳ thực tuyệt không cảm thấy có cái gì, nàng thậm chí cảm thấy Lục Như Bách bùng nổ thật không đạo lý. Nhưng là tưởng là nghĩ như vậy, cơm hay là muốn ăn, công tác vẫn là công tác. Chương Chi Hạnh nhỏ giọng giải thích nói. Bởi vì ta cảm thấy đại thiếu gia không là cái gì người xấu, cho nên luôn luôn không có, ngươi câm miệng. Lục như bách trống trụ nàng. Hắn thân mình run nhẹ nhẹ, vũ phát cuồng loạn lên, ngươi cảm thấy hắn là người tốt. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Ngươi phải muốn ta nói cho ngươi ta đây hai chân là hắn làm tàn phế ngươi mới cam tâm sao? Lục như bách miệng động hạ, trong con ngươi đen liền hiện lên ánh sáng tí tách, đại giọt đại giọt nước mắt theo hắn trong mắt chảy xuống xuất ra. Lục như bách xả ra khó coi ý cười, dùng gần như nghẹn ngào thanh âm nói. Vì sao hắn phải muốn cướp đi ta gì đó đâu? Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chi lì tấn, dê, tam ca lão bà tại đây một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ xích trạch 50 bình. 24 bình, u buồn chân mau 10 bình, vận khí đại thần chiếm được, viễn chuyển không rời tâm. 5 bình, ngươi là của ta tiểu bánh bích quy một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 92 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Chi Hạnh kinh ngạc nói không ra lời. Nàng tiến lên đỡ lấy lục như bách bả vai, chần chờ vài giây, nàng mới vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn. Lục như bách lại quật cường không nói gì, chỉ là nước mắt đại giọt đại giọt rơi xuống, vũ phát nổi bật lên hắn yếu ớt đáng thương. Vài giây, Chương Chi Hạnh mới hỏi nói. Đã xảy ra cái gì? Lục như bách dương mắt xem nàng, ánh mắt ửng đỏ. Hắn giọng nói có chút khàn khàn, không nên hỏi. Tiếp theo, hắn không còn có nói chuyện, tự hồ là cũng không tưởng trả lời vấn đề dường như. Chương Chi Hạnh thấy thế, liền cũng không lại quấy rầy hắn. Nhưng là, Lục Như Bách cùng Lục Như Tùng đã xảy ra cái gì vấn đề này thủy chung quanh quẩn ở Chương Chi Hạnh trong đầu lái đi không được. Bởi vậy, buổi chiều quét dọn chung, Chương Chi Hạnh thủy chung có chút khó có thể tập trung lực chú ý. Chương Chi Hạnh, ngươi đi lại một đạo lược có chút thương lão thanh âm rồi đột nhiên vang lên chương chi hạnh ý thức được bản thân bị nắm bao vội vàng gia tăng tốc độ quét dọn vệ sinh làm bộ như hoàn toàn không nghe thấy ngoài cửa sổ sự bộ dáng chương chi hạnh kia đạo thanh âm lại lớn chút chương chi hạnh thế này mới một bộ mờ mịt bộ dáng ngẩng đầu nơi nơi nhìn nhìn a à, là quản gia a à, ngài có chuyện gì sao quản gia cung lưng hướng nàng vẫy vẫy tay đi lại Trương Chi Hạnh buông dọn dẹp công cụ, theo đi qua. Hai người đi mấy bước, đi tới cái hơi chút yên lặng một ít địa phương. Quản gia châm trước hạ, thế này mới có chút dè dặt cẩn trọng hỏi. Hôm qua phu nhân ký cấp thiếu gia lễ vật, thiếu gia cuối cùng mở ra sao? Trương Chi Hạnh dừng vài giây, đáp. Không có. Quản gia nghe vậy thở dài, không khỏi thẳng lắc đầu, cũng là, ai, cũng không biết thiếu gia đến cùng khi nào thì có thể buông. Chương Chi Hạnh ánh mắt vừa động, đột nhiên phản ứng đi lại. Này quản gia không phải là trong trò chơi cái loại này chuyên môn cung cấp tình báo nợp cờ sao. Chương Chi Hạnh lộ ra một bộ muốn nói lại thôi, chỉ dục lại ngôn táo bón biểu cảm. Ở nàng tiến hành dài đến 2 phút tề mi lộng nhãn sau, quản gia rốt cục theo bản thân suy nghĩ trung bạc thân xuất ra. Hắn có chút nghi hoặc hỏi. Chương Chi Hạnh, như thế nào? Phát sinh cái gì? Chương Chi Hạnh hơi hơi cắn môi, mắt cỡ ngại ngùng nói: "Quản gia, thiếu gia chân có phải không phải cùng đại thiếu gia có quan hệ?" Quản gia trừng mắt to, theo bản năng liền bưng kính của nàng miệng chung quanh nhìn nhìn. Gặp không ai sao, hắn mới buông tay, nhỏ giọng lại nghiêm khắc nói: "Hạt nói cái gì? Ai nói cho của ngươi?" Chương Chi Hạnh nhìn về phía quản gia, là: "Thiếu gia nói." "Thiếu, thiếu gia?" quản gia ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, quản gia thở dài, đã thiếu gia đều nói cho ngươi chuyện này, khi ngươi có biết cũng không ngại. Chương chi hạnh tâm tình kích động, giống như rơi vào qua điền bàn tra dường như. Quản gia từ từ nói. Ngươi có biết đại thiếu gia vì sao kêu đại thiếu gia, nhưng là thiếu gia cũng không kêu nhị thiếu gia sao? Chương chi hạnh lắc đầu. Bởi vì đại thiếu gia thân thể suy yếu, cho nên hắn theo sinh ra khi liền luôn luôn ở tại trại An dưỡng tiến hành quan sát cùng An dưỡng, chuyện này luôn luôn là bí mật, cho nên chúng ta đều cho rằng phu nhân chỉ sinh ra một gã thiếu gia, cho đến khi đại thiếu gia 10 tuổi khi mới trở lại trang viên, khi đó chúng ta đã thói quen xưng hô nhị thiếu gia vì thiếu gia, cho nên này xưng hô luôn luôn tiếp tục sử dụng đến nay. Quản gia dừng vài giây mới tiếp tục nói. Đại thiếu gia lần đầu trở lại trang viên, đối cái gì đều cảm thấy tươi mới cũng thập phần bất hảo, chúng ta này đó tôi tớ thường thường bị treo cật chơi đùa, nhưng chúng ta mới đầu đều cũng không biết là có cái gì, cho đến khi nhị vị thiếu gia 12 tuổi sinh nhật một ngày trước. Chương Chi hạnh tâm nâng lên, hận không thể lắc lắc quản gia cổ áo làm cho hắn nhanh chút nói. Quản gia biểu cảm vũ phát thương cảm, ngày ấy phu nhân mang thiếu gia nhóm đi chọn lựa mã câu, đại thiếu gia trước chọn, chọn lựa ngựa đúng là thiếu gia thích. Khi đó hai vị thiếu gia quan hệ vô cùng tốt, thiếu gia liền hy vọng đại thiếu gia có thể tặng cho hắn nhưng đại thiếu gia không có đáp ứng thiếu gia cũng không có cưỡng cầu hôm sau đại thiếu gia lại chủ động mời thiếu gia cưỡi thử thiếu gia rất là hưng phấn vừa rồi mã không bao lâu mã lại đột nhiên tiêu chảy khó có thể khống chế đem thiếu gia hiên rơi xuống đất thượng thiếu gia cũng bởi vậy rơi xuống chân tật cùng đại thiếu gia cũng có khúc mắt trương chi hạnh nghe xong lại luôn cảm thấy có chút không đúng nàng hơi suy tư liền hỏi quản gia cái đó và quản gia đưa tay ngăn cản nàng tiếp tục nói phu nhân điều tra mã tiêu chảy nguyên nhân khi phát hiện mã dùng ăn lương thảo giống như bị động thủ chân mà ở thiếu gia cưỡi ngựa phía trước đại thiếu gia liền tiến vào chuồng phu nhân chất vấn đại thiếu gia khi đại thiếu gia không có phủ nhận thật lâu sau trương chi hạnh mới há mồm nói cho nên ý của ngài là thiếu gia chân là đại thiếu gia nàng không nói tiếp quản gia vỗ vỗ nàng bờ vai, phu nhân cùng lão gia đều đối đại thiếu gia thật thất vọng, đại thiếu gia cũng không có gì ăn năn chi tâm, như trước nơi nơi gặp rắc rối hay hoặc là trêu cực chúng ta này đó hạ nhân, ai, đáng tiếc thiếu gia chân. Chuyện này sau thiếu gia cũng không lại giống trước kia như vậy thân cận phu nhân lão gia. Sau này, phu nhân lão gia rõ ràng đi ra ngoài đi xa, này trang viên chỉ còn hạ hai vị thiếu gia. Không biết vì sao, chương chi hạnh thủy chung có chút khó mà tin được nàng vừa định hỏi lại vài câu đã thấy quản gia lộ ra có chút mệt mỏi biểu cảm hắn vẫy vẫy tay cùng ngươi trò chuyện một lát thời gian đều lãng phí quản gia lại vỗ hạ nàng bờ vai ngươi chăm sóc thật tốt thiếu gia việc này a à, chúng ta làm tôi tớ sẽ không cần nhiều lời này đó quản gia rời đi sau chỉ để lại chương chi hạnh một người ở lại tại chỗ nàng công phía dưới cảm thấy chuyện này các loại nguyên do sợ không phải đơn giản như vậy. Hôm sau, Linh Linh Linh, Trung Tăng học khai hỏa. Trương Chi Hạnh ngáp một cái, không nhịn xuống ghé vào trên bàn chuẩn bị ngủ một lát. Bên phải lục như bách trước sau như một tỉnh tọa không biết nghĩ cái gì, mà bên phải lục như tùng bên cạnh cũng trước sau như một náo nhiệt cực kỳ. Ngày hôm qua thuật cưỡi ngựa lão sư dáng người thực hảo hảo A. Đúng đúng đúng, ta hận không thể có thể cùng nàng kỵ một con ngựa. Như Tùng, thế nào mỗi lần thuật cưỡi ngựa khóa ngươi cũng không ở, ngươi lần này thật sự mệt lớn, kia lão sư thật sự xinh đẹp. Chương Chi Hạnh lỗ tai không nhìn xuống dựng đứng. Ngày hôm qua là vì thuật cưỡi ngựa khóa, cho nên hai huynh đệ mới nhất tề vắng học sao. Quả nhiên là vì kia sự kiện. Lục Như Tùng giọng nói rất nhạt, không có hứng thú. Chương Chi Hạnh không khỏi lặng lẽ dương mắt nhìn đi qua lục như tùng tựa vào lưng ghế dựa biểu cảm không chút để ý không biết vì sao hắn vừa vặn nhìn qua chống lại trương chi hạnh đôi mắt trương chi hạnh lập tức thu hồi ánh mắt tựa đầu mai nơi cánh tay lý lục như tùng dời ánh mắt mày nhíu lại phát họa khóa trương chi hạnh có chút không yên lòng tước bút chì t nàng thủ vừa động tiểu đao trong khoảnh khắc ở ngón rõ gian lưu lại một đạo miệng vết thương máu chậm rãi chảy ra chương chi hạnh nhìn xem có chút mộng một bên lục như tùng nhìn về phía nàng nhíu mày ngươi làm sao vậy ân tọa ở tiền phương lục như bách quay đầu nhìn về phía nàng chương chi hạnh chống lại lục như bách bình tĩnh con ngươi đen vội vàng nói ta không cẩn thận thiết tới tay ta đi trước rửa tay nàng nắm giữ ngón trỏ vội vàng rời đi phòng học hoàn toàn không dám đáp lại lục như tùng từ mấy ngày hôm trước lục như bách cùng loạn khóc như vậy một hồi chương chi hạnh là thật sợ lục như bách mấy ngày nay nàng hoàn toàn không dám cùng lục như tùng có gì tiếp xúc quả thực là có thể trốn liền trốn lục như tùng hơi hơi nắm bút chì chống lại lục như bách ánh mắt lục như bách con ngươi đen bình tĩnh hướng tới hắn nở nụ cười hạ như là khiêu khích hoặc như là khoe ra lục như tùng dời ánh mắt nhìn về phía không bạch giấy vẽ hắn cầm bút chì tùy ý vẽ vài nét bút, trong đầu lại thủy chung không có suy nghĩ. Xem của nàng phản ứng, đại khái là biết mấy chuyện này thôi, cho nên mới đối bản thân tránh không kịp. Lục Như Tùng lại đánh hai nơi bóng ma, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm. Vài giây, hắn mới câu hạ khóe miệng, lộ ra cái trào phúng dường như ý cười. Thứ bảy, Trương Chi Hạnh sắp thể xác và tinh thần mệt mỏi, rõ ràng Lục Như Tùng mới là của nàng tiến công chiếm đóng mục tiêu, nhưng là nàng dám bị Lục Như bách ép buộc không dám nhận gần Lục Như Tùng, hắn đây sao ai chịu được a. À? Hôm nay, nàng muốn đánh tảo địa phương là Hoa Viên nơi càng sâu địa phương. Chương Chi hạnh dọc theo Hoa Viên một đường đi vào, không vài giây, nàng liền thấy một tòa có chút đáng yêu kiến trúc. Nàng thấu đi qua nhìn nhìn, phát hiện này dĩ nhiên là một tòa không có mã chuồng. Đi đi, kể từ khi biết cưỡi ngựa sự kiện sau, Chương Chi Hạnh cảm thấy bản thân tổng có thể gặp được cùng mã tương quan gì đó. Chương Chi Hạnh đánh giá tuần sau vây, thật dễ dàng liền phát hiện quanh mình bồn hoa cùng bàn đu dây ghế băng chỗ địa phương, tự hồ chính là mã tràng cải biến. Một khi đã như vậy, còn giữ người này chuồng làm chi? Chương Chi Hạnh biểu môi. Nàng xoay người, bắt đầu cả một ngày vất vả cần cù làm việc. Chẳng sợ ở trong hiện thực cuộc sống, Chương Chi Hạnh đều là cái thật tiểu phế vật đồ lười, không nghĩ tới mặt cái thư còn muốn làm cỏ quét dọn vệ sinh đi sớm về tối thật là muốn mệnh chương chi hạnh ở trong lòng vừa mắng một bên quét dọn kẻo kẹt bàn đu dây bị phong quát khởi vang lên nho nhỏ thanh âm chương chi hạnh con mắt vòng vo chuyển hơi có chút tâm động nhìn nhìn bàn đu dây ánh mắt chớp chớp nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía ném tảo đem ngồi đi lên chương chi hạnh lui về sau thân mình nhoáng lên một cái liền cao cao đẳng lên nữ hài nhóm vui vẻ càng là đơn giản. Trương Chi Hạnh rất nhanh liền đối với đảng thiên thu việc này động nghiện, hoa viên chỗ sâu che kín nàng chơi đu dây vù vù tiếng gió. Nàng cao cao tạo nên, nữ phó váy quán đầy phong sau đó lại tán đi. Một đầu tóc đen tung bay hỗn độn, nàng tươi ngọt xinh đẹp khuôn mặt thượng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, con ngươi đen thủy nhuận. Mỗi lần tạo nên, của nàng con ngươi đen đều mị thành một vòng trăng non làm lục như tùng đi vào hoa viên chỗ sâu khi, chỗ đã thấy liền là trường hợp như vậy. Hắn hơi hơi vuốt phẳng hạ ngón tay mình, trong lúc nhất thời cảm giác tim đập như sấm. Hắn tự hồ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chương chi hạnh. Lục như tùng chứng kiến đến luôn cái kia ra vẻ cung kính, tràn ngập kiên kỵ, miệng hơi hơi nhếch lên tiểu nữ phó. Nhưng là hiện tại, cũng là một cái hoàn toàn trầm tĩnh lại, không có bất kỳ ngụy trang thành phần cùng tuổi thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, hắn nói không rõ bản thân đến cùng này đây cái dạng gì cảm xúc quan kháng tình cảnh này. Nhưng là, như vậy, quan sát cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì chương chi hạnh rất nhanh sẽ đã nhận ra này mặt tầm mắt. Nàng xem hướng bản thân, có chút hoảng loạn, vội vội vàng vàng địa hạ bàn đu dây. Sau đó, nàng dùng đã từng cung kính ngữ khí lắp bắp nói. Đại, đại thiếu gia, lục như tùng lên tiếng, hắn hơi hơi dựa ở thân cây, đây là của ngươi quét dọn. Trương Chi Hạnh nhưng là thật hội mưu lợi, lập tức sách công cụ bắt đầu quét dọn, một bên quét dọn vừa nói. Ta, ta liền hưu, nghỉ ngơi một chút. Lục Như Tùng từ chối cho ý kiến, đi tới phụ cận ghế băng ngồi xuống. Trương Chi Hạnh mới đầu còn rất nghiêm cẩn quét dọn, nhưng là không bao lâu, nàng liền cảm thấy rất là nhàm chán. Nàng nhìn nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ta cũng không tin nơi này còn có thể có lục như bách tai mắt chương chi hạnh nghĩ như thế liền quyết đoán hướng tới lục như tùng đáp lời đại thiếu gia hôm nay thức dậy rất sớm a à? đại thiếu gia xem cái gì thư a à? có phải không phải rất thâm ảo a à? đám ô hợp đại thiếu gia hôm nay nghĩ như thế nào đến tới nơi này a à? bởi vì ta tưởng ở chương chi hạnh siêng năng nỗ lực hạ lục như tùng khi rảnh rỗi ngươi hội ứng một hai câu Chương Chi Hạnh đứng dậy, đỡ thân cây thở hỗn hển mấy hơi thở. Nàng ánh mắt vòng vo chuyển, lại hỏi: Thiếu gia, điều này sao quan có chuồng không có mã a? À? Lục Như Tùng phiên thư động tác dừng một chút, hắn con ngươi đen thâm hạ. Vài giây sau, hắn cười nhạo thanh, mẫu thân lưu lại làm cho ta tư quá dùng là. Chương Chi Hạnh không khỏi chụp hạ một khối vỏ cây, ý đồ giả ngu, cái gì tư quá a? À? Lục Như Tùng xem nàng giọng nói lạnh lùng, đây là ở làm gì? Muốn từ ta miệng ra cái gì đáp án? Chương Chi Hạnh gãi gãi thụ, không nói gì. Lục Như Tùng đứng dậy, trực tiếp trạc phá của nàng lời thách sáo ý đồ, ngươi có biết cái gì liền là cái gì, cũng không cần lại theo ta miệng được đến cái gì không có ý nghĩa giải thích cùng xác minh. Chương Chi Hạnh nói không ra lời, chỉ nháy mắt nhìn hắn. Lục Như Tùng hợp nhau thư, xoay người rời đi. Hắn đi mấy bước, lại quay đầu, theo trong túi lấy ra cái này nọ ném cho nàng. Chương Chi Hạnh sửng sốt, luống cuốn tay chân tiếp được. nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy là quan tâm thuốc mỡ. Lục Như Tùng giọng nói nhàn nhạt, loại này thuốc mỡ đối đau thương trị liệu hiệu quả không sai. Chương Chi Hạnh dừng vài giây, xem Lục Như Tùng bóng lưng, không nhịn xuống gọi lại hắn. Lục Như Tùng, Lục Như Tùng bóng lưng cứng đờ, hắn ngừng đặt chân bước, nhíu mày ngươi bảo ta cái gì? Trương Chi Hạnh không có nói tiếp, chỉ nháy mắt nhìn hắn, nếu ta nói ta không tin đâu. Lục Như Tùng có chút kinh ngạc, theo bản năng nói tiếp. Cái gì? Nếu ta nói ta không tin ta nghe được gì đó đâu. Trương Chi Hạnh nghiêm cẩn xem hắn. Lục Như Tùng môi khẽ nhúc nhích, vài giây, hắn mới há mồm, ngươi ở nói bậy bạ gì đó này nọ. Hắn dừng vài giây, khóe miệng kiều hạ, thị phi muốn ta thô bạo đối với ngươi ngươi mới biết được ta là dạng người gì chương chi hạnh bất mãn mà than thở nói ta đây không là cảm thấy tâm miệng lục như tùng dời đi ánh mắt lại nói nhiều liền đem sách báo lâu đều cho ta quét chương chi hạnh nhanh chóng chớ có lên tiếng yên tĩnh như kê lục như tùng hầu kết giật giật lại cái gì cũng không nói ra hắn nắm bắt sách trong tay xoay người bước đi ngay cả bước chân đều có chút vội vàng lên chương chi hạnh chớp mắt đột nhiên quát cám ơn của ngươi dược câm miệng lục như tùng không nhịn xuống quay đầu khiển trách giọng nói rơi xuống nháy mắt lục như tùng bước chân càng lúc càng nhanh không bao lâu liền biến mất ở tại trong hoa viên chương chi hạnh xem bóng lưng của hắn luôn cảm thấy hắn lỗ tai tựa hồ có chút đỏ nàng tâm tình vô cùng tốt sờ sờ đại thụ mà lục như tùng tâm tình sẽ không tốt như vậy hắn có chút tức giận nhéo nhéo không tốt lỗ tai, ngay cả lầm bầm lầu bầu giọng nói đều mang theo châm chọc. Ngươi hồng cái gì? Không tiền đồ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 93 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đại khái là chuồng gặp nhau, mấy ngày nay ở chung chung, Chương Chi Hạnh rõ ràng cảm thấy Lục Như Tùng đối nàng thái độ một ít hòa hoãn, nhưng là giới hạn cho hòa hoãn. Chương Chi Hạnh phụ giúp Lục Như Bách, thân tại tàu doanh tâm tại Hán, trong đầu tất cả đều là Lục Như Tùng. Điều này cũng trách không được nàng, dù sao Lục Như Tùng mới là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng. Ngươi ở ngẩn người cái gì? Lục Như Bách đột nhiên lên tiếng. Miệng hắn ba có chút phình, xem nàng, trong con ngươi đen đều là bất mãn. Chương Chi Hạnh vội vàng lắc đầu, không có nha, chỉ là suy nghĩ ngày mai thứ năm lại có phát họa khóa, hảo phiền A. À. Vì sao như vậy chán ghét phát họa A? À? Lục như bách chống má xem nàng, hoàn toàn một bộ tử thần tiên không hiểu phàm nhân bộ dáng. Trương Chi Hạnh miệng viết hạ, chỗ nào có nhiều như vậy vì sao, bởi vì họa không tốt nha. Lục như bách dừng vài giây, đột nhiên cười nói. Khi ta dạy cho ngươi. Trương Chi Hạnh miệng quyệt đi lên, Ta có thể không học sao thiếu gia." Lục Như Bách nghiêm cẩn xem nàng, "Không thể." "Trương Chi Hạnh." Lục Như Bách nói, "Đi thôi, ta hiện tại sẽ dạy ngươi." Trương Chi Hạnh hận không thể trừ bản thân mấy bàn tay, tự bản thân há mồm giống như tổng cấp bản thân tăng thêm rất nhiều không có ý nghĩa phiền toái, thật sự là phiền chết. Hội họa vĩnh viễn là Lục Như Bách hưng phấn điểm, bình thường đã từng dây dưa kéo dài biến nhát Lục Như Bách lúc này nhưng là thập phần tích cực. Không vài phút, hai người đã cầm nguyên bộ dụng cụ vẽ tranh đi tới một chỗ phong cảnh có chút duyên dáng hồ nước chỗ. Lục Như Bách thẳng đứng lên tử, nói: "Bắt đầu đi." Hắn nhìn về phía Chương Chi Hạnh dặn dò nói: "Xem trọng, ngươi trước như vậy buộc vòng quanh đường cong, sau đó như vậy đánh bóng ma, vài phút, Lục Như Bách thở ra một hơi, lời nói thấm thía nói: "Nhà, như vậy liền họa được rồi." Chương Chi Hạnh lục như bách nhíu mày có chỗ nào không hiểu sao không hiểu lời nói có thể nói với ta chương chi hạnh nói cái gì kêu như vậy cái gì kêu như vậy lục như bách con ngươi đen ngây thơ ngón tay đã nắm bắt bút chì ở trên giấy vẽ bắt đầu chuyển động cứ như vậy hắn xem nàng nhấc bút họa ra cái viên sau đó còn như vậy bút chì động đem một cái vòng tròn tân trang thành con sông hình dáng hình dạng lục như bách nghiêm cẩn nói ngươi đã hiểu sao chương chi hạnh ngươi giết ta đi nàng nuốt nuốt nước miếng thật sự ngượng ngùng nói cho lục như bách nàng đại khái là không biết gì cả vì thế chương chi hạnh xả ra cái miễn cưỡng mỉm cười ta đã hiểu nói như vậy chương chi hạnh vươn tay trên giấy vẽ cái vòng như vậy đúng không lục như bách nhìn về phía nàng trên giấy vẽ hết sức dị dạng một vòng tròn trạng vật chần chờ vài giây ân Chương Chi Hạnh kiên trì tiếp tục, cầm như da xoa xoa chung quanh, run run rẩy rẩy họa ra giống như nàng run run rẩy rẩy đường cong, tại như vậy đúng không? Trên giấy vẽ là một cái thập phần hình thù kỳ quái vật thể, liền ngay cả Lục Như Bách trong lúc nhất thời cũng khó lấy hình dung đây rốt cuộc là cái gì. Lục Như Bách nhìn chầm chầm giấy vẽ, trầm mặt vài giây, giọng nói hơi có chút hoài nghi, đúng. Chương Chi Hạnh Được rồi được rồi, ta đã biết nàng ảo não kéo xuống giấy vẽ nhu thành đoàn đi thôi thiếu gia ta cảm thấy ta giống như thật sự họa không đi ra lục như bách thở ra khẩu khí muốn an ủi nàng không quan hệ kỳ thực ngươi cũng rất hắn rất mười giây không có phun ra những lời khác đến cuối cùng lục như bách vỗ vỗ nàng bờ vai lắc đầu không có việc gì chương chi hạnh may mà thu thập giá vẽ dụng cụ vẽ tranh còn có khác người hầu bởi vậy Trương Chi Hạnh chỉ là phụ giúp Lục Như Bách ly khai hồ nước. Nàng một bên phụ giúp Lục Như Bách, vừa nói. Thật hâm mộ thiếu gia Thiên Phú A, có thể đem vẽ tranh tốt như vậy. Thiên Phú Lục Như Bách giọng nói mang theo chút nghi vấn, so với Thiên Phú, ta cảm thấy nỗ lực tương đối trọng yếu. Trương Chi Hạnh có chút ủ rũ, thiếu gia không cần an ủi ta. Lục Như Bách nhún vai, ta nói không là ngươi, ngươi không giống với. Ngươi nỗ lực cũng vô dụng. Chương Chi Hạnh. Nàng bị đổi không cáo kỉnh, chỉ phải tiếp tục phụ giúp Lục Như Bách. Không vài giây, Lục Như Bách đột nhiên hỏi, "Ngươi mấy ngày hôm trước có phải không phải đi tìm quản gia hỏi chút có hay không đều được?" Chương Chi Hạnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Ân." Lục Như Bách xem nàng, "Ngươi có cái gì cảm tưởng sao?" Chương Chi Hạnh cười gượng thanh, "Đây là thiếu gia nhóm sự tình, ta làm sao dám có cái gì cảm tưởng." Không có sao. Lục Như bách giọng nói hơi trầm xuống, như là vui đùa, hoặc như là thuận miệng nhắc tới, ngươi không là cảm thấy ca ca là cái phi thường tốt nhân, tình nguyện cải lại mệnh lệnh của ta cũng muốn cùng với hắn sao? Chương Chi Hạnh. Không cần đem chúng ta nói được giống cái gì Romeo Chu Lệ Diệp giống nhau tốt sao? Chương Chi Hạnh dừng một chút, nhìn về phía hắn, thiếu gia, ý nghĩ của ta cũng không có gì thay đổi. Lục Như bách siết chặt tay vịn cho nên ngươi là cảm thấy ta đây hai chân xứng đáng biến thành như vậy sao không phải thiếu gia chương chi hạnh hơi hơi xoay người ta chỉ là cảm thấy này trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm lục như bách trên mặt không có biểu cảm của hắn con ngươi đen dũ phát trầm nga hai người không nói nữa không khí hơi có chút yên tĩnh chỉ có xe lăn lăn lộn trên đường nghiền nát lá rụng tiếng vang vậy ngươi tuyển ai lục như bách đột nhiên hỏi ra loại này không đầu không đuôi vấn đề chương chi hạnh đều kinh ngạc loại này vấn đề cực kỳ giống ất nữ trong trò chơi lộ tuyến chi nhánh tuyển hạng nhưng là đi đến thế giới này bắt đầu nàng cùng lục như bách ở chung cũng không có thập phần thân cận nàng thật sự có chút không thể lý giải lục như bách loại này vấn đề có lẽ lại là hắn kỳ quái ham muốn chiếm hữu quấy phá dù sao hắn tuổi thượng tiểu đại khái là xuất phát từ đối với đồng bọn hay hoặc là vật ham muốn chiếm hữu đi. Nhưng cứ việc như thế, Trương Chi Hạnh vẫn cứ không nghĩ trực diện vấn đề này. Nàng nhẹ giọng nói. Ta không hiểu thiếu gia ý tứ. Lục như bách trầm mặt vài giây, không hiểu liền tính. Hắn con người đen thâm trầm, trắng nõn thon dài ngón tay điểm điểm xe lăn tay viện. Đi thôi. Lục như tùng thở ra khẩu khí, hắn thật sự không hiểu lắm bản thân vì sao lại đến đến nơi đây lục như tùng nhìn nhìn trước mặt giá vẽ lại nhìn ra xa liếc mắt một cái cách đó không xa hồ nước không khó đoán ra đại khái bọn họ vừa mới ở trong này tiến hành vẽ vật thực mới vừa rồi hắn liếc thấy hai người hướng bên này đi bản thân cũng không nhìn xuống lặng yên đi tới bên này lục như tùng nhìn nhìn chương chi hạnh giá vẽ không hiểu cảm thấy có chút buồn cười giá vẽ hạ có cái giấy đoàn hắn xoay người nhặt lên tràn ra nhìn nhìn ngô lục như tùng vũ phát muốn cười đây là cái gì này nọ trứng vịt muối sao hắn chuyển sang bằng tờ giấy phóng tới đến giá vẽ thượng cầm lấy như da cọ vài cái tiếp theo lục như tùng cầm lấy bút chì hơi chút tân trang vài cái không vài giây bộ này có chút kỳ quái đồ lập tức biến thành một cái hình dáng rõ ràng duyên dáng con sông lục như tùng cầm lấy bút chì so hạ tỷ lệ mày nhíu hạ lại sửa chữa hạ cái này tranh này đã thập phần tiếp cận trước mặt hồ nước lục sắc bút chì ở hắn ngón tay chuyển động hạ lục như tùng khóe miệng kiều hạ hắn buông xuống bút chì đem họa sĩ đến trong túi lục như tùng cũng nói không rõ bản thân đang làm cái gì nhưng là theo bản năng cứ như vậy đi theo đầu óc một buổi sáng chương chi hạnh liền muốn hầu hạ lục như bách ăn cơm nàng thật sự không tình nguyện cực kỳ dù sao ở trong phòng ăn đứng sau lưng người ta xem nhân gia ăn ngươi như vậy thật sự khiến cho nàng cảm giác có chút thèm ăn hoảng mặc dù nữ giúp việc bữa sáng thời gian muốn so các chủ nhân sớm hơn nhưng là chương chi hạnh trong từ điển không có ăn no chỉ có còn có thể lại ăn chút nàng cầm lấy công đổ bắt đầu vì lục như bách chia thức ăn lục như bách nhìn về phía nàng ta nghĩ muốn quẩn cô canh tốt chương chi hạnh một lần nữa giúp hắn đựng quẩn cô canh Lục Như Bách hãy còn uống trong tay canh, lườm nàng liếc mắt một cái. Trương Chi Hạnh đang muốn tiếp nhận Lục Như Tùng trong tay bác, lại rồi đột nhiên cảm giác được nhất đạo ánh mắt. Nàng nhìn sang, Lục Như Bách hắc trầm con ngươi chính xem nàng, không có gì phập phòng. Trương Chi Hạnh thủ nhất trung trung, hỏa tốc chuyển biến, cả người xoay người phải đi thịnh canh, không lại để ý thải Lục Như Tùng. Lục Như Tùng nhìn nhìn bản thân đã không bác, cũng không có nói cái gì nữa. Lục Như Bách lúc này lại đã mở miệng, ngượng ngùng, nàng là của ta bên người nữ phó, khả năng không dám nhận quá ca ca bác đi. Lục Như Tùng khóe miệng kiều hạ, không nói chuyện. Hắn thật sự đối hắn loại này quá đáng ngây thơ hành vi không có nhiều lắm hứng thú. Hắn buông trong tay bác, chậm rãi cắn khẩu sang huyết. Chương Chi Hạnh đem thịnh tốt canh phóng tới Lục Như Bách trước mặt, sau đó đứng ở của hắn phía sau. Lục Như Bách uống lên mấy khẩu canh, lại nói, A, à, ta sáng nay muốn ăn khúc kỳ nướng thế nào? Trương Chi Hạnh dắt mỉm cười, đã ở lò nướng lý, còn có vài phần chung hẳn là liền nướng chế hoàn thành. Lục Như Bách chống má, giọng nói từ từ, ta hiện tại muốn ăn. Trương Chi Hạnh gật đầu, đang muốn đi, cố tình lại bị Lục Như Bách gọi lại. Lục Như Bách nói, đem lò nướng lý khúc kỳ đều lấy đi lại đi, dù sao ngươi chỉ nướng một điểm. Trương Chi Hạnh này kỳ quái lời nói thế nào nghe ý tứ đều là chỉ lấy một điểm đi lại là được nàng theo bản năng nhìn về phía lục như tùng lục như tùng sắc mặt lãnh đạm tự hồ hoàn toàn không nghe thấy thông thường lục như bách cố tình lại thêm vào một câu sớm biết rằng ca ca sáng nay đến ăn điểm tâm ta liền rõ ràng nhiều làm cho nàng nướng một điểm chương chi hạnh nàng thật sự không biết nói cái gì cho phải chương chi hạnh xoay người tiến đến phòng bếp thân ảnh vội vàng chỉ là tâm tình vũ phát phức tạp. Lục Như Bách gần nhất biến hóa thật sự hơi lớn, dù sao hắn trước kia mặc dù chán ghét Lục Như Tùng nhưng cũng cho tới bây giờ sẽ không như thế trắng ra khiêu khích, nhưng là hôm nay lại cố tình như thế. Lục Như Tùng nhìn về phía Lục Như Bách. Hắn sắc mặt như trước bình tĩnh, rõ ràng nói xong như vậy khoe ra ý tứ hàm xúc 10 phần lời nói, Lục Như Bách trên mặt lại như trước không có hiện ra nửa phần manh mối, như của một bộ tử im lặng bộ dáng. Mặc dù hai người dài giống nhau tướng mạo, thế nhưng là chưa bao giờ sẽ làm nhân làm hỗn. Lục Như Bách vĩnh viễn là như thế trầm tĩnh thậm chí cho có chút nhu thuận, tổng làm cho người ta càng thêm sủng ái chú ý, mặc dù ngẫu nhiên bại lộ ra cũng không được tốt lắm tỳ khí, cũng sẽ không thể thu nhận phản cảm. Như thế chắc hẳn, Lục Như Tùng liền ngày thường thập phần làm cho người ta không dám trêu chọc Vĩnh Viễn lãnh một trương mặt cùng với cười rộ lên liền mang theo giọng mỉa mai hoặc trào phúng hoặc nguy hiểm cười khiến cho Lục Như Tùng hướng đối xử nhân kiên kỵ. Lục Như Tùng yên tĩnh ăn xong cuối cùng một ngụm bánh mì. Thiếu gia, ngài khúc kỳ. Thơm nào ngạt nóng hôi hổi khúc kỳ bị trình đến Lục Như Bách trước mặt. Hắn nở nụ cười hạ, đưa tay niễn nổi lên một khối khúc kỳ. Trăng rắc, xốp giòn tiếng vang cùng với mùi nhanh chóng ở miệng lan tỏa đến. Lục Như Bách nói, làm rất tốt a à. điểm tâm vang lên cùng nhàn nhạt mùi hoa vị rồi đột nhiên truyền đến lục như tùng mũi hắn hầu kết khẽ nhúc nhích không hiểu cảm thấy tình cảnh này thật sự buồn cười rõ ràng chẳng qua là nướng tốt khúc kỳ mà thôi lục như tùng nuốt xuống miệng như sáp thông thường vô vị bánh mì cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau lau rồi hạ miệng không gì hơn cái này hắn hướng tới lục như bách nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy rời đi Lục Như Bách vừa kéo ra ghế dựa, liền không cẩn thận mang theo khăn ăn cùng trước mặt bàn ăn rơi xuống trên đất. Trăng rắc, này thanh thúy tiếng vang khiến cho Lục Như Bách cảm thấy thập phần khó nghe thả xấu hổ lên. Hắn vẫy vẫy tay, đang muốn sai sử một cái tôi tớ quá tới thu thập khi, đã thấy một bên chương chi hạnh theo bản năng đã đi tới. Nàng cúi đầu nhanh chóng thu thập xong bàn ăn. Gần vài phút, chương chi hạnh tự hồ ý thức được không đúng, liên quan trên đất khăn ăn cũng bất chấp thu thập liền nhanh chóng đứng thẳng thân mình. Lục Như Tùng miệng khẽ nhúc nhích. Ngươi, Trương Chi Hạnh cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng đi tới Lục Như Bách phía sau. Này thập phần rõ ràng trốn tránh động tác khiến cho Lục Như Tùng cảm thấy không thoải mái cực kỳ. Khóe miệng hắn kiều hạ, con ngươi đen nheo lại, trào phúng hương vị trọng cực kỳ. Lục Như Bách gặp được lần này động tĩnh, hắn cắn hạ trong miệng khúc kỳ trăng rắc lục như bách ăn khúc kỳ chống lại lục như tùng tầm mắt lục như tùng dời đi ánh mắt cảm thấy này cảnh tượng là ở quá mức buồn cười thế cho nên bản thân thậm chí có chút muốn cười thật sự là nhàm chán lục như tùng xoay người nhặt lên còn chưa có nhặt lên khăn ăn thủ lại đụng đến khuynh hướng cảm xúc thô ráp gì đó cái gì vậy giấy tiết sao? tiếp theo dây lục như tùng trong lòng liền sinh ra chút kỳ diệu đoán hắn mặt không biểu cảm đem khăn ăn phóng tới trên bàn, kia khuynh hướng cảm xúc thô ráp gì đó liền bị hắn nắm đến trong lòng bàn tay. Lục như tùng sắc mặt lãnh đạm đi ra nhà ăn, tim đập lại không hiểu dồn dập lên. Có lẽ chỉ là giấy tiết, có lẽ chỉ là giấy ăn, bản thân vì sao lại có chút khẩn trương đâu. Lục như tùng đi rồi vài bước, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Vài giây, hắn mới mở ra tay trưởng. Là một tờ giấy trên giấy bản thân có chút viết ngoáy, chỉ viết một cái từ. Hoa viên. Cái gì? Muốn ở hoa viên gặp mặt. Lục như tùng mâu sắc vừa động, trong lòng vũ phát cảm thấy buồn cười lên. Đây là cái gì? Ước hắn gặp mặt sao? Nàng cho rằng nàng một cái nữ phó thân phận có thể tự tiện ước hắn gặp mặt sao? Rõ ràng ở nhà ăn khi, nàng đứng ở lục như bách phía sau một bộ tử trung thành và tận tâm bộ dáng, ngay cả cùng bản thân đối diện cũng không dám đâu. Thật sự là nhàm chán. Hắn siết chặt tờ giấy, thủ nhẹ nhàng ở trên thùng rác. Vài giây sau, Lục Như Tùng thập phần không kiên nhẫn thu tay. Nhìn xem người này muốn làm gì đi. Hắn đưa tay sủy ở trong túi, lòng bàn tay thấm ướt, ngay cả kia trương tờ giấy nhỏ đều giống như lây dính mồ hôi dường như. Lục Như Tùng bước chậm hướng Hoa Viên, chỉ là đi chưa được mấy bước, của hắn bộ pháp liền có chút nhanh hơn. Xuyên qua tầng tầng dây mây tờ giấy, đi qua một gốc cây cây, trải qua một phiến hoa, hắn đi tới hoa viên chỗ sâu. Gió nhẹ thổi qua, bàn đu dây phát ra xèo xèo cạch cạch thanh âm, bộ dáng đáng yêu chuồng có chút đột ngột đứng thẳng bất động ở cách đó không xa. Hoa nhi theo gió loan, quanh mình ghế băng trống rỗng. Không có một bóng người. Thật bình thường. Giờ phút này, Nàng giờ phút này tám phần đã ở lục như bách bên cạnh, làm sao có thể lại ở chỗ này? Phi thường bình thường, phù hợp logic, hoàn toàn là để ý lưu bên trong. Nhưng là lục như Tùng lại nói không nên lời ngực loại này buồn cảm. Của hắn vuốt phẳng hạ thân giữ thụ, đột nhiên có chút nhớ nhung ngồi vào bàn đu dây thượng. Lục như Tùng lần trước tới nơi này thời điểm, nàng ở chơi đu dây, như vậy vui vẻ bộ dáng, liên quan hắn nhìn đều cảm thấy tâm tình không sai. Hắn từng bước một đi rồi đi qua. Cuối cùng, lại cũng chỉ là đưa tay sờ sờ bàn đu dây xích, không có ngồi trên đi. Hắn nhìn nhìn trong lòng bàn tay tờ giấy, lộ ra tự dễ cười. Bản thân cũng là điên, vậy mà thật sự đến đây. Lại là một trận gió, lá cây phát ra ào ào tiếng vang. Ngày mùa thu phong tóm lại còn có chút lạnh, Lục Như Tùng không nhịn xuống đánh cái hắt xì. Rất lạnh a, à, chạy nhanh đi thôi lục như tùng xoay người rời đi đi chưa được mấy bước lại rồi đột nhiên thoáng nhìn trên băng ghế tựa hồ để một cái màu trắng tiểu túi giấy hắn hơi hơi nhíu mày đi rồi đi qua màu trắng túi giấy căn phòng mơ hồ điểm tâm hương khí theo mở miệng truyền đến xuất ra là khúc kỳ lục như tùng bốc lên túi giấy vì nóng độ ấm xuyên thấu qua túi giấy truyền đến lục như tùng đầu ngón tay chỉ thấy trong túi giấy để một cái bộ dáng có chút đáng yêu phấn sa cẩm túi, xuyên thấu qua phấn sa mơ hồ có thể thấy bên trong tông nâu gấu nhỏ khúc kỳ. Rào rào, lại là một trận gió thổi qua, lá cây bị thổi lên. Lục như tùng theo thật lâu trước kia liền đã biết nhân là cỡ nào chủ quan sinh vật, nhưng là ở hôm nay, hắn đột nhiên càng thắc sâu lý giải những lời này. Rõ ràng đồng dạng phong, vừa mới như vậy lạnh, nhưng hiện tại hắn tự hồ liền tuyệt không cảm thấy lạnh lục như tùng ngồi ở trên băng ghế giải khai nơ miễn khởi một khối bánh để vào miệng điểm tâm độc hữu vang lên nháy mắt xâm nhập của hắn khoan miệng cùng xoan mũi gần ăn mấy khối lục như tùng liền cảm giác miệng khô lưỡi khô lên nhưng là hắn không có đình chỉ hắn từng khối từng khối để vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm nuốt vào trong bụng cuối cùng phân lượng cũng không tính thiếu một gói bánh quy vậy mà cứ như vậy bị hắn ăn xong rồi lục như tùng siết chặt rảnh tay bên trong cẩm túi cảm giác trong bụng cũng tốt vị trung cũng tốt chẳng sợ lồng ngực cũng tốt đều mãn làm cho hắn khó có thể nói được ra lời hắn tựa vào trên băng ghế tuấn mỹ khuôn mặt thượng như trước là khiến người không dám nhận gần lạnh như băng kỳ thực lục như tùng đã rất nhiều năm không có có thể có được cùng lục như bách đồng dạng hoặc ngang nhau gì đó hoặc là nói đã rất nhiều năm không ai có thể nhớ tới cho lục như tùng đồng dạng hoặc ngang nhau gì đó Lục Như Tùng luôn luôn cho rằng hắn thói quen. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai like không có. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Tâm xa tự thiên một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chu tiểu ly, tâm xa tự thiên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chu tiểu ly 28 bình, Biu 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 20 bình, tâm xa tự thiên, wifi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 94 94 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nhà ăn nội bỗng chốc liền chỉ còn lại có chương chi hạnh cùng lục như bách hai người. Không sai biệt lắm. Lục như bách xoa xoa miệng. Chương Chi Hạnh vội vàng xoay người đứng dậy chuẩn bị thu thập bàn ăn. Một cổ nhàn nhạt mùi hoa truyền đến lục như bách trong mũi, hắn hơi hơi mị hạ mắt, lẳng lặng xem nàng. Trên người ngươi thế nào có hoa hương, sáng sớm đi quét dọn hoa viên sao? Chương Chi Hạnh ngây ngẩn cả người, trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Nàng con mắt hơi hơi chuyển động hạ, vài giây, nàng đáp. Không có, ta sáng nay đi làm điểm tâm thời điểm sau trù đang nghiên cứu dùng cánh hoa bãi bàn, hẳn là nguyên nhân này mới nhiễm lên mùi hoa đi phải không lục như bách không nói nữa yên lặng rót một chén trà thổi thổi chương chi hạnh ánh mắt hơi hơi chuyển lên nàng xem hướng lục như bách lục như bách vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ tự hồ hoàn toàn không thèm để ý này tiểu nhạc đệm thông thường hắn buông trong tay chén trà đi thôi nên đi lên lớp chương chi hạnh gật đầu phụ giúp lục như bách cách mở nhà ăn Hai người thay xong quần áo chuẩn bị lên xe khi, Lục Như Tùng cũng vừa mặc giáo phục hướng một khác chiếc xe. Lục Như Bách nhìn về phía Lục Như Tùng, con ngươi đen vòng vo hạ. Vài giây sau, Lục Như Bách hướng tới Lục Như Tùng gật gật đầu. Lục Như Tùng cũng dương hạ cầm làm vì cái này tiếp đón đáp lại. Hắn đem trên vai đơn độc kiên bao ném tới trong xe, bản thân lên xe. Trương Chi Hạnh xoay người kéo hạ bàn đạp đem Lục Như Bách đẩy đi lên, lập tức cũng lên xe xe chậm rãi khải bắt đầu chuyển động, bên trong xe không khí yên tĩnh cực kỳ, ai cũng không nói chuyện. Dọc theo đường đi, Trương Chi Hạnh chỉ cảm thấy như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Nàng có chút không thành thật kéo kéo dây an toàn, xem ngoài cửa sổ điên cùng rút lui phong cảnh. Trương Chi Hạnh nha. Lục như bách chống má xem nàng. Lời nói của hắn âm bởi vì chống má động tác mà có vẻ rầu rĩ. Trương Chi Hạnh quay đầu nhìn hắn, cũng là chống má nhàm chán bộ dáng. Hai cái chống má nhân cứ như vậy đối diện vài giây, Trương Chi Hạnh đột nhiên có vài phần muốn cười. Nàng không nhịn xuống, con người đen cong lên lên, giọng nói đồng dạng rầu rĩ, như thế nào thiếu gia. Lục Như Bách thở ra thật dài một hơi, niên thiếu túng Mỹ khuôn mặt thượng có vài phần trầm trọng. Hắn trong giọng nói lộ ra vài phần không hiểu, buồn bực, thậm chí còn ủy khuất. Ngươi là cảm thấy ta nơi nào so ra kém lục như tùng sao? Tổng cảm giác, ngươi có vẻ đối lục như Tùng hảo đặc biệt, tại sao vậy chứ? Chương Chi hạnh trách hạ ánh mắt. Nàng trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào nói tiếp, bên trong xe không khí lại yên tĩnh xuống dưới. Chương Chi hạnh đá mắt mèo chống lại Lục Như Bách con ngươi đen. Nàng nói, kia vì sao thiếu gia sẽ cảm thấy ta đối hắn thật đặc biệt đâu? So với đại thiếu gia, ta rõ ràng làm bạn ở thiếu gia bên người thời điểm càng nhiều đi. Đối thiếu gia quan tâm cũng càng nhiều đi. Lục Như Bách chống má, nghiêng đầu, trước trán tóc đen hơi hơi hỗn độn. Hắn giọng nói tha dài quá, nhưng là mặc dù như vậy, ta cũng tổng cảm giác của ngươi lòng đang hướng hắn chạy đi đâu a. À. Lục Như Bách dừng vài giây, bừng tỉnh đại ngộ dường như, ngươi có phải không phải Tư Xuân a. À? Chương chi hạnh. Lục Như Bách nhíu mày nói. Ngươi này tuổi thiếu nữ Hoài Xuân ta có thể lý giải đổi cá biệt đối tượng không tốt sao như vậy đi chỉ cần không phải lục như tùng ngươi có cái gì thích thần tượng a nam sinh a loạn thất bát tao nhân ta đều giúp ngươi tìm đến chương chi hạnh chương chi hạnh có chút gian nan mở miệng thiếu gia ta cảm thấy ngài là hiểu lầm cái gì thật sự không được lục như bách đánh gãy chương chi hạnh lời nói hắn mím miếm môi mỏng ta cùng lục như tùng bộ dạng giống nhau ngươi thầm mến ta cũng đi ta có thể làm bộ như không biết chương chi hạnh ca ngươi tỉnh tỉnh nàng gian nan cự tuyệt lục như bách yêu cầu thiếu gia ta cảm thấy không được ngươi là ngươi hắn là hắn a à. a à, vậy ngươi là thừa nhận ngươi thầm mến lục như tùng lục như bách đột nhiên nói chương chi hạnh này ca lộ số như vậy tao sao chương chi hạnh ánh mắt vòng vo vài vòng có chút lắp ba lắp bắp giải thích nói không không là của ta ý tứ là thiếu gia cái đại thiếu gia hoàn toàn là hai người hoàn toàn không cần thiết nói như vậy a à. nhưng là chúng ta bộ dạng giống nhau như đúc không phải sao lục như bách giọng nói rất nhạt chỉ là diện mạo mà thôi hơn nữa mặc dù là diện mạo đại thiếu gia cùng thiếu gia cũng không phải rất giống chương chi hạnh nhìn thoáng qua lục như bách tiếp tục nói chính là bởi vì đại thiếu gia cùng thiếu gia hoàn toàn không giống cho nên trong trang viên cũng không có nhân đem thiếu gia làm hổn nha Lục Như Bách cười nhạo hạ. Hắn thẳng đứng lên tử, trong con ngươi đen mang theo vài phần trào phúng, ngươi là nói ta ngồi bộ này xe lăn sao. Chương Chi Hạnh Chương Chi Hạnh cảm thấy bản thân có đôi khi cũng giống cái ha phê, kia không mở bình sao biết trong bình có gì. Nàng vội vã nói. Đương nhiên không là. Lục Như Bách thon dài trắng nõn ngón tay vuốt phẳng hạ xe lăn, kia ngươi nói một chút chúng ta có cái gì bất đồng. Chương Chi Hạnh xem Lục Như Bách. Lục Như Bách trên mặt không có biểu cảm gì, con ngươi đen trong suốt cực kỳ. Hắn lặng lặng chờ đợi của nàng trả lời, nhưng quai hàm đã có chút cổ lên, xem hơi có chút vài phần tính trẻ con. Hắn phi thường giống một người, một cái chương chi hạnh phi thường quen thuộc nhân. Vài giây sau, chương chi hạnh mới nói. So với đại thiếu gia, thiếu gia càng thêm làm cho người ta thích. Hướng đến yêu tranh cãi lục như bách trầm mặt. Lục như bách con ngươi đen mị hạ, miệng hắn ba mân quá chặt chẽ, nhưng là khóe miệng lại nhìn không được dơ lên giường như. Hắn trang mô tác dạng thanh thanh cổ họng, trong giọng nói cũng mang theo tàn không được ý cười, đi đi, là cái miễn cưỡng có thể nghe đáp án. Tốc độ xe chậm rãi chậm hạ, đã đến trường học. Chương Chi Hạnh mở cửa xe, đá văn bàn đạp cái nút. Nhưng là lần này, bàn đạp tự hồ có chút tạp ở, nàng bất đắc dĩ lấy tay vất vả bạc lục như bách ánh mắt rơi xuống nàng loan trên lưng, ý cười phai nhạt chút, con ngươi đen hơi trầm xuống. Hôm nay buổi chiều phần sau tiệc chương trình học lại là giờ thể dục, chương chi hạnh hướng đến không thương nhúc nhích, nhưng là giờ thể dục cũng là cái có thể tiếp cận lục như tùng cơ hội. Nhưng lục như bách hướng đến không lên giờ thể dục, vừa đến giờ thể dục liền hướng phòng vẽ tranh lý chui. Trung tan học vừa vang, chương chi hạnh liền nhìn về phía lục như bách. Trong lòng nàng chưa nghĩ ra cái gì lý do thoái thác, Lục Như Bách liền đã mở miệng. Hắn giọng nói bình thản, đi thôi. Quả nhiên hay là muốn đi phòng vẽ tranh. Ngại cho Lục Như Bách đã mở miệng, Trương Chi Hạnh cũng không nói cái gì nữa, phụ giúp Lục Như Bách đi phòng vẽ tranh. Cô lỗ, xe lăn bánh xe cút quá sàn phát ra từng trận tiếng vang. Có chút ồn ào phòng học nguyên nhân bên trong này thanh âm tạm dừng vài giây, sau đó khôi phục nguyên trạng sau này A còn nói cái gì mất trí nhớ cười đã chết ha, ha ha ha. Ha 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 thiệt hay giả. Bên người vài người còn tại giảng bọn họ tự cho là thật chuyện thú vị, lục như tùng tác động hạ khóe miệng, có chút có lệ cười cười. Hắn trầm mặt nghiêng đầu nhìn về phía phòng học bên ngoài. Phòng học ngoại, chương chi hạnh phụ giúp lục như bách thân ảnh đã đi xa. Lục như tùng hơi hơi cúi mâu. Như tùng ngươi nhìn cái gì đâu không có việc gì. Lục Như Tùng thu hồi ánh mắt. Một người theo ánh mắt nhìn về phía phòng học cửa, một bộ giật mình bộ dáng, ngươi vừa mới đang nhìn ngươi đệ đệ đi. Lục Như Tùng có chút không kiên nhẫn ứng thanh. Hắn luôn luôn cũng không thượng giờ thể dục, ngươi có cái gì hảo quan tâm. Đúng vậy, hơn nữa bên người hắn không là đi theo cái nữ phó sao, đừng để ý. Tốt lắm, đi thôi, nên đi thay quần áo. Lục Như Tùng Vũ phát không kiên nhẫn, đứng dậy phải đi. Đáng tiếc, nói chuyện mấy người vừa nói đến Lục Như bách liền giống như có chút chịu không nổi. Một cái nam sinh giọng nói mang theo vài phần trào phúng, hắn có phải không phải chỉ còn lại có kia bên người nữ phó cùng với hắn chơi a? À, cảm giác thật đáng thương. Ha 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 ha, ha đừng nói như vậy a, à, bất quá bọn họ suốt ngày dính ở cùng nhau thực không sẽ phát sinh cái gì sao? Hỏi ta làm gì? nhà chúng ta cũng không có bên người nữ phó cách nói, thông thường nam hài tử kia, có thể hay không làm cho ta lỗ tai thanh tịnh điểm, không thể liền cút. Lục như tùng môi mỏng khẽ nhếch, sắc mặt đã lạnh xuống dưới. Hắn giọng nói vừa ra, nháy mắt, bên người mấy người liền yên tĩnh xuống dưới. Lục như tùng nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn vài giây, khóe miệng câu một chút, cũng là ngươi nhóm tưởng niệm Cao Quỳnh. Cao Quỳnh, lần trước đánh nát cái cốc hạ lục như tùng mặt cái kia ngu ngốc. Ngày đó sau không bao lâu, Cao Quỳnh liền chuyển trường. Nghe được tên này, mấy người sắc mặt trắng hạ. Bọn họ cho nhau đối diện vài lần, biểu cảm vũ phát kiên kỵ lục như tùng thế này mới vừa lòng. Hắn nhìn nhìn bản thân thon dài trắng nõn thủ, giọng nói tản mạng. Xem ra đều nghe hiểu được tiếng người, nghe hiểu được là tốt rồi. Phòng vẽ tranh nội, ngoài cửa sổ cũng không tính ôn ánh mặt trời ấm áp đánh tiếng vào. Chương chi hạnh giữa vách tường phơi thái dương cả người giống con mèo nhi dường như dựa vào trên tường lui thân thể. Nàng hiếp mắt, không nhịn xuống ngáp một cái, trong mắt nháy mắt bịt kín một tầng sương. Lục như bách không chớp mắt xem vải vẽ tranh sơn dầu, nắm họa bút phóng tới trong thùng nước lung lay vài cái. Hắn giọng nói chậm rãi, 15 phút, ngươi đã đánh tám ngáp. Chương chi hạnh dựa vào vách tường, nói chuyện đều có chút hàm hồ, bởi vì vây a. Vậy ngươi liền ngủ. Lục Như Bách trả lời ngắn gọn. Chương Chi Hạnh không nói chuyện. Lục Như Bách tiếp tục họa họa. Vài phút sau, hắn như trước không có nghe đến bất kỳ trả lời. Lục Như Bách ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Chương Chi Hạnh cùng con tôm nhỏ tử dường như dựa vào vách tường cuộn mình thân mình. Màu vàng ánh mặt trời khiến cho nổi bật lên làn da nàng đều có chút vần sáng, nàng từ từ nhắm hai mắt, đỏ sẫm môi hơi hơi kiều. Đã đang ngủ. Lục Như Bách đè xuống chạy bằng điện xe lăn cái nút chậm rãi chạy đi qua. Của hắn xe lăn ngừng đến của nàng trước mặt. Hai người cách gần chút, cũng bởi vậy, Lục Như Bách cũng bởi vậy càng có thể thấy rõ nàng. Nàng hai cái tay đoán chừng tay áo, quy luật thả quân tốc hô hấp, đẹp mắt khuôn mặt bởi vì không hề phòng bị có vẻ vô hại thả yếu ớt. Lục Như Bách chậm rãi đưa tay, hắn nhẹ nhàng mà huyết chạm vào mặt nàng. Trong khoảnh khắc, trên tay hắn lây dính thuốc màu liền lập tức ở trên mặt nàng để lại một chút lục. Lục như bách lẳng lặng quan sát đến chương chi hạnh, giống như là luôn luôn đại miêu quan sát đến nhất sông bản thân lãnh địa ấu miêu dường như. Hắn lại duỗi thân thủ vuốt phẳng hạ mặt nàng, con ngươi đen vũ phát thâm trầm. Lục như bách không thích nàng. Hoặc là nói, lục như bách hôm nay không quá thích nàng. Nàng nói bản thân càng khiến người ta thích. Nhưng là hắn biết, làm cho người ta thích một khác tầng ý tứ là Thảo Nhân thích. Tác giả có chuyện muốn nói. Viết thế giới này ta có điểm bình cảnh, không quá có thể cam đoan đổi mới, thật có lỗi. Tấu chương phát 100 hồng bao bồi thường các ngươi, dũng dược nghiêm cẩn bình luận tiểu độc giả mới có hồng bao bao nha kích tình thôi hạ cơ hữu dự thu nha. Ta cùng nàng tán gẫu quá ngạnh, thật sự hảo ngọt đát. Nàng phía trước văn cũng siêu cấp ngọt siêu cấp đáng yêu không ăn đáng tiếc nha. Nàng lập tức muốn khai văn, đại gia cho ta tô lão tam cái mặt mũi, nhanh đi cất chứa ôi hắc hắc. Trùng sinh sau cùng idol trở thành, khuê khuê nhân nhân vòng giải trí lưu lượng tân tinh phùng mậu người đi đường xuất vũ kính, một bộ thiên âm giọng hát hấp dẫn mê muội vô số. Mê muội chi nhất bạch gầy mỹ lạc văn văn mai kia trùng sinh, trở lại cùng phùng mậu đi đồng giáo cùng lớp trung học thời kỳ. Lạc văn văn cùng phùng mậu đi ngồi cùng bàn một đoạn thời gian sau. Phùng Mậu đi vô tình thoáng nhìn ngồi cùng bàn lạc văn văn sáng lên di động, bình bảo thượng bản thân ảnh chụp cùng xứng tự làm cho hắn nháy mắt mặt đỏ. Ngồi cùng bàn lại một đoạn thời gian sau. Lão nhịn không được nhìn lén ngồi cùng bàn lạc văn văn Phùng Mậu đi âm thầm thử tiểu hổ nha. Nàng đến cùng có thích hay không ta? Lại sau này, Phùng Mậu đi trưởng chế trụ lạc văn văn cái ốc, hàm chứa cảm giác say ấm áp hơi thở tảo ở nàng nhĩ khuyết, ai muốn làm ngươi nam thần. Hắn thầm nghĩ làm nàng nam nhân. Chỉ nam. Một, chủ vườn trường. Hai, thoải mái thiên hàng ngày hướng. Ở Tấn Giang đứng nội sư tác giả danh Khuê Khuê Nhân Nhân, có thể vào chuyên mục cất chứa. Cầu cất chứa. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Tam ca lão bà tại đây tám cái. Một, bốn, năm, bốn, sáu, bốn, bảy. Ta là thỏ cục cưng. Luna 777 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Orino 40 bình, Quỳnh Đài 20 bình, gừng diễm, Nguyễn Nguyễn. Thời gian mo mo 10 bình, tròn tròn cuồng cuộn 5 bình, viễn chuyển không rời tâm. Chiếc thanh hạnh, dư ôn 3 bình, ta tốt lắm dưỡng Nga 2 bình, non nửa hình cung, kẻ điên, lâm lan, miêu trái vải, 356455711 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 95 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ bảy buổi sáng, chương chi hạnh so bình thường thức dậy sớm hơn. Nhất là vì Lục Như Bách hôm nay muốn đi bệnh viện tiến hành kiểm tra, tuy rằng nàng cũng không dùng đi cùng đi hướng, nhưng là nàng như trước muốn phụ trách liên hệ bảo tiêu cùng lái xe, Thứ hai là, còn có hai chu lục như bách cùng lục như tùng 18 tuổi sinh nhật nhanh đến, vì vậy có kỷ niệm ý nghĩa niên kỷ, toàn bộ trang viên hiện tại cũng đã kéo vang cảnh báo bắt đầu chuẩn bị này hai vị thiếu gia lễ thành nhân. Trương Chi Hạnh đem lục như bách thôi lên xe sau tòa, sau đó liền hãy còn xuống xe nâng lên tà bàn đạp thả về. Lục như bách xem vừa thông suốt bận việc nàng, ta nghĩ ăn sô-cô-la khúc kỳ. Trương Chi Hạnh có chút vất vả nhi đỡ cửa xe ưỡng thẳng lưng, tốt thiếu gia. Lục Như Bách chống má xem nàng, giọng nói cúi đầu, sô cô la càng nhiều càng tốt. Trương Chi Hạnh có chút nghi hoặc, thiếu gia ngài không là thích đạm một điểm ngọt sao? Đúng vậy, nhưng là bệnh viện hương vị quá khó khăn nghe thấy. Lục Như Bách dời đi ánh mắt, cau cái mũi, cái kia hương vị hít vào đi sau luôn luôn ở lại trong lỗ mũi, cuối cùng ngay cả miệng đều là đáng ghét. Trương Chi Hạnh gật đầu nói. Tốt thiếu gia, lục như bách như trước không có xem nàng, trắng nõn mặt so bình thường còn muốn tái nhợt ba phần. Hắn nhéo nhéo xe lăn tay vịn, trong con người đen hơn vài phần ngày thường chưa từng thấy yếu ớt. Lục như bách ngón tay điểm điểm đùi bản thân, hoặc như là oán giận hoặc như là đùa giống như nói. Đã không nghĩ đi bệnh viện, rõ ràng đã lại kiểm tra trăm ngàn lần cũng là cũng một cái kết quả, thật giống như là lại thân ngủ mỹ nhân thân nhất vạn lần ngũ mỹ nhân cũng vẫn chưa tỉnh lại, có tất yếu sao? lục như bách giọng nói rơi xuống yên tĩnh bên trong xe không khí càng trầm hắn như là tự mình bù giống nhau lại nói tiếp đừng quên làm khúc kỳ đi thôi lái xe chương chi hạnh hơi hơi xoay người đóng lại cửa xe hoành bên trong xe đều theo xe này môn chấn động hạ lục như bách ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ ngón tay hắn hơi có chút vui vẻ đánh chân chương chi hạnh cung thắt lưng tận chức tận trách tảo đầy đất lá rụng. Ở thế giới này ngốc lâu, chương chi hạnh ngẫu nhiên sẽ cảm thấy bản thân cực kỳ giống quét rác tăng. Nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thực. Chương chi hạnh lường liếc mắt một cái bản thân ngực. Kỳ thực quả thật con mẹ nó thường thường vô kỳ. Nàng tảo tảo, rồi đột nhiên bị người đụng vào bả vai may mà khí lực cũng không lớn. Chương chi hạnh chỉ là bị bị đâm cho lui ra phía sau nửa bước. Nàng chưa phản ứng đi lại, liền nghe được phía sau nữ phó nhóm vấn an đại thiếu gia hảo trương chi hạnh nhanh chóng phản ứng đi lại cũng không ngẩng đầu lên hỏi hào đại thiếu gia hảo lục như tùng lạnh lùng giọng nói vang lên quét dọn cũng không biết xem lộ trương chi hạnh thẳng khởi thắt lưng hai tay nắm chặt tảo đem thực xin lỗi đại thiếu gia phía sau nữ phó nhóm nhìn nhau mắt trong lòng lập tức ẩn dấu chút vui sướng khi người gặp hòa Chương Chi Hạnh vừa tới trang viên mới bao lâu coi như bên người nữ phó, còn có thể đi theo thiếu gia nhóm đến trường, các nàng đã sớm không quen nhìn nàng. Hiện tại được không, chọc tới đại thiếu gia thôi. Lục Như Tùng khóe miệng kiều hạ, lập tức, lạnh như băng trên mặt liền hơn vài phần không kiên nhẫn. Hắn nhìn về phía phía sau nàng nữ phó nhóm, con người đen có chút trầm, có cái gì đẹp mắt. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau nữ phó nhóm liền nhất thời như chim thú làm tán trong lúc nhất thời, nơi này liền chỉ còn lại có hai người. Lục Như Tùng lạnh như băng sắc mặt hòa dịu chút. Trương Chi Hạnh ngẩng đầu nhìn hắn, đại thiếu gia là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Lục Như Tùng nhìn về phía nơi khác, ho khang thanh. Vài giây, hắn đem một tấm hình cùng danh thiếp đưa cho nàng nói. Hiện tại, ngươi đi liên hệ cái cô gái này, làm cho nàng hiện tại sẽ đến. Trương Chi Hạnh tiếp nhận ảnh chụp, chỉ thấy trên ảnh chụp là một cái khoảng 30 tuổi rất có khí chất ý nhị nữ nhân. Thao, hắn hảo cái này. Chương Chi Hạnh nhìn nhìn bản thân tiểu thân thể, trong lòng nổi lên thập phần cảnh giác. Lục Như Tùng tiếp tục nói. Nàng đến đây lời nói ngươi đem nàng tiếp đến Bạch Lâu. Bạch Lâu. Bạch Lâu là trong trang viên yến hội chuyên dụng nơi, trừ bỏ yến hội thính ngoại, Bạch trong lâu còn có gian cầm phòng cùng hình thể thất, cùng với các giải trí phòng nghỉ. Trương Chi Hạnh nhìn nhìn danh thiếp. Lý Phương Cầm, chuyên nghiệp vũ đạo lão sư, đã từng đạt được. Ngươi nhớ được theo thiên môn tiếp nàng, tận lực đừng để cho người khác thấy, còn có như thế này ngươi phải nhớ kỹ thủ vệ, đừng làm cho khác tôi tớ phát hiện, có nghe thấy không? Trương Chi Hạnh. Tốt như vậy mặt mũi sao huynh đệ? Trương Chi Hạnh gật gật đầu, sau cái ok không bao lâu Chương Chi Hạnh liền theo thiên môn tiếp đến Lý Lão Sư đưa đến bạch lâu hình thể trong phòng. Mà nàng, tắt chuyên nghiệp nắm tảo đem ở trên hành lang dài phủi đi đến phủi đi đi. Ở Chương Chi Hạnh nhàm chán đáp số 50 lần trên hành lang bãi bồn hoa khi, nàng rốt cục có chút chống đỡ không được cô độc. Chương Chi Hạnh cẩn thận gõ gõ cách âm vô cùng tốt môn. Đốc đốc đốc, không người để ý nàng. Chương Chi Hạnh nhẹ nhàng mà vặn mở cửa phòng, xoay người xuyên thấu qua một đạo tiểu khe hở xem đi vào hình thể bên trong đàn dương cầm để đặt ở góc âm hưởng liên tiếp lam nha truyền phát tao nhã thư hoãn vũ khúc lục như tùng ôm lấy nữ nhân nhảy vũ hắn sắc mặt khá có vài phần âm trầm mà bị hắn ôm lấy nữ nhân sắc mặt cũng lộ ra vài phần miễn cưỡng không vài giây nữ nhân bị nhăn mày lại chương chi hạnh nhìn xuống đi lục như tùng thải đến của nàng chân lý lão sư có chút chịu không nổi dường như vỗ vai hắn một cái được rồi chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi ngươi hảo hảo tưởng hạ ta vừa mới thế nào giáo nói xong nàng liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi lục như tùng không nói chuyện quay người lại hắn liền đối với thượng khe cửa trung tập kia tò mò con ngươi đen hắn sửng sốt sắc mặt càng trầm ngươi nhìn cái gì đi thủ vệ chương chi hạnh cẩn thận lại tướng ngôn đẩy ra điểm nàng ôm vách tường lúng ta lúng túng nói. Đại thiếu gia hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, ta có thể hay không cũng tiến vào nghỉ ngơi một chút. Lục như tùng giọng nói rõ ràng, không thể, đi ra ngoài. Chương chi hạnh. Nàng ôm vách tường, giọng nói cúi đầu nho nhỏ, đá mắt mèo cuối, nhưng là ở bên ngoài thật sự hảo nhàm chán a, à, cũng rất mệt, mũi cũng tốt nhiều. Mùa thu từ đâu đến mũi? Lục như tùng khóe miệng gợi lên, trên mặt mang theo vài phần cười nhạo. Được rồi, ta đây đi ra ngoài gác. Chương chi hạnh vẫy thủ, có vẻ mà chuẩn bị đóng cửa. Lục như tùng, chật, thanh, vào đi, kiên tĩnh thành thật điểm. Chương chi hạnh nhãn tình sáng lên, a miệng cười đến giống cái khờ phê dường như. Nàng nhẹ nhàng mà khép lại môn, tìm cái góc vị trí ngồi ổn, thẳng tắp xem lục như tùng. Lục như tùng ho khang hạ, biết hướng nàng, nhìn cái gì vậy, ngồi ổn. Nha. Chương Chi Hạnh hai tay đặt ở trên đầu gối, nhu thuận cực kỳ. Lục Như Tùng dời ánh mắt, hãy còn cầm lấy một bên nước khoáng uống lên mấy khẩu. Lý Lão Sư nhìn nhìn thời gian, thở vào ra một hơi, tốt lắm, tiếp tục luyện tập đi. Nàng đứng dậy đè xuống âm hưởng chốt mở, nháy mắt, tao nhã vũ khúc chậm rãi ở hình thể trong phòng vang lên. Lục Như Tùng lường chương Chi Hạnh liếc mắt một cái, đột nhiên nói. Quy! Như thế nào đại thiếu gia? Chương Chi Hạnh trong nháy mắt. Lục Như Tùng do dự vài giây, "Ngươi, ngươi hội kiêu vũ sao?" Chương Chi Hạnh cắn hạ miệng. Lục Như Tùng hiểu rõ, hắn lắc đầu, "Quên đi, ngươi làm sao có thể hội." Hắn đi mấy bước, "Ông Lý lão sư phần eo." Lý lão sư nhíu mày, thế nào đi lên động tác liền sai lầm rồi. "Ngươi muốn như vậy," nàng nới tay, một lần nữa biểu diễn hạ, "Như vậy" nhớ kỹ không có. Lục Như Tùng gật gật đầu. Trương Chi Hạnh dù có hứng thú xem trước mặt tình cảnh này. Cùng hắn này trương xinh đẹp mặt cùng với lạnh lùng khí chất bất đồng, thân thể hắn thập phần cứng nhắc, từng cái vũ bước ngốc bất khả tư nghị. Trương Chi Hạnh nhìn hơn 20 phút, chỉnh khuôn mặt liền cười đến nhăn thành bánh bao điệp. T, Lý Lão Sư lại bị thải đến. Nàng có chút đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, ta cảm thấy hiện tại mà nói nửa tháng chỉ sợ không đủ ngài luyện đến ngài kỳ vọng trình độ. Lý lão sư, nửa tháng lời nói, một điều nhảy hẳn là có thể miễn cưỡng nhảy xuống đi. Chương chi hạnh lung lay thân thể, thuận miệng đáp câu. Lục như tùng quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong con ngươi đen tức giấu vài phần tức giận. Lý lão sư thật không có chú ý tới điểm ấy, nàng trở lại nói. Nhưng là đạt tới vĩ đại vẫn là thật khó khăn a. À. Kỳ vọng trình độ đạt tới vĩ đại. Chương Chi Hạnh nhìn về phía Lục Như Tùng. Chỉ bằng này cứng ngắc thân thể, hai chu luyện tập đến vĩ đại cũng quá khó khăn đi. Lục Như Tùng môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm có chút thấp, lão sư, tiếp tục đi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là đem tối trụ cột vũ bước nhớ kỹ đi, tốt lắm, lại nghỉ ngơi một chút đi. Lý lão sư có chút bất đắc dĩ, lại nói. Toilet ở nơi nào? lục như tùng không khí lực dường như nhàn nhạt, tân thanh trương chi hạnh vội vàng nói tiếp lý lão sư người hướng bên tay trái thẳng đi đến tận cùng lại rẽ ngoặt là được lý lão sư gật đầu cầm lấy rảnh tay bao liền đi ra ngoài lục như tùng tựa vào trên vách tường một đôi cao to hai chân gấp khúc đứng lên hắn ông đầu điều chỉnh hô hấp thân mình hơi hơi phập phồng đại để này trống trải hoàn cảnh sở trí hắn thoạt nhìn mất tinh thần cực kỳ chương chi hạnh cẩn thận cọ sàn ngồi đi qua nàng nhẹ nhàng mà dùng bả vai huých huých hắn đại thiếu gia kỳ thực lễ thành nhân thượng quan trọng nhất cũng không phải vũ đạo nha một điệu nhảy nhảy xuống thì tốt rồi quá nghiêm khắc vĩ đại cũng không nhiều lắm ý nghĩa nha lục như tùng thủ dơ dơ lên đây là ý bảo nàng tránh ra chương chi hạnh mới không đi khai nàng lại dùng bả vai đụng phải chàng lục như tùng vũ đạo chỉ là làm đẹp có người hay không hội nhìn chầm chầm ngươi xem xét nhìn ngươi nhảy đến thế nào. Lục như tùng như trước không nói chuyện, vùi đầu ở giữa hai chân, lúc này luyện động tác đều không có. Vài giây, hắn nặng nề giọng nói mới vang lên. Mẹ ta, lục như tùng giọng nói cúi xuống. Hắn tiếp tục nói. Ta mẫu thân cùng phụ thân sẽ về tới tham gia lễ thành nhân. Chương chi hạnh miệng khẽ nhất, trong lúc nhất thời nói không ra lời nàng đến này trang viên thời gian lâu dài nhưng là chưa từng gặp quá phụ thân của bọn họ cùng mẫu thân này trang viên chủ nhân càng giống là bọn hán huynh đệ lưỡng hơn nữa lục như bách té ngựa sự kiện sau lục như tùng đại khái là luôn luôn không bị người này phu nhân thích bằng không phía trước cũng sẽ không thể ngay cả lễ vật cũng chỉ chuẩn bị một phần lục như tùng hiện tại là muốn luyện hảo vũ đạo ở trước mặt nàng hảo hảo biểu hiện sao rõ ràng nhiều năm như vậy đều bị như vậy đối đãi hắn thế nào còn? Chương Chi Hạnh trầm mặt vài giây. Ca, môn bị mở ra. Tiếp theo, đó là Lý Lão Sư Thanh Âm. Tốt lắm, thời gian không sai biệt lắm, đến tiếp tục đi. Ân. Lục Như Tùng ứng thanh. Hắn đỡ vách tường đứng dậy, có chút mệt mỏi đem tóc sau này nắm lấy trảo lộ ra trơn bóng cái trán. Chương Chi Hạnh vương ra ngón tay trạc xuống đất bản. Vài giây, nàng đột nhiên chen vào nói nói, lý lão sư ta cảm thấy ngươi này âm nhạc đối sơ học giả có phải không phải còn có chút mau nha là có điểm nhưng là không có tìm được rất tốt nhạc đệm trước được thông qua đi lý lão sư uống một ngụm nước chương chi hạnh liếc mắt lục như tùng liếm hạ môi bằng không ta đàn đàn dương cầm nhạc đệm đi ta có thể đạn chậm một chút hơn nữa cái nào bộ phận không đúng còn có thể một lần nữa lại đạn lý lão sư có chút kinh ngạc có thể nha như vậy so phóng âm nhạc thuận tiện không ít lục như tùng mày nhăn lại con ngươi đen lợi hại chút nàng tự hồ chỉ đọc xong rồi tiểu học loại này gia cảnh tự hồ vô pháp chống đỡ nàng học tập đàn dương cầm. chương chi hạnh đứng dậy vỗ vỗ quần áo mẹ ta dạy ta sau này nàng sinh bệnh nặng ta đọc xong tiểu học liền bỏ học làm công bất quá bình thường nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ đi trên mạng tìm video clip nhìn xem cho nên hội một chút Nàng đi đến Đàn Dương cầm tiền, sốc lên cầm cái. Lục Như Tùng ánh mắt nhu hòa chút, ân. Chương Chi hạnh xuất ra bản thân cũ kỹ sơn trại, đồ nhái, trí năng cơ sưu ra khúc phổ đạn tấu lên. Thông thả lại động lòng người âm phù chậm rãi chảy xuôi ở hình thể bên trong. Nhưng đáng tiếc là, Lục Như Tùng lý lão sư phối hợp vẫn như cũ có chút khó khăn. Sai lầm rồi, trọng tâm trước động, sau đó lại bắt đầu bước ra vũ bước. Nơi này thân thể về phía sau khuynh, bằng không tư thái sẽ rất khó xem. Ta lại nói cuối cùng một lần, thân thể đông đưa là bay lên làm nghiêng hoặc là di động khi, giống chơi đu dây giống nhau đông đưa. 7. Lý lão sư hiển nhiên là cái có chút vĩ đại thả nghiêm cẩn lão sư, nhưng là gặp phải lục như tùng loại này tứ chi cứng ngắc học sinh, nàng giáo nhân tiện vũ phát gian nan lên. Một phen luyện tập xuống dưới, nàng đã tinh mệt mỏi lực tẩn. Lý lão sư buông lỏng tay ra, liên tục lắc đầu, hôm nay liền đến nơi đây đi, ngươi trước luyện tập một chút đi, lời nói thật nói ta cảm thấy ngươi hẳn là theo càng thêm trụ cột địa phương học đứng lên, nửa tháng ngươi căn bản không đạt được yêu cầu của ngươi. Nàng cầm lấy áo bành tô rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện vũ thấp không khí yên tĩnh cực kỳ. Lục như tùng tự hồ cũng khống chế không được bản thân không kiên nhẫn. Hắn một cước đá văng ra một bên đệm, cung thắt lưng đỡ cạnh tường lan can lục như tùng buông lỏng tay ra thân thể theo vách tường chậm rãi trượt bị mồ hôi dính ẩm tóc đen mềm yếu dáng tại trên trán chương chi hạnh xem hắn lục như tùng chú ý tới của nàng nhìn chăm chú hắn ngữ khí rất thấp không có phập phòng ngươi hiện tại có thể đi rồi đi vội của ngươi đi chương chi hạnh hơi hơi cắn môi nàng vương một ngón tay đè đàn dương cầm không linh âm phù đột nhiên vang lên lục như tùng nhắm mắt lại chủ ôm cái tráng giọng nói bị kéo thật sự dài rất thấp cũng rất nặng được rồi ngươi đi đi một đạo có chút hoạt bát lại thập phần ôm nhu đàn dương cầm nhạc khúc đột nhiên vang lên Chương chi hạnh hé miệng ba có chút lắp ba lắp bắp hát lên ti, kitty gung kitty mềm yếu con mèo nhỏ ấm áp con mèo nhỏ little offer, lông xù giống tiểu cầu happy kitty sleepy kitty cu 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 vui vẻ con mèo nhỏ Vũ say con mèo nhỏ, khò khè lỗ 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 lỗ, quá đáng ôm nhu tươi ngọt nhạt thiếu nhi bị của nàng trung thức tiếng Anh hát vũ phát hoặc bác hảo nở nụ cười, liền hai ba câu ca từ, của nàng sắc mặt lại ngưng trọng cực kỳ. Lục như tùng ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng mày nhăn, ánh mắt luôn luôn tại xoay xoay, tự hồ là không quá vừa lòng bản thân hát thông thường. Lục Như Tùng dựa vào tường thân thể thẳng lên. Hắn hầu kết giật giật, hỏi. Ngươi ở làm gì? chương chi hạnh nhìn hắn nhỏ giọng nói mẹ ta trước kia thường thường hát bài hát này cho ta nghe lục như tùng nhíu mày chương chi hạnh dừng một chút mới bổ sung thêm ở ta không vui thời điểm lục như tùng ngón tay giật giật hắn giọng nói hơi trầm xuống như là biện giải ta không có chương chi hạnh xem hắn vài giây mới nga một tiếng luyện vũ thất lại lâm vào một mảnh yên tĩnh Lục Như Tùng ánh mắt dao động hạ, hắn miếm miếm môi mỏng, đột nhiên nói. Tiếp tục. Trương Chi Hạnh trong nháy mắt, không có, liền như vậy đoạn. Lục Như Tùng ngẩn hạ cầm, ta biết, ta cho ngươi lại đạn một lần. Trương Chi Hạnh quyết miệng, hảo. Nàng vừa đè xuống phím đàn, liền nghe đáo di động chấn bắt đầu chuyển động. Trương Chi Hạnh cầm lấy di động. Lục Như Bách. Nàng xem hướng Lục Như Tùng tác giả có chuyện muốn nói. Rốt cuộc làm rõ sở hữu kịch tình, tuyệt vọng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tam ca lão bà tại đây, thanh lạc, 1945-46-47 một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 1945464720 bình, lâu, 35547895 năm, bạo hào thắng mình, vang tử vê đức 10 bình, đặt tên phế hàng ngày, bản nha bản, ký cùng sơ tâm, quỳnh đài năm bình, kỳ dương hai bình, bình tà, ngoái đầu nhìn lại thiển phong quá, nhạn không tới một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 96 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Không tiếp điện thoại sao? lục như tùng có chút nghi hoặc vài giây sau hắn con ngươi đen mị hạ tự hồ minh bạch cái gì chương chi hạnh xem vẫn cứ ở chấn động di động trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nói làm gì phản ứng lục như tùng dời đi ánh mắt không có xem nàng cũng không nói gì ông 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 di động chấn động thanh càng lúc càng lớn lục như tùng hô hấp nặng chút hắn giọng nói cúi đầu tiếp đi ân hảo Chương Chi Hạnh thế này mới phản ứng đi lại dường như, vội vàng đứng dậy. Nàng ngón tay vừa động, di động liền chuyển được. Chương Chi Hạnh thế này mới phản ứng quá đến chính mình hiện tại thân ở chỗ nào, nàng vội vã đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chương Chi Hạnh ta nhanh đến trang viên, khúc kỳ nướng tốt lắm sao. Có chút lậu âm cũ kỹ di động đem lục như bách thanh âm rõ ràng thả hoàn thành truyền đến còn trống trải hình thể trong phòng. Chương Chi Hạnh ôm ống nghe, nhỏ giọng nói hôm nay phân phối nhiệm vụ có chút nhiều ta còn không có bắt đầu đâu thiếu gia. Nàng hướng tới lục như tùng gật gật đầu, cung thắt lưng hướng cửa. Lục như tùng môi mỏng khẽ nhúc nhích, đợi chút. Trương Chi Hạnh lúc này đã vặn mở hình thể thất môn, nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Lục như tùng chống lại của nàng đá mắt mèo, tiếp hầu lại giống hàm nhất tảng đá thông thường. Gần đối diện vài giây, hắn liền cảm không hiểu táo ý, loại cảm giác này khiến cho trán của hắn đều toát ra điểm mồ hôi. Lục như tùng răng cấm cắn hợp, hắn xả ra cái có chút khó coi ý cười, vẫy vẫy tay. Chương chi hạnh có chút mờ mịt, liền lại gật gật đầu đi ra ngoài. Ca, môn bị quan thượng. Lục như tùng có chút kết bỏ, chật một tiếng, hắn không nói gì, thủ chủy một chút sàn bản thân vừa rồi muốn nói cái gì đâu. Lục như tùng trong lòng vũ phát có chút phiền chán bất quá chính mình nói cái gì đại khái cũng không có ý tứ gì đi lục như tùng vũ phát cảm thấy mệt mỏi dường như toàn bộ thân thể bị phóng bình triệt để nằm bình ở trên sàn hắn không hiểu lắm bản thân hiện tại trong lòng dũng khí thất bại cảm thấy để từ đâu mà đến nhưng là hắn xác thực quả thật thực bởi vì này của thất bại cảm cảm thấy thập phần khổ sở thậm chí cho ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn lên là vì bản thân đang khiêu vũ phương diện thật sự không có gì thiên phú sao không có khả năng đi bởi vì chuyện này từ lúc sớm hơn phía trước hắn liền đã biết đến rồi lục như tùng vẫn cứ nhớ được bản thân tuổi nhỏ khi là thế nào đối mẫu thân làm nũng nói bản thân chán ghét vũ đạo khi đó mẫu thân lại là như thế nào ôm nhu đồng ý bản thân không lại luyện tập khi đó hắn cho rằng bản thân đại khái sẽ không bao giờ nữa tiếp xúc nó nhưng là hắn hiện tại lại là ôm thế nào một loại tâm tình đi lại học tập đâu điểm ấy hắn cũng không biết đại khái là muốn chứng minh bản thân có lẽ, có lẽ cũng không có như vậy bất trị đi. Nhưng là, Lục Như Tùng hiện tại làm sao rõ ràng hắn hiện tại thất bại cùng đã ngoài đủ loại là toàn không quan hệ hệ. Như vậy, là ở tại sao vậy chứ? Đã gần buổi chiều, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua không có rèm cửa sổ che cửa sổ chiếu tiến vào, loan lỗ quang mang toát ra đến trên mặt của hắn. Lục Như Tùng vương cánh tay ngăn trở ánh mắt. Vài giây sau, hắn như là cảm thấy thật sự phiền chán thông thường đột nhiên thẳng đứng lên tử lục như tùng đứng lên hướng cửa như là cố lấy dũng khí thông thường mạnh mở cửa không ra hắn sở liệu trên hành lang yên tĩnh cực kỳ lục như tùng xích chân thải sàn thăm dò nhìn nhìn hành lang gió nhẹ thổi qua hành lang vũ phát nổi bật lên này hành lang dài tiêu điều trống rỗng hắn cúi mâu xoay người đóng cửa lục như tùng mở ra ấn tượng hồi tưởng vừa rồi vũ bước hư ôm không khí bắt đầu tiếng thối xoay tròn. Gần vài phút, Lục Như Tùng liền làm lỗi vài thứ. Hoành, Lục Như Tùng nhất thời vô ý hai cuốn quyết lấy sảy bản thân. Hắn thân mình khuynh đảo, cánh tay chống đỡ thân mình hung hăng ném tới trên sàn. T, Lục Như Tùng đổ hút khẩu lãnh khí, có chút mộng nhìn chăm chú vào trước mặt tình huống. Đây là bản thân đem bản thân sảy. Lục Như Tùng phản ứng vài giây, đột nhiên cười ra tiếng quá đáng ngu xuẩn thế cho nên ngay cả bản thân đều muốn cười nhạo bản thân nở nụ cười vài giây hắn hung hăng nắm lấy nhất đem tóc mồ hôi nhuộm dần trán của hắn xinh đẹp trên mặt làm đẹp mồ hôi lục như tùng thật dài thở ra một hơi vũ phát cảm thấy chán ghét cùng với không kiên nhẫn lên trăng rắc môn đột nhiên bị mở ra thiếu gia ta hôm nay có chút vội phỏng chừng muốn chờ một chút tài năng làm khúc kỳ là như thế này sao là nha, bởi vì muốn chuẩn bị lễ thành nhân. Vậy được rồi. Lục Như Bách treo điện thoại, ngón tay điểm điểm xe lăn. Liền chẩn thời kỳ vẫn là mời ngài không nên vào đi trò chuyện, trước mặt mặc áo dài trắng quần áo bác sĩ có chút bất đắc dĩ. Lục Như Bách chống má, biểu cảm hơi có chút nhàm chán, nhưng là người này đó lượng biểu xem không có ý tứ gì. Lục Tiên Sinh, ta hy vọng ngài có thể phối hợp trị liệu, ngài từng cái tuyển hạng đối của chúng ta đánh giá đều sẽ có trọng đại ảnh hưởng bác sĩ đem một phần tân lượng biểu đệ đi qua mời ngài điền đi ngươi là mới tới chủ trị y sư sao lục như bách chống má nhìn hắn nguyên lai phụ trách y sư đâu đúng vậy nguyên lai lý bác sĩ đã từ chức y sư điểm điểm bản mời ngài điền đi lục như bách bốc lên bút dài nhỏ bút ở hắn ngón tay xoay tròn vài vòng lạch cạch một tiếng đánh rơi trên bàn lục như bách trên mặt không có biểu cảm ngón tay hắn chụp chụp mặt bàn ta không nghĩ điền mời ngài phối hợp trị liệu bác sĩ sắc mặt nghiêm túc chân chính trị liệu nên sử dụng chữa bệnh khí giới mà không là làm cho ta điền này đó vô dụng lượng biểu lục như bách nở nụ cười thanh này đó lượng biểu thượng vấn đề thậm chí ở ta có phải không phải thường xuyên cảm thấy tâm tình không tốt hắn sắc mặt trầm xuống dưới Giọng nói nhẹ bổng, đây là một phần tâm lý lượng biểu, các ngươi tại hoài nghi cái gì? Bác sĩ trầm mặt vài giây, thật lâu sau, hắn mới nói, "Lục tiên sinh, trừ bỏ tâm lý tật bệnh, chúng ta vô pháp giải thích ngài vì sao vô pháp đứng lên." "Bất quá ngài không cần lo lắng, loại này tâm nhân tính vấn đề ngược lại hảo giải quyết một ít." Lục Như Tùng nhìn về phía bản thân hai chân. Lục Như Tùng cả kinh, quay đầu nhìn sang Chương Chi Hạnh nắm bắt tay nắm cửa, di động đặt ở nữ phó trang trong túi. Nàng nhu nhu lỗ tai, tự hồ ghét bỏ tiếng nhạc quá lớn dường như. Chương Chi Hạnh thân mình sau này để đóng cửa lại, nàng đá mắt mèo hiếp, hướng tới đàn dương cầm đi rồi đi qua, đại thiếu gia ngươi còn muốn lại nghỉ ngơi một lát sao. Lục như tùng hầu kết giật giật, trong lúc nhất thời lại có chút vô pháp nói chuyện. Miệng hắn ba dương, vài giây hắn mới có chút gian nan mở miệng nói. Ngươi! không là đi rồi. Trương Chi Hạnh ngồi xuống đàn dương cầm tiền, giọng nói có chút buồn bực. Không a, à, ta vừa mới đi tiếp điện thoại a. À, hành lang vũ trụ, ta sợ có hồi âm phải đi góc. Lục Như Tùng cúi mâu, giọng nói lạnh lùng. Ngươi không đi sao? Hắn đem cuối cùng tự nuốt đi xuống. Không có quan hệ, khúc kỳ ta đã sớm trước tiên tìm người hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, đến lúc đó trực tiếp nướng thì tốt rồi. Trương Chi Hạnh đè phím đàn đương nhiên dường như nói so sánh đứng lên ngài vũ đạo luyện tập quan trọng hơn đi cái gọi là ta trước bồi ngài luyện tập hoàng đi ngài vũ đạo luyện tập quan trọng hơn quan trọng hơn lục như tùng ngón tay giật giật chương chi hạnh đứng dậy tắt đi âm hưởng ngồi trở lại đàn dương cầm tiền bắt đầu đạn tấu đồng dạng giai điệu đàn đạn đạt được ngoại chậm thậm chí so lão sư ở đây khi đạn tấu còn muốn lại chậm một điểm đại thiếu gia ngài muốn hay không thử xem này tốc độ luyện tập một chút. Lục Như Tùng yên tĩnh xem trước mặt ván gỗ, không có đáp lời. Thật lâu sau, hắn dùng không hề phập phòng giọng nói hỏi. Vì sao? Cái gì vì sao? Chương Chi Hạnh không rảnh bận tâm giống như hỏi. Lục Như Tùng cười nhạo thanh. Hắn tựa vào trên vách tường, con người đem vũ phát trầm, không sợ hãi sao. Chương Chi Hạnh nhìn về phía hắn, hại sợ cái gì? hiện ở trong này chỉ có chúng ta hai người lục như tùng giọng nói lạnh lùng con ngươi đen mị lên không sợ hãi ta đối với ngươi làm chút gì sao chương chi hạnh ngừng hạ đạn tấu nhìn đi lại lục như tùng trên mặt biểu cảm lạnh như băng màu sắc thâm trầm vài giây chương chi hạnh giọng nói rõ ràng cực kỳ không sợ lục như tùng giọng nói dừng lại miệng một trương đầu lưỡi lại có chút thắt ngươi ngươi nói cái gì ta nói không sợ chương chi hạnh cúi đầu đè xuống một cái âm phù bởi vì đại thiếu gia giống như thật thích làm ta sợ lục như tùng vũ phát kinh ngạc thanh âm lạnh xuống dưới ngươi nói cái gì mê sản chương chi hạnh lúc này cũng không phải sợ hắn nàng khép lại đàn dương cầm cái hai tay chống đàn dương cầm cái chống má cứ như vậy trong nháy mắt nhìn hắn theo ngay từ đầu gặp đại thiếu gia đại thiếu gia giống như đều ở đối ta phóng ngoan nói nhưng tốt lắm ngươi câm miệng cho ta lục như tùng rống lên thanh. Chương Chi Hạnh gật đầu, nhu thuận nói. Nga! Lục như tùng hầu kết khẽ nhúc nhích, ánh mắt chính là không xem nàng, ngươi, ngươi đạn của ngươi cầm. Khi thiếu gia, ngươi còn muốn nghe mèo nhỏ sao? Cái gì con mèo nhỏ, lục như tùng giọng nói tạp trụ, hắn hầu gian phát ra tha trưởng như là ghét bỏ hoặc như là sụp đổ thanh âm, đạn đạn đạn, đạn của ngươi, câm miệng. Chương chi hạnh biểu môi, miệng kiều có thể quải du bình. Nàng xốc lên đàn dương cầm cái, tiếp tục bắn lên. Hoặc bác đáng yêu giai điệu vang lên đứng lên. Lục như tùng khuất khởi hai chân, hai cái cánh tay ôm lấy đầu, vài giây sau, hắn điên cuồng mà nắm lấy trảo tóc. Hắn hơi hơi xoay người, một tay bắt lấy lan can đứng dậy, chân vừa động. vành lục như tùng thủ vừa trợt, thẳng tắp ngã vào ném tới ở trên sàn. Đại thiếu gia ngươi không sao chứ trương chi hạnh lập tức đứng lên đi tới lục như tùng đỡ lan can đưa lưng về phía nàng hắn hô hấp có chút dồn dập giọng nói lạnh lùng lại có vài phần buồn không có việc gì trương chi hạnh vương hai cái tay ôm lấy lục như tùng cánh tay đưa hắn nâng dậy đến lục như tùng lại như là không có gì khí lực dường như thân mình mềm nhũng ngã xuống thân thể của nàng thường trương chi hạnh vội vàng bắt lấy lan can đưa hắn phù hảo nàng có chút mờ mịt vương một ngón tay trạc trạc bờ vai của hắn đại thiếu gia ngươi làm sao vậy lục như tùng đầu để ở nàng bờ vai thượng giọng nói rầu rĩ ta chân uy một chút có chút đứng không vững nga chương chi hạnh gật gật đầu lục như tùng buông ra nàng cẩn thận đỡ lan can bán ngồi cúi đầu xoa đùi bản thân chương chi hạnh đứng nhìn vài giây nàng lại duỗi thân con dấu trạc lục như tùng bả vai khi đại thiếu gia còn có nghỉ ngơi bao lâu nha? Đợi lát nữa. Lục như tùng giọng nói lạnh lùng. Ngươi cứ như vậy cấp lời nói liền đem nhạc đệm đạn 100 lần. Hiện tại, lập tức. Chương chi hạnh. Nàng khô càng nói. Hảo. Chương chi hạnh ủy khuất ba ba trở lại đàn dương cầm tiền. Hắn lại ở dọa nàng. Lục như tùng nghĩ như vậy. Nhưng là không có biện pháp A. À cũng không thể bị nhìn đến bản thân như vậy dọa người bộ dáng đi. Lục Như Tùng trái tim ở cổ họng kinh hoàng, trên mặt nóng đổ mồ hôi, liền ngay cả hắn xoa chân thủ đều ở phát trung. Đại thiếu gia, ngươi có phải không phải khiêu vũ quá nóng a? À, ta muốn hay không khai cái điều hòa. Câm miệng. Nga quy a quy, tác giả có chuyện muốn nói. Lục Như Tùng hảo cảm độ. 85 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nhất chỉ. Hai cái, tam ca lão bà tại đây, 1945464741 một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trúc ngữ kinh cách 40 bình, tác giả hôm nay cũng thật phiêu, kỹ lý quan quát, 1234567, bản nga bản 10 bình, đặt tên phế hàng ngày 3 bình, xá khúc lâm kim thân trốn pháo xa hai bình, viễn chuyển không rời tâm, ta tốt lắm dưỡng Nga, xeo, bình tà, lâm lan một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 97 97 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thiếu gia, đây là ngày muốn khúc kỳ làm chương chi hạnh đem sô-cô-la khúc kỳ đoan vào phòng thời điểm, nàng cũng không có ở phòng khách thấy lục như bách. Vừa mới không phải nói đã trở lại phòng sao. Chẳng lẽ là trước tiên nói một tiếng. Chương chi hạnh có chút buồn bực đem trong tay khúc kỳ phóng tới trên bàn, đi vào nơi càng sâu phòng ngủ. Nàng vang lên phòng ngủ môn, thử tính hỏi. Thiếu gia. Ngài ở trong phòng sao? Chương Chi Hạnh liên tục kêu tam lần khi, trong phòng truyền đến trả lời vào đi. Tốt thiếu gia. Trương Chi Hạnh bưng lên khúc kỳ vào phòng ngủ. Phòng ngủ trang hoàng đơn giản cực kỳ, một trương hình tròn giường lớn dựa vào góc tường. Lục Như Bách ngồi ở trên xe lăn, trước mặt trên bàn viết để không ít tạp vật. Trương Chi Hạnh phóng hảo khúc kỳ, thiếu gia. Lục Như Bách chỉ chỉ trên bàn, cầm thanh lý điệu. Tốt thiếu gia. Trương Chi Hạnh đi qua. Lục Như Bách Phụ giúp xe lăn đi đến một bên bàn trà bên cạnh. Hắn miễn khởi một khối khúc kỳ thường thường, sau đó lập tức nhăn lại mặt cầm lấy một ly trà uống lên mấy khẩu, hảo ngọt. Là ngài nói sô-cô-la càng dày đặc càng tốt. Chương Chi Hạnh lắc đầu thu thập tạp vật. Các loại biến vàng trang giấy, quá thời hạn thuốc màu, còn có phế khí giấy vẽ hỗn độn xếp. Chương Chi Hạnh một hồi lâu mới đưa sữa sang lại hảo một phần, đang muốn tiếp tục khi lại rồi đột nhiên thấy không ít ảnh chụp vậy mà cũng xen lẫn trong đó. Này đó ảnh chụp cơ hồ tất cả đều là tuổi thượng giờ hai huynh đệ hoặc là toàn gia nhân chụp ảnh chung. Chương Chi Hạnh thu thập động tác chậm lại, kìm lòng không đậu lật xem lên. Bất quá một tấm hình khiến cho của nàng lực chú ý. Hai cái nam hài ngồi ở giá vẽ tiền, hai người thủ đáp đối phương bả vai, mẫu thân đứng ở hai cái nam hài phía sau, Bất đồng là một cái nam hài cổ thượng lộ vẽ nhất kim nhất ngân lượng cái huy chương, mà một cái khác nam hài mặt tắt bị mã khắc bút đồ đen. Này không cần đoán, đồ hắc hẳn là chính là lục như tùng. Đây là thật sự rất hận a. À. Nàng tiếp tục đi xuống lật qua lật lại, vậy mà phiên đến cùng ảnh chụp trung giống nhau như đúc hai khối huy chương, bất quá hai khối huy chương đều có chút thất sắc. Chương chi hạnh dừng vài giây, nói: Thiếu gia này đó ảnh chụp cùng huy chương cũng muốn thanh lý rồi chứ. Lục như bách cuối mâu nhìn nhìn trong chén trà nổi lên sóng gợn chất lỏng, bằng không đâu. Trương Chi Hạnh tiếp tục thu thập, lại lại nghe được lục như bách lược có vẻ trầm thấp giọng nói. Dù sao này đó ảnh chụp cũng không có tác dụng gì. Trương Chi Hạnh động tác ngừng lại, luôn cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Nàng dừng một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi. Thiếu gia, lời này là có ý tứ gì? Lục Như Bách dương mắt xem nàng, màu sắc trầm cực kỳ, ngươi đang lo lắng cái gì? Trương Chi hạnh chống lại Lục Như Bách quá đáng thâm trầm đôi mắt, không bằng nói thiếu gia muốn làm cái gì. Lục Như Bách trên mặt không có biểu cảm, vũ phát nổi bật lên hắn vẻ mặt âm lãnh. Hắn trắng nõn thon dài ngón tay điểm điểm tay vịn, ta hiện tại tâm tình không là tốt lắm, ngươi tối thật là thành thật một điểm, không cần chọc giận ta. Lục Như Bách giật giật khóe miệng, lộ ra cái cười. Đêm này nọ thu thập xong, sau đó, đi ra ngoài. Chương Chi Hạnh đá mắt mèo mị hạ. Lập tức, nàng cung kính nói. Tốt thiếu gia. Lục Như Bách gật đầu, mới vừa rồi lệ khí đảo qua mà quan. Hắn miễn khởi một khối khúc kỳ, im lặng ăn. Từ quản gia nói phu nhân Mai kia sẽ về đến trang viên sau, toàn bộ trang viên đều trở nên cực kỳ nghiêm túc nghiêm cẩn lên. Ăn xong điểm tâm không bao lâu, Chương Chi Hạnh đã bị nữ phó dài cầm lấy cùng đi quét dọn. Bận việc một buổi sáng, trên đất lá rụng sớm đã thanh lý không sai biệt lắm, mọi người cũng rốt cục có thể có thể ngồi nghỉ ngơi. Chương Chi Hạnh hướng đến không chịu nữ phó dài hoan nghênh, liền rất có tự mình hiểu lấy ngồi xuống góc. Nữ phó dài quạt phong, xoa xoa cái trán mồ hôi, đại gia không cần ngại mệt, ta ở trang viên phạm nhiều năm như vậy, thật phụ trách nói cho các vị, phu nhân yêu cầu phi thường nghiêm cẩn, nếu không nghĩ quan động tác, đại gia là tốt rồi hảo can đi. Ta tới phạm hai năm đều chưa thấy qua phu nhân, bây giờ còn có điểm kích động đâu. Một gã nữ phó nói nở nụ cười, kia lần này lão gia cũng sẽ trở về sao? Gọi cái gì lão gia, kêu tiên sinh. Một khắc danh lão nữ phó sửa chữa, lại nói. Cũng không biết tiên sinh có phải hay không hồi trang viên giúp thiếu gia quá lễ thành nhân, dù sao, nữ phó dài trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lão nữ phó nhất thời chớ có lên tiếng. Chỉ có chút tư lịch còn thấp nữ phó nhóm vẻ mặt tò mò. Lão nữ phó thấy thế, đè thấp tiếng nói nói: "Tiên sinh đã không là này trang viên chủ nhân. Này trang viên là phu nhân danh nghĩa." Này lão nữ phó ý tứ rõ ràng là nói hai người đã ly hôn. Nữ phó nhóm hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ cực kỳ. Nữ phó dài uống một ngụm nước, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, còn không phải là bởi vì nhị vị thiếu gia kia sự kiện sau luôn luôn thân cận phu nhân tiên sinh thiếu gia cũng nữ phó dài không nói tiếp lão nữ phó thở dài phu nhân chỗ nào chịu được a à, cùng tiên sinh cũng luôn khởi ma sát cuối cùng cứ như vậy nàng dừng một chút lại nói muốn ta nói việc này còn không đều là vì đại thiếu gia hư nữ phó dài một phen che lão nữ phó miệng miệng thế nào như vậy toái nữ phó dài thanh thanh cổ họng thời gian không sai biệt lắm đại gia đứng lên sửa sang lại hạ quần áo chuẩn bị đi quét dọn một khắc phiến hoa viên đi chương chi hạnh biểu môi không tình nguyện đứng lên sửa sang lại quần áo bất quá này phu nhân cảm giác làm mẫu thân thật sự không quá đủ tư cách a nhìn nhìn này hai huynh để kết thân tình thái độ không chiếm được ở khát vọng được đến không muốn chương chi hạnh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười nàng nhìn nhìn số liệu mặt bản lục như tùng hảo cảm độ 85, xoát đủ hảo cảm độ nhìn nhìn lại muốn xoát ngọc độ vẫn là thích độ đi, thế giới này cũng mau đã xong. Chương Chi Hạnh suy nghĩ hạ, có chút tò mò ở trong lòng hỏi. Hệ thống, thượng thần đến cùng viết mấy quyển sách A. À? Ngũ bản Chương Chi Hạnh trừng lớn mắt, đây là cuối cùng một cái thế giới sao. Mẹ nha, các ngươi thế nào cũng không thông tri một chút, một điểm nghi thức cảm đều không có. Thật có lỗi. Tính tính, có thể sớm một chút kết thúc cũng là tốt. Chương Chi Hạnh tâm tình sung sướng vỗ vỗ váy, đúng rồi, đều sau khi chấm dứt ta sẽ thế nào? Đầu thai, phục sinh, thành tiên. Trong não một mảnh yên tĩnh, thật lâu, thương thử mới nói. Này toàn xem ngọc đế an bày, bất quá dựa theo ngài công tích, phúc báo vận khí chỉ biết nhiều không phải ít. Nghe thực mơ hồ, bất quá chương chi hạnh nhúng nhúng vai, không hỏi thêm nữa. Dù sao vô luận thế nào, bọn họ này đàn thần tiên cũng không phải xấu lắm nhân. Chương Chi hạnh thuận tay mở ra một khát sườn số liệu mặt bản. Nằm tào. Chương Chi hạnh mở to hai mắt nhìn. Nàng đổ cũng không phải lúc nào cũng chú ý loại này số liệu mặt bản, này vừa thấy liền đem nàng sợ ngây người. Thích độ. Không, ngọt độ. 20 này số liệu sao lại thế này? Nói như vậy có 85 hảo cảm độ lời nói thích độ cùng ngọc độ thông thường đều sẽ ở 50.70 trong lúc đó, này làm sao có thể. Chương Chi Hạnh hồi tưởng hạ bản thân cùng Lục Như Tùng ở chung hàng ngày, càng thêm buồn bực lên. Hệ thống, ta đây cái thích độ ngọc độ sao lại thế này? Có phải không phải ra trục trặc? Kiểm tra hoàn thành, số liệu ghi lại công cụ vô vấn đề. Không là, chương chi hạnh. Ngươi đứng nơi đó làm chi, chạy nhanh đi lại quét dọn A nữ phó dài quay đầu đối với ngốc đứng trương chi hạnh rống giận thanh trương chi hạnh bị đánh gãy suy nghĩ thế này mới phản ứng đi lại vội vàng đáp đến đây đến đây nàng nhắc tới nữ phó váy tiểu chạy tới sắc mặt lại vũ phát kỳ quái lão thiên gia cuối cùng một cái thế giới đừng làm nàng a à. lương bác sĩ cầm trong tay bệnh lịch đưa cho lục như tùng hắn đẩy đẩy mắt kính căn cứ ngày hôm qua kiểm tra kết quả chúng ta bệnh viện bên này cho rằng làm đệ thân thể khỏe mạnh hai chân cơ năng không có bất kỳ vấn đề lục như tùng phiên nhìn thoáng qua mày nhăn càng thâm hắn giọng nói nặng nề không có vấn đề lương bác sĩ tiếp tục nói theo trước mặt kiểm tra mà nói làm đệ đứng không được càng như là tâm lý tật bệnh sở trí lục như tùng buông xuống bệnh lịch nhìn về phía lương bác sĩ lương bác sĩ xuất ra một phần báo cáo trải qua chúng ta namk thức lượng biểu thí nghiệm sau chúng ta phát hiện hắn có nghiêm trọng tâm lý tật bệnh theo thí nghiệm kết quả mà nói của hắn tính cách chỉnh thể thiên hướng machiavin lục như tùng nhíu mày lương bác sĩ tự hồ ý thức được bản thân dùng từ quá mức học thuật hắn ho khang thanh tiếp tục nói tóm lại ta cho rằng hiện tại mà nói so với của hắn hai chân càng thêm cần chú ý là tâm lý của hắn khỏe mạnh lục như tùng khóe miệng kiều hạ như là tự dẻo dường như, hắn cũng không cần. Lương bác sĩ cười đến có chút xấu hổ, dù sao cũng là nhà của người khác vụ sự, hắn cũng không quyền can thiệp. Hắn cầm lấy bao, nói. Tình huống kia ta đã nói rõ ràng, liền đi trước một bước, trong bệnh viện sự tình rất nhiều. Lục Như Tùng đứng dậy, ta đưa ngươi tới cửa đi lương bác sĩ. Tốt, cảm ơn. Lương bác sĩ gật đầu. Hai người mới vừa đi ra phòng khách liền nên diện đụng vào bọn họ đề tài vừa rồi nhân vật chính, Lục Như Bách. Lục Như Bách lẳng lặng nhìn nhìn Lương Bác Sĩ, lại nhìn nhìn Lục Như Tùng. Vài giây sau, hắn nở nụ cười thanh, chỉ là này cười không đạt đáy mắt, rất khéo. Lương Bác Sĩ thần sắc vũ phát xấu hổ. Hắn gật gật đầu, ngài hảo. Lục Như Tùng môi động hạ, chỉ là có chút quan tâm ngươi bệnh tình, cho nên hôm nay cố ý tìm Lương Bác Sĩ đi lại hỏi một chút kia, cảm tạ của ngươi quan tâm. Lục như bách nhàn nhạt nói ra hơi nghi hoặc ý tứ hàm xúc lời nói. Không khí cứng ngắc cực kỳ, lương bác sĩ dẫn đầu khai lưu, cốt lắm, các ngươi tán gẫu đi, ta đi trước. Giọng nói rơi xuống, hắn liền vội vàng ly khai. Hai người bốn mắt tương đối, vũ phát xấu hổ. Lục như tùng cuối mâu, của ngươi bên người nữ phó sao. Lục như bách chống má, khóe miệng câu hạ, chương chi hạnh sao, đi quét dọn. Lục Như Tùng đi đến phía sau hắn, đè lại tay vịn, ta thôi ngươi trở về phòng. Lục Như Bách con ngươi giật giật, lẳng lặng gật gật đầu. Cứ như vậy, dọc theo đường đi, Lục Như Tùng phụ giúp Lục Như Bách, hai người ai cũng không nói chuyện. Cuối mùa thu hồ nước cẩm lý điều điều, Lục Như Bách không khỏi nhiều xem vài lần. Lục Như Tùng giọng nói lãnh đạm, muốn dừng lại vẽ vật thực sao. Hắn như vậy hỏi thân thể cũng đã theo bản năng đem lục như bách thôi hướng về phía hồ nước cẩm lý bay vọt mang ra một chuỗi lóe quang bọc nước đẹp mắt cực kỳ lục như bách khóe miệng kiều hạ ca ca cùng lương bác sĩ vừa rồi tán gẫu thế nào tán gẫu ra cái gì kết quả không có lục như tùng con ngươi đen thâm chút không có đáp lời lục như bách lại khí thế bức nhân lên ca ca có phải không phải cũng cảm thấy thật vớ vẩn a à, rõ ràng năm đó té ngựa độ cao cũng không tính đáng sợ ta làm sao lại như vậy tàn phế nhiều năm như vậy đâu. Lục Như Tùng siết chặt tay vịn, hầu kết giật giật. Lục Như Bách Hầu gian tràn ra một tiếng cười, của hắn con ngươi đen đều mị lên, của ngươi biểu cảm thoạt nhìn thực không kiên nhẫn, bất quá tưởng cũng là, luôn luôn đều thật chán ghét ta đi, bởi vì ta tàn phế sống lâu như vậy, luôn luôn nêu lên ngươi năm đó làm qua cái gì, Lục Như Tùng cắn hợp răng cấm, giọng nói trầm thấp, đừng nói nữa. Chỉ cần ta còn sống, còn như vậy tàn phế còn sống mẹ trong trang viên nhân liền vĩnh viễn nhớ được ngươi làm qua cái gì lục như bách bình tĩnh nói ra những lời này lục như tùng thâm hô khẩu khí hắn giọng nói có chút khàn khàn ta cùng ngươi nói qua ta không có phải không lục như bách hỏi lại vài giây sau hắn đột nhiên nở nụ cười ra tiếng ta biết lục như tùng đồng tử đột nhiên lui ngươi lục như bách quay đầu nhìn về phía hắn ngươi có biết mẹ hôm nay hồi trang viên sao? Lục Như Tùng tự hồ vẫn không có phản ứng đi lại dường như, cái gì? Lục Như Bách nở nụ cười hạ, con ngươi đen nặng nề. Hắn đỡ xe lăn chậm rãi đứng lên. Lục Như Tùng vũ phát kinh ngạc. Tiếp theo dây, Lục Như Bách một phen liền kéo lại Lục Như Tùng cổ tay, lui ra phía sau vài bước. Hơn 11 giờ ngày mùa thu Thái Dương cũng không nóng rực, chương chi hạnh đầy người mệt mỏi ở phía sau trù rửa mặt trì rửa rau nàng quơ quơ đầu đem tẩy tốt đồ ăn phóng tới đồ ăn trong bồn phu nhân hồi trang viên chương chi hạnh mí mắt giật giật vội vàng xoa xoa thủ muốn hòa mọi người cùng nhau trang viên cửa nghênh đón kẻ có tiền liền yêu làm này đó phô trương chương chi hạnh mới vừa đi ra sau trù liền lại nghe được một gã tôi tớ hô đại thiếu gia cùng thiếu gia rơi xuống nước tác giả có chuyện muốn nói Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tam ca lão bà tại đây, kho lúa mãn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thời gian mò mò 35 bình, kho lúa mãn 22 bình, quyên bảo 20 bình, sâu 6 bình, trương phàm, meo 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 meo, hà lan đệ tiểu bạn gái 5 bình, viễn chuyển không rời tâm, lâm lan, ta tốt lắm dưỡng Nga một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98 98 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhất ngữ kích khởi ngàn tầng lãng, nhất thời, ngay ngắn có tự các tư này chức tôi tớ bỗng chốc rối loạn đầu trận tuyến. Liền ngay cả chương chi hạnh cũng bị như vậy biến cố cấp sợ ngây người sao lại thế này, này mấu chốt đột nhiên rơi xuống nước. May mà Trương Chi Hạnh là bên người tôi tớ, không bao lâu, nàng đã bị phu nhân triệu kiến. Xuyên qua tầng tầng kiến trúc, Trương Chi Hạnh đạt tới lục như bách phòng. Lục như bách nằm ở trên thuyền, trên người đắp thật dày chăn bông. Hắn hiếp mắt, tựa hồ đã có buồn ngủ. Bên giường đứng đầy các tư lịch thâm hậu tôi tớ, hai gã gia đình bác sĩ, cùng với phu nhân trương chi hạnh nhìn thấy vị này phu nhân đầu tiên mắt khi trong lòng không khỏi kinh ngạc lên vị này phu nhân tướng mạo xinh đẹp cực kỳ nhưng là khí chất cùng ảnh chụp bên trong đẹp để quý giá bất đồng nàng một đầu tóc quan trắc thành công chúa đầu mặc một thân màu hồng cánh sen sắc áo đầm đáp nhất kiện tố sắc áo khoác nàng nhíu mày ngươi chính là bên người tôi tớ theo ta xuất ra rõ ràng là rất có uy hiếp lực lời nói nhưng là nàng đã có một bộ kiều lạc lạc cổ họng cho nên lời này uy lực liền suy yếu không ít đúng vậy phu nhân chương chi hạnh cúi đầu đi theo nàng đi ra ngoài vị này khí chất quá đáng ngây thơ tươi ngọc phu nhân ôm cánh tay lạnh lùng nói làm một cái bên người tôi tớ ngươi vì sao nhường như bắt một người lạc đang rơi xuống nước bởi vì nữ phó dài lâm thời an bày nhiệm vụ chương chi hạnh dừng vài giây lại nhỏ thanh nói Nữ phó dài nói cho dù là bên người nữ phó cũng là muốn làm sống. Phu nhân sửng sốt, là như thế này sao? Nàng thanh thanh cổ họng, có chút quán giận nói. Hảo, ta đã biết, ngươi về sau phải chú ý. Đúng vậy phu nhân. Chương chi hạnh nhu thuận đáp lại. Vị này phu nhân so với nữ phó dài trong miệng nghiêm cẩn chủ mẫu hình tượng, càng như là một gã bị nuông chiều lớn lên tiểu nữ nhân A. Phu nhân, thiếu gia nhiệt độ cơ thể hơi cao, sợ là phát sốt. Bác sĩ đi ra, tiếp tục nói. Bất quá không có cảm nhiễm tình huống, kế tiếp này hai chu muốn nhiều hơn chú ý tình huống. Phu nhân nhẹ nhàng thở ra, như bách thân thể không tốt lắm, này phát sốt cũng không phải việc nhỏ a. À. Bác sĩ nói. Yên tâm đi phu nhân, chúng ta bên này hội dặn dò hảo sau trù làm chút khẩu vị nhẹ cháo. Phu nhân gật đầu. Không lâu ngày, một khách danh y sinh cũng theo trong thang máy xuất ra hắn nói vừa mới vì đại thiếu gia kiểm tra qua thân thể không vấn đề gì khả năng sẽ có đốt mát hảo hảo nghỉ ngơi liền không có gì phu nhân gật đầu không có việc gì là tốt rồi nàng xem hướng trương chi hạnh ngươi đi theo bác sĩ đem như bách ẩm thực chú ý hạng mục công việc nhớ kỹ sau đó phân phó đến sau trù trương chi hạnh cúi đầu nói tốt cúi xuống nàng lại nhìn về phía tên kia bác sĩ kia đại thiếu gia ẩm thực có cái gì phải chú ý sao khi bác sĩ sửng sốt hạ đại thiếu gia không có gì trở ngại bình thường ẩm thực là tốt rồi phu nhân nhíu mày xoay người bước đi ta đi xem như bách chương chi hạnh nhìn về phía bác sĩ phiền toái ngài nói rằng chú ý hạng mục công việc bác sĩ nở nụ cười hạ tốt chương chi hạnh bưng sau trù xứng hoa quả mâm đựng trái cây cùng với một phần cảm mạo dược cháo trắng mở ra lục như bách môn lục như bách ốm yếu nằm ở trên giường hắn hai tay ôm một bên rối con thỏ không kiên nhẫn rầm rì ngươi nhanh chút ta hảo đói a à. hắn giọng nói rơi xuống bụng liền kêu lên chương chi hạnh vội vàng đem này nọ đến trên bàn lại cầm lấy gối đầu giúp hắn đem đầu giường lót đỡ hắn nằm xong đại khái là cảm mạo duyên cớ lục như bách ánh mắt ướt sũng hắc xì hắn ôm trong ngực con thỏ mạnh đánh cái hắt xì lục như bách khịt khịt mũi quơ quơ đầu nguyên bản ướt sũng ánh mắt liền đỏ một chút xem cùng trong lòng hắn con thỏ tương tự cực kỳ không biết vì sao chương chi hạnh liền có chút muốn cười lên lục như bách chỉ chỉ một bên xe lăn chương chi hạnh hiểu ý nàng có chút cố sức nâng lục như bách ngồi xuống trên xe lăn lục như bách nằm tựa vào trên xe lăn thuận tay lại theo trên giường thu hạ kia con thỏ chương chi hạnh có chút buồn bực thiếu gia như vậy thích này rối sao lục như bách lắc đầu giọng mũi nồng hậu cực kỳ này ôm thoải mái nàng cười khẽ thanh giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thiếu gia ngài muốn uống thuốc trước đã vẫn là ăn trước hoa quả điếm điếm lục như bách cắn miệng ta cũng không tưởng chương chi hạnh bưng lên bát thiếu gia uống dược đi lục như bách cái mũi giật giật ngươi trước phóng chỗ kia ta như thế này uống chương chi hạnh buông bác giọng nói có chút nghi hoặc thiếu gia vì sao lại uống đại thiếu gia cùng nhau điệu đến trong hồ nước đâu lục như bách yên tĩnh cực kỳ hắn kéo kéo chăn đem đi chơi thật dài con thỏ lỗ tai hắn thôi ta trở về phòng ta cảm thấy hồ nước cảnh sắc không sai hắn liền đem ta thôi trôi qua lục như bách nở nụ cười hạ bánh xe áp đến tảng đá ta liền ngã xuống hắn vì giữ chặt ta cùng nhau ngã xuống ngắn gọn không có bất kỳ cảm màu trả lời. Chương Chi Hạnh đem mâm đựng trái cây trình đến của hắn trước mặt. Lục Như Bách quay đầu, giọng nói mang theo vài phần dỗi, hất ra. Tốt. Chương Chi Hạnh đem mâm đựng trái cây thu trở về. Hai người ai cũng không nói chuyện. Trước hết kiềm chế không được là Lục Như Bách. Hắn chống má, lẳng lặng nhìn về phía Chương Chi Hạnh, không có khác muốn hỏi sao. Chương Chi Hạnh dùng thì giảo quân cảm mạo dược thì va chạm đến chén vách tường thanh âm thanh thúy cực kỳ chương chi hạnh dừng động tác chống lại lục như bách quá mức thâm trầm con ngươi đen nàng nói bờ hồ đường nhỏ chúng ta sáng nay quét dọn quá ngay cả lá rụng đều dọn dẹp không còn một mảnh huống chi tảng đá đại thiếu gia cũng không có khả năng lỗ mãn chạy cũng không có khả năng tồn tại vô pháp sát trụ xe lăn tình huống lục như bách nhìn về phía nàng ân chương chi hạnh tiếp tục nói nếu hơn nửa thiếu gia vô pháp đứng thẳng tình huống lời nói liền thẳng thừa lại một loại khả năng lục như bách khóe miệng kiều hạ ánh mắt thuần lương ngươi đây là tại hoài nghi ngươi thích nhất đại thiếu gia sao chương chi hạnh xả ra cái cười của nàng đá mắt mèo mị lên không là lục như bách giọng nói rất nhẹ vậy ngươi chương chi hạnh vương nắm tay đột nhiên hung hăng sao hướng về phía lục như bách đầu gối phía dưới cơ hồ là sao hạ nháy mắt lục như bách cẳng chân vốn nhờ phản xạ nâng lên. Đây là tất khiêu phản xạ. Ở tất bán khuất cùng cẳng chân tự do rủ xuống khi, nhẹ nhàng khấu đánh tất kiện, đầu gối hạ dây chằng, sử cẳng chân làm cấp tốc tiền đá phản ứng. Lục như bách đồng tử đột nhiên lui. Chương chi hạnh thu tay, nở nụ cười hạ, quả nhiên. Nàng xem hướng lục như bách, trên mặt ý cười không thay đổi, chỉ là mâu sắc vũ phát thâm chút, ta không phải nói nếu trừ bỏ thiếu gia không thể đứng lập tình huống sao cho nên chỉ là nếu a à. lục như bách biểu cảm đông lạnh lẳng lặng xem nàng sau một lúc lâu hắn cũng cười ra tiếng lục như bách tựa vào đầu tường thượng con ngươi đen mị lên khi nào thì phát hiện chương chi hạnh nghiêng đầu ngay tại vừa mới lục như bách cười nhạo thanh hắn dứt khoát không lại trang trực tiếp đứng lên hắn đẩy ra xe lăn, hãy còn ngồi ở trên giường, hai chân kiều lên. Lục Như Bách giọng nói đạm cực kỳ, ngày đó, ngươi nói quả nhiên là cái kia ý tứ. Chương Chi Hạnh Trang nổi lên ngốc, ta không hiểu thiếu gia đang nói cái gì. Lục Như Bách cười cười, tiếp theo dây, hắn liền một phen kéo lại Chương Chi Hạnh cổ tay. Hắn dùng lực nhất xả, đem Chương Chi Hạnh áp đến dưới thân. Chương Chi Hạnh tuyệt không khiếp sợ hắn, cứ như vậy nháy mắt nhìn hắn lục như bách con ngươi đen trong suốt cực kỳ, ngón tay hắn vuốt phản hạ của nàng khuôn mặt. Hắn hô hấp nặng chút, liền như vậy thích lục như tùng sao. Chương chi hạnh không giả ngu, nàng thẳng tắp xem hắn, vậy ngươi liền như vậy chán ghét lục như tùng sao. Lục như bách khóe miệng kiều hạ, như là cười nhạo. Hắn con ngươi đen trầm cực kỳ, ngươi hẳn là nghe nói qua song sinh tử thông cảm đi. Chương chi hạnh xem hắn. Lục như bách chống má, nhiệt khí đều nhanh hô trên mặt nàng, nói đúng là song sinh tử có chút địa phương gặp qua phân tương tự thậm chí giống nhau. Hắn dừng một chút, khóe miệng xả xuất ra ý cười lạnh lẽo cực kỳ, nhưng là ta chán ghét nhất chính là tương tự. Rõ ràng trước hết học tập hội họa là ta, nhưng là tối có trời phú cũng là hắn. Chương Chi Hạnh liếm liếm môi an ủi nói. Thói quen là tốt rồi. Lục Như Bách. Lục Như Bách tùng rảnh tay, bản thân xoay người nằm ngửa ở trên giường, chúng ta tham gia một cái hội họa trận đấu. Hắn là kim bài, ta là ngân bài. Sau này, hắn đem kim bài bắt tại của ta trên cổ, nói nói muốn liền tặng cho ta. Lục như bách cười cười ho khang lên, ước ác con ngươi đen rớt xuống vài giọt nước mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía chương chi hạnh, hắn nói qua ta nghĩ muốn cái gì đều cho ta. Lục như bách thủ sáp nhập chương chi hạnh tóc đen trung hắn để sát vào nàng, cơ hồ muốn hôn lên nàng. Ngươi nói ta nghĩ muốn ngươi, hắn cũng sẽ cấp sao. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99 99 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lục như bách hô hấp có chút trọng, trong suốt nước mắt xẹt qua khóe mắt, liên quan hắn hắt cuốn trên lông mi cũng lộ vẻ vài giọt nước mắt. Hay không mở ra lục như bách tiến công chiếm đóng lộ tuyến, phủ phủ phủ, chương chi hạnh vội vàng cự tuyệt, không nghĩ lại nhiều phiền toái. Hắn thủ hơi hơi ra sức nhi liền đem chương chi hạnh ôm. Lục như bách cúi đầu để ở cái trán của nàng. Chương chi hạnh có chút mất tự nhiên dùng tay chống đẩy hạ của hắn ngực. Nàng giọng nói nghiêm cẩn, không cần nói ra loại này sẽ khiến cho hiểu lầm lời nói. Lục như bách nở nụ cười hạ, con ngươi đen loan lên. Hắn tiếng nói có vài phần khàn khàn, nếu không là hiểu lầm đâu. Chương chi hạnh nhíu lên không có, tự hồ thập phần quấy nhiễu dường như nói. Ngươi thật thích ta sao? Lục như bách cảm xúc tự hồ đã bình tĩnh xuống dưới, hắn thu tay chậm đến cùng hạ. Hai người cứ như vậy ở trên giường nằm, đối diện hắn vương tay kia thì nhàm chán thưởng thức nổi lên tóc của nàng, tự hồ ở suy tư, không chán ghét. Chương Chi Hạnh cảm thấy có chút buồn cười, kia vì sao muốn ta đâu. Lục Như Bách động tác ngừng lại. Của hắn màu đen con ngươi lóe kỳ dị quan mang, khàn khàn tiếng nói vũ phát trầm thấp. Bởi vì ngươi thích Lục Như Tùng, không thích ta. Chương Chi Hạnh cũng không kinh ngạc, chỉ là tiếp tục hỏi. Cho nên đâu? Lục Như Bách đại khái là thật sinh bệnh, hắn trắng nõn da mặt nổi lên ửng hồng hắn suy suy nở nụ cười lên tiếng cố tình vẽ mặt lại nghiêm cẩn cực kỳ lục như bách nói bởi vì ta tưởng có được hắn không có chỉ cần đem ngươi đoạt đi lại ta liền thành công giọng nói rơi xuống lục như bách lại nở nụ cười nhưng không vài giây hắn liền lại khiến cho một trận kịch liệt ho khang thanh chương chi hạnh đứng dậy vỗ vỗ của hắn lưng trả lời đoạt đi lại sau là có thể vung rớt phải không? Lục Như Bách còn tại ho khang, không rảnh bận tâm trả lời. Một hồi lâu, hắn tiểu biên độ hô khí, giọng nói nhẹ nhàng, cái gì? Chương Chi Hạnh nhìn thẳng hắn, chống lại hắn quá đáng hát trầm con ngươi. Nàng nói, mẫu thân của ngươi đó là ngươi thành quả. Lục Như Bách lẳng lặng xem nàng, tự hồ chờ nàng tiếp tục nói. Chương Chi Hạnh giọng nói nhẹ chút, kia sự kiện ngươi chỉ là vì nhường mẫu thân chỉ sủng ái một mình ngươi mà thôi, đạt tới mục đích sau, ngươi liền cảm thấy không thú vị. Hay hoặc là là lười giả bộ. Lục như bách ánh mắt vũ phát sâu thẳm, vài giây, hắn mới có chút không tình nguyện mở miệng, ngươi tự hồ đem ta đoán chắc được cho ác liệt. Chương Chi Hạnh cười cười, bởi vì ta đụng tới quá giống như ngươi ác liệt nhân. Nàng cầm lấy một bên cảm mạo dược, dược đã mát, uống lên đi, thiếu da lục như bách về phía sau rụt lui thân mình, chậm rì rì tiếp nhận dược. Hắn vẻ mặt đau khổ uống lên đi xuống, sau đó có chút thô bạo đem bác phóng tới khay thượng. Lục như bách cuộn mình thân thể, xem hơi có chút đáng thương. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Chi Hạnh, trong con người đen phím sương mù, người nói nhân, là ai? Trương Chi Hạnh cười cười, không có trả lời, nàng hãy còn đem mâm đựng trái cây đoan đến trước mặt hắn, thiếu gia ăn chút hoa quả sao? lục như bách cắn môi dưới, không hề để ý. Chương chi hạnh thu hồi mâm đựng trái cây, sửa sang lại hạ bộ đồ ăn, thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lục như bách không tình nguyện, hắn một chút ngồi dậy, đưa tay liền ôm lấy của nàng cánh tay. Hắn mân môi mỏng, giọng nói lại thấp lại mất tiếng, ngươi, cũng bất giác cho ta thật đáng thương sao. Chương chi hạnh cúi đầu nhìn hắn. Hắn cúi mâu, im lặng, thon dài cổ có vẻ trắng nõn yếu ớt. Lục Như Bách tà liếc nàng liếc mắt một cái, tự hồ ở quán trách nàng thế nào còn chưa có phản ứng. Chương Chi Hạnh Vũ phát muốn cười, quá giống. Lục Như Bách rất giống Trạch Dương. Hai người ngay cả loại này chủ động chịu thua lộ ra yếu ớt một mặt tư thái đều cực kỳ giống. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng rất không giống. Trạch Dương là từ tầng thấp nhất liều mạng một cổ ngoan kính lợi dụng mỹ mạo sát xuất ra hắc hoa sen hắn vĩnh viễn biết nói sao lợi dụng bản thân xinh đẹp khuôn mặt, tiếu lý tàn đao qua cầu rút ván xem xét thời thế đủ loại thủ đoạn khi tất yếu hắn tất dùng đến 10 thành 10, tuyệt đối không có một tia do dự. Nhưng lục như bách liền như sở hữu trong tháp nhà lớn lên công chúa bàn, bị quá nhiều tài phú sủng ái nuôi lớn hoa hồng tựa hồ luôn yếu ớt một ít. Hắn tâm tư lại thâm trầm lại cũng không thể làm đến mức tận cùng, chính như hiện tại, cho dù là làm nũng, của hắn hành vi cũng càng như là kiêu căng mệnh lệnh. Chương Chi Hạnh vỗ vỗ tay hắn, thiếu gia, hiện tại ngài càng cần nửa nghỉ ngơi. Phải không? Lục Như Bách không kiên nhẫn, hắn một phen kéo lấy Chương Chi Hạnh cánh tay. Chương Chi Hạnh lại bị hắn một phen kéo đến trên giường, thân mình đụng vào mềm yếu nệm thượng. Lục Như Bách nở nụ cười, gò má ửng hồng vũ phát rõ ràng. Hắn cọ thân thể ôm chặt lấy cánh tay của nàng. Lục Như Bách cọ cọ nàng, giọng mũi dày đặt nói. Ta mệt nhọc. Chương Chi Hạnh giật giật cánh tay. Lục Như Bách khép lại ánh mắt, vùi đầu ở nàng bờ vai thượng, biểu cảm an nhàn cực kỳ. Chương Chi Hạnh nói. Thiếu gia, ta kế tiếp còn có chuyện khác. Lục Như Bách có chút vất vả mở tràn đầy hơi nước ánh mắt, giọng nói hàm hàm hồ hồ. Quảng ta chuyện gì, nằm xong đừng nhích tới nhích lui lục như tùng phòng ngủ yên tĩnh cực kỳ lục như tùng trợn mắt tỉnh lại thời điểm đã mau chạng vạn hắn có chút vất vả đứng dậy một cái quay đầu liền thấy một gã tôi tớ vừa đem một phần cháo trắng cùng cảm mạo dược phóng hảo tôi tớ thấy hắn tỉnh lại nhãn tình sáng lên đại thiếu gia ngài tỉnh a ta phải đi ngay thông tri phu nhân mẫu thân mẫu thân đã trở lại lục như tùng hơi hơi cúi mâu có chút sợ sệt nhìn trời hoa bản trong não loạn cực kỳ. Không vài phút, cửa phòng liền bị vang lên, Lục Như Tùng chưa phản ứng đi lại, môn liền bị mở ra, người tới đúng là mẫu thân của hắn. Lục Như Tùng đồng tử đột nhiên lui, miệng nhất xả vậy mà có chút muốn cười, "Mẹ, phu nhân mày liễu khẽ nhíu, nàng đi mấy bước đi lại, mềm mại giọng nói liền mang theo vài phần bất mãn. "Như Tùng, ngươi đã 18 tuổi." Lục Như Tùng giọng nói dừng lại, nhìn về phía phu nhân trên mặt nàng không có biểu cảm gì, trong mắt lộ ra vài phần trách cứ. Dừng vài giây, nàng ôm cánh tay, giọng nói lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta thật sự không hiểu ngươi vì sao lại như vậy dung không dưới như bách, rõ ràng trước kia các ngươi quan hệ tốt như vậy. Lục như tùng sắc mặt cứng đờ, liên quan ít hầu đều như là ngăn chặn mấy tảng đá thông thường. Thật lâu, hắn mới từ khô ráp hầu gian bài trừ một điểm thanh âm, ta, phu nhân lại vẫy vẫy tay, như tùng, là ta không có hảo hảo dạy ngươi sao? Như bách tỉnh lại sau còn giúp ngươi giải thích nói là vô tâm đụng tới tảng đá, nhưng là nơi đó nữ phó trường mệnh nhân quét dọn qua, căn bản không có khả năng. Lục như tùng nắm chặt chăn, chỉ cảm thấy đầu truyền đến một trận choáng váng, hầu gian dân lên một cổ ghê tởm, liên quan bên tai mẫu thân lời nói cũng trở nên khi đại khi tiểu lên. Vài giây, hắn hung hăng nuốt xuống mấy khẩu không khí, thế này mới đánh tan một ít không khỏe cảm, lục như tùng sắc mặt lạnh như băng cực kỳ con ngươi đen bình tĩnh vô ba mẹ ngươi nói xong rồi sao phu nhân giọng nói dừng lại nàng mày nhăn càng sâu vài giây nàng mới đi tới ngữ khí có chút thất vọng như tùng làm sao ngươi sẽ biến thành như vậy a à? ta lục như tùng khóe miệng kiều hạ như là cười nhạo ta luôn luôn như vậy phu nhân nhu nhu huyệt thái dương một bộ tử rất được kinh bộ dáng nàng thâm hô mấy hơi thở lễ thành nhân sau ngươi liền xuất ngoại bình tĩnh vài năm nghỉ lại một chút nghĩ lại lục như tùng nhẹ giọng lập lại một lần lập tức cười nhạo thanh phu nhân biểu cảm khó coi như tùng ngươi hiện tại là cái gì thái độ nàng dừng vài giây lập tức nói quên đi ta cũng quản không được ngươi chính ngươi hảo hảo làm chuẩn bị đi phu nhân giọng nói rơi xuống liền như là chạy nạn dường như bước nhanh ly khai Đại khái là đối hắn như trước bất mãn, nàng vung môn độ mạnh yếu cũng lớn không ít. Rời đi lục như tùng phòng sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn nhìn bản thân Mỹ Giáp, móng tay thượng lượng phiến rớt mấy khỏa. Phu nhân có chút bất mãn mà tưởng. Đây là sáng nay mới làm Mỹ Giáp đâu, sẽ không nên trở về quốc. Mặc dù về nước cốt đẹp Giáp không có gì quá lớn nhân quả liên hệ, nhưng nàng cũng tổng nhiệm không được quán cách này cùng cái kia, cho nàng mà nói muốn lo lắng động não đó là nàng lớn nhất đau khổ. Hoành, môn bị mạnh quan thượng. Vĩ đại thanh âm khiến cho lục như tùng phòng đều chấn động hạ. Lục như tùng có chút hoảng hốt xem cửa, trong lòng buồn khó chịu cực kỳ. Hắn kỳ thực đối với mẫu thân loại này quá đáng đơn giản thô bạo quyết định cũng không xa lạ, chính như lúc trước, hắn còn ngày sau cập giải thích hết thảy mẫu thân liền cũng là như thế đơn giản thô bạo bức bách hắn xin lỗi hơn nữa biểu đạt thất vọng thông thường giải thích là không có tác dụng. Mặc dù hữu dụng, của hắn giải thích cũng không có nhân nghe. Lục Như Tùng rất sớm liền hiểu điểm ấy, nhưng là vừa rồi, hắn lại vẫn cứ muốn giải thích. Mùa thu chạm vàng, thất ôn cũng không lạnh lẽo, nhưng là Lục Như Tùng lại chỉ có thể cảm thấy đầy người hàng khí. Có lẽ là vì rơi xuống nước sau đi. Hắn nằm đến trên giường, thẳng tắp nhìn trời hoa bản. Lục Như Tùng hầu gian can khác cực kỳ, nhưng hắn cũng không tưởng uống nước. Hắn chỉ là duy trì như vậy tư thế yên tĩnh nằm, yên tĩnh cảm thụ được thời gian trôi qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, môn bị vang lên. Lục Như Tùng không có bất kỳ đáp lại. Tiếng đập cửa dằn co hai phút, gõ cửa nhân tự hồ là không có nhẫn nại, trực tiếp mở cửa vào được. Người tới tướng môn nhẹ nhàng khép lại, sau đó liền nhỏ giọng kêu một tiếng đại thiếu gia là nàng. Lục Như Tùng nghĩ rằng, Hắn không có đáp lại. Chương Chi hạnh rón ra rón rén đã đi tới, tiến đến bên giường. Nàng hai tay bái bên giường, bán ngồi sổn nhìn hắn, "Đại thiếu gia." Lục Như Tùng trầm mặt. Chương Chi hạnh tiếp tục, "Đại thiếu gia." Lục Như Tùng. Chương Chi hạnh thấy hắn không đáp lại, cầm lấy cánh tay hắn dùng sức quơ quơ, bằng hữu tỉnh tỉnh. Lục Như Tùng tựa hồ là không kiên nhẫn, thế này mới quay đầu đến, nghiêng đầu xem nàng chương chi hạnh chống lại hắn bình tĩnh vô ba mắt đột nhiên bật cười nàng thủ chống bên giường chống má làm sao ngươi rơi xuống nước sau xem ngơ ngác ngây ngốc lục như tùng giật giật khóe miệng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười chương chi hạnh một chút liền hoảng đầu trận tuyến nàng hai tay ở không trung lung lay hạ nói chuyện cũng không lưu loát ngươi ngươi làm sao ngươi nàng cắn hạ miệng dứt khoát ngừng hạ giọng nói đưa tay sờ lên lục như tùng đầu lục như tùng xem nàng giọng nói khàn khàn ngươi ở làm gì chương chi hạnh vỗ vỗ đầu của hắn thành thật nói ta cũng không biết lục như tùng ánh mắt đỏ hắn chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng mà ứng thanh ân hắn không nói gì chương chi hạnh cũng không nói gì thật lâu sau lục như tùng động phía dưới chương chi hạnh buông xuống tay lục như tùng xem nàng sắc mặt như trước lạnh như băng nhưng là ở hắn hiện thời này đôi đỏ rực ánh mắt phụ trợ hạ hắn này lạnh như băng vẻ mặt liền có vẻ thập phần yếu ớt lên chương chi hạnh xem hắn đại thiếu gia ngài khá hơn chút nào không lục như tùng khẽ động hạ khóe miệng tốt lắm hắn dời ánh mắt liên quan giọng nói đều lạnh như băng lên ngươi tới làm gì chương chi hạnh nhỏ giọng nói lo lắng ngài không thể sao không cần lục như tùng giọng nói lạnh như băng ta tốt lắm đi ra ngoài trương chi hạnh không nói chuyện lục như tùng cúi mâu vài giây hắn mới nói không có việc gì trương chi hạnh có chút kiềm chế không được nàng trực tiếp nhìn về phía hắn đại thiếu gia thật sự không có việc gì sao lục như tùng nhấm nuốt hạ nàng những lời này giọng nói đột nhiên có chút trào phúng không có việc gì a à, ta một cái thôi người khác hạ hà hung thủ làm sao có thể có việc trương chi hạnh có chút kinh ngạc ngài ta cái gì ta lục như tùng cười nhạo hạ là nghĩ như vậy đi trương chi hạnh không nói chuyện xem hắn lục như tùng ý cười vũ phát lớn chút giọng nói đều bén nhọn chút dù sao thờ ơ các ngươi nghĩ như thế nào lễ thành nhân sau ta liền xuất ngoại trả lại ngươi nhóm trang viên một cái thanh tĩnh không sai đi trương chi hạnh cắn hạ miệng tự hồ không hiểu hắn này đột ngột bùng nổ Lục Như Tùng thấy nàng như vậy sắc mặt, cũng trầm mặt xuống dưới. Vài giây sau, hắn khôi phục trong ngày xưa lạnh như băng vẽ mặt, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Đi ra ngoài. Chương Chi Hạnh miếm miếm miệng, vài giây, mới hơi khô ba ba nói. Đại thiếu gia. Lục Như Tùng lạnh lùng nhìn sang. Chương Chi Hạnh xuất ra một phần tiểu túi giấy, phóng tới bên cạnh bàn. Nàng nhỏ giọng nói. Ta buổi chiều nướng khúc kỳ. Lục Như Tùng ngón tay vừa động. Hắn cầm lấy túi giấy, niễn nổi lên một khối bánh bích quy. Thúy Thúy khúc kỳ chỉ cần một ngụm liền tràn đầy hương sữa. Lục Như Tùng đột nhiên cảm thấy sở hữu cảm xúc đều sống lại. Hắn cái mũi có chút lên men, thanh âm khàn khàn cực kỳ, cho hắn nướng thừa lại. Nàng không nói chuyện, tự hồ có chút ngượng ngùng nói. Lục Như Tùng không có lại truy vấn. Kỳ thực đúng thì thế nào đâu này đã đủ vừa lòng. Lục Như Tùng đem ngọt ngào khúc kỳ nuốt xuống đi, ánh mắt nóng lên. Chương Chi Hạnh nhỏ giọng hừ hừ, không là. Lục Như Tùng tự hồ không phản ứng đi lại, ngước mắt xem nàng. Chương Chi Hạnh nghiêm cẩn xem hắn, đây là nướng đưa cho ngươi. Dừng vài giây, nàng nghiêm cẩn nói. Chỉ cho ngươi nướng này đó. Lục Như Tùng yên lặng xem nàng. Chương Chi Hạnh xả ra cái cái cười, ta tin tưởng ngài. Nàng nói xong tiếp theo dây liền cảm giác một bàn tay chế trụ bản thân đầu. Lục như tùng nghiêng đầu thấu đi lên, lạnh lùng bên môi liền dán lên của nàng mềm mại cánh môi. Khúc kỳ hương sữa vị trong nháy mắt tràn ngập ở tại hai người khoan miệng trung. Lục như tùng hôn thập phần dùng dập bá đạo, tay hắn đè lại của nàng phần eo, hôn vũ phát đầu nhập vào đứng lên. Dài lâu lại ngắn ngủi vài phút đi qua, chương chi hạnh bị hôn được yêu thích gò má đỏ lên. Lục như tùng buông lỏng tay ra, hắn ôm sát nàng, vùi đầu ở tại nàng bờ vai thượng. Chương Chi Hạnh nuốt nuốt nước miếng, bình phục hạ hô hấp. Tay nàng dừng một chút, khinh khinh vỗ vai hắn một cái. Lục như tùng thân mình hơi hơi phập phồng. Hơi lạnh ẩm ý xuyên qua quần áo truyền đến nàng bờ vai thượng. Lục như tùng. Khóc. Chương Chi Hạnh tâm tình vũ phát phức tạp lên. Đây là cái gì tuyệt thế tiểu đáng thương a? À? Thật lâu sau, Lục Như Tùng nói. Chương Chi Hạnh. Chương Chi Hạnh sững sờ, ứng thanh, ân. Năm đó, ta quả thật vi mã thảo, nhưng là cũng gần là mã thảo. Lục Như Tùng giọng nói lại buồn lại trầm. Chương Chi Hạnh thủ đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt ứng thanh, ân. Lục Như Tùng không nói gì thêm. Chương Chi Hạnh lại vỗ vai hắn một cái. Lục Như bách ngẩng đầu lên, hắn gò má có chút hồng, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu hắn ủng ở chương chi hạnh, cầm để đầu nàng. Lục như tùng cảm thụ được ôm ấp bên trong độ ấm, miệng vũ phát trang lên. Tay hắn run nhẹ nhẹ sờ sờ đầu nàng. Chương chi hạnh, cảm ơn ngươi. Lục như tùng hảo cảm độ. 95 chương chi hạnh chủ động ôm lấy của hắn phần eo, nàng mai vào của hắn trong dạ. Gần là động tác như vậy, lục như tùng nhiệt độ cơ thể liền nháy mắt đề cao vài cái điểm mặt hắn đến cổ trong lúc nhất thời đều nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ. rõ ràng chủ động là hắn, nhưng cố tình kiếp đảm thẹn thùng cũng là hắn. lục như tùng nuốt mấy ngụm nước miếng, trong lòng bàn tay thấm ướt lên. hắn cẩn thận lấy mu bàn tay huýt chạm vào nàng, trương chi hạnh. trương chi hạnh nhìn hắn, đại thiếu gia. lục như tùng xả ra một cái không ai bị nổi cười, đáng tiếc này cười ở hắn phấn hồng trên mặt liền có vẻ hơi hảo nở nụ cười hắn hầu kết giật giật giọng nói rất nặng lại thật khàn khàn ngươi là của ta chương chi hạnh chớp chớp đá mắt mèo lục như tùng ôm chặt hơn nữa không đợi chương chi hạnh nói cái gì một trận chấn động âm liền vang lên chương chi hạnh có chút đau đầu theo trong túi lấy ra điện thoại di động lại là lục như bách lục như tùng sắc mặt nặng nề xem nàng chương chi hạnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra xuống giường nhỏ giọng tiếp lên điện thoại lục như tùng yên tĩnh xem nàng chương chi hạnh một bên dùng ánh mắt trấn an hắn một bên nhỏ giọng dỗ lục như bách may mà lục như tùng chỉ là dùng khó chịu biểu cảm xem nàng mà thôi trên thực tế lại cũng không có phát ra cái gì thanh âm hảo 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 ta hiện ở trên ngựa đi chương chi hạnh treo điện thoại vô cùng lo lắng bắt đầu sửa sang lại quần áo nàng xem hướng lục như tùng ta đi trước thiếu gia bên kia thúc giục cấp. Lục Như Tùng vẽ mặt lạnh như băng, không nói một lời. Chương Chi Hạnh tiếp tục trấn an nói. Ta bây giờ còn là hắn bên người nữ phó, phu nhân hôm nay cũng hạ lệnh làm cho ta theo sát thiếu gia, ta không dám cãi lưng mệnh lệnh. Lục Như Tùng dời đi ánh mắt, hắn nhìn về phía bản thân thon dài trắng nõ ngón tay. Thật lâu sau, hắn gật gật đầu. Chương Chi Hạnh biết, Lục Như Tùng tâm tình chỉ sợ thật sự không tính là rất hảo. Vì thế nàng liền để sát vào chút, nhẹ nhàng hôn khẩu gương mặt hắn, nếu có thể làm ngài bên người nữ phó thì tốt rồi. Lục Như Tùng mới vừa rồi còn khó hơn xem mặt nháy mắt hồng thấu. Cố tình hắn tự hồ còn không có phát hiện dường như cường chống đỡ ra một bộ lạnh lùng vẻ mặt. Hắn đẩy ra chương chi hạnh, ngươi đi mau. Chương chi hạnh thấy thế, cũng có chút buồn cười ly khai. Lục Như Tùng xem nàng cách thuê phòng, có chút phẫn hận chửi hạ mềm mại nệm. Vài giây sau, tay hắn lại sờ lên gò má, khóe miệng không nhịn xuống kiều lên. Thật là làm người ta phiền chán a. À. Lục Như Tùng quay đầu, đem mặt chôn ở chăn. Một hồi lâu, hắn thầm nghĩ. Nếu ngươi ở bên người ta thật tốt a. À? Lục Như bách thân thể tự hồ thực tại không tốt lắm, khoảng cách rơi xuống nước sau đã một chu nhiều trôi qua mắt thấy lễ thành nhân liền đến, hắn lại vẫn cứ có chút ho khan. Mà Trương Chi Hạnh bởi vì ngày ấy buổi tối đi tìm Lục Như Tùng tiêu thất nhất đoạn ngắn thời gian, Lục Như Bách liền như là có điều phát hiện thông thường đem nàng trành càng chặt, thậm chí còn ngay cả phu nhân đều hạ đặt mệnh lệnh làm cho nàng miễn đi sở hữu quét dọn công tác chuyên tâm đi theo Lục Như Bách. Cũng bởi vậy, Trương Chi Hạnh cùng Lục Như Tùng trong khoảng thời gian này lý cơ hồ không có cơ hội cùng Lục Như Tùng một mình ở chung, mà hiện tại này bữa sáng thời gian là nàng số ít có thể nhìn thấy lục như tùng cơ hội, cũng gần là nhìn thấy. Trong phòng ăn, Trương Chi Hạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nghe này người một nhà cùng ăn. Lục như bách uống một ngụm canh không vài giây liền lại ho khang lên. Phu nhân vội vàng để sát vào chút vỗ vỗ của hắn lưng, như bách ngươi có đúng hạn uống thuốc sao? Thế nào hiện tại này cảm mạo còn chưa có tốt, muốn hay không ta sẽ tìm bác sĩ giúp ngươi xem buổi chiều liền muốn chuẩn bị lễ thành nhân thân thể của ngươi a à. lục như tùng cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng đối diện tiền cảnh tượng nhìn như không thấy lục như bách lẳng lặng lắc đầu không có việc gì phu nhân tự hồ vẫn có chút lo lắng lại bắt đầu muốn sờ sờ trán của hắn như bách lục như bách có chút phiền hắn cau mày né tránh ta không sao phu nhân thấy thế thu tay cũng có chút không vui dường như lục như tùng đứng dậy ta ăn xong rồi phu nhân vô tâm tình gật gật đầu ân chương chi hạnh lén lút lường liếc mắt một cái lục như tùng lại vừa vặn chống lại lục như tùng con ngươi đen khóe miệng hắn câu hạ con ngươi đen mị lên hoặc nhìn tâm tình vô cùng tốt lục như tùng xoay người rời đi chương chi hạnh thu hồi ánh mắt trong lúc nhất thời cũng cảm thấy tâm tình tốt lắm chút lục như bách nhíu mày ngươi ở nhìn cái gì chương chi hạnh nói không có lục như bách ý nghĩa không rõ nở nụ cười thanh không nói chuyện ngày đó rơi xuống nước sau hai huynh để quan hệ triệt để hạ đến điểm băng cho nhau nhìn như không thấy nhưng là cho chương chi hạnh mà nói không cần lại làm hai huynh để tranh đấu gây gắt bia ngắm quả thực thật tốt quá ban đêm trang viên có chút náo nhiệt trang viên kiến trúc xa hoa đường hạt bụi nhỏ bất nhiễm lục thực cảnh đẹp ý vui lui tới tân khách nối liền không dứt Trương Chi Hạnh làm Lục Như Bách bên người nữ phó tự nhiên là hảo kiến văn rộng rãi một phen thể diện. Lúc này chỉ là đơn giản nóng tràn, lễ thành nhân tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu. Trương Chi Hạnh phụ giúp Lục Như Bách đến yên tĩnh góc. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, ngồi xuống phụ cận trên vị trí. Lục Như Bách xem nàng nói, "Làm nữ phó, ngươi là không thể ngồi." Trương Chi Hạnh biểu môi, "Này xe lăn, ngài cảm thấy ngài có thể tọa sao?" lục như bách ngẩng đầu ta tọa thoải mái hắn màu sắc thâm chút hôm nay qua đi trang viên liền chỉ có một thiếu gia chương chi hạnh động tác dừng một chút nhìn về phía hắn cho nên đâu lục như bách khóe miệng kiều hạ cho nên chạy nhanh thừa dịp hiện tại chạy nhanh biểu hạ trung tâm lấy lòng lấy lòng tương lai trang viên chủ nhân đi hắn cúi xuống lại bổ sung thêm lễ thành nhân thượng thông thường cũng sẽ tuyên bố quyền kế thừa cùng với các hạng tài sản phân cách ngươi cảm thấy căn cứ mẫu thân thái độ lục như tùng có thể phân cách đến cái gì chương chi hạnh nhìn về phía hắn theo ngay từ đầu ngài rơi xuống nước vì bước này sao lục như bách không có trả lời chương chi hạnh sắc mặt phức tạp ngài thật sự thật ác liệt lục như bách tự hồ cũng không kinh ngạc cho đánh giá như vậy hắn màu sắc nặng nề giọng nói cuối đầu rõ ràng chúng ta đều cho nhau chán ghét vì sao hắn cố tình lại muốn giả bộ như vậy huynh trưởng sắc mặt đâu cho nên hắn mới có thể bị ta đây loại ác liệt thủ đoạn làm thành như vậy. Lục như bách thủ xoa mặt nàng. Tay hắn rất lạnh, phản phất hắn người thông thường. Ngươi xem, liền tính hắn không cho ta, ta cũng có thể được đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 100. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Chi Hạnh đứng dậy lui về phía sau, cùng Lục Như Bách kéo ra khoảng cách. Nàng cho mày lại đầu, biểu cảm cũng khá là khó coi, thiếu da, tự trọng. Lục Như Bách cười ra tiếng, hắn trắng đỏ ngón tay gõ gõ xe lăn tay vịn, tâm tình có chút vui vẻ. Chương Chi Hạnh cúi mâu, thấp giọng nói. Ta đi toilet một chuyến. Giọng nói rơi xuống, nàng bước chân dồn dập ly khai yến hội thính. Lục Như Tùng hiện tại tình huống đại khái là cùng gia tộc khí tử không sai biệt lắm, nếu thật sự bị như vậy khu trục xuất quốc, chương chi hạnh sợ là rất khó lại tiến công chiếm đóng Lục Như Tùng. Nguyên nhân đơn giản cực kỳ, này trang viên nữ phó ký kết hiệp ước là 5 năm, trừ phi song phương đều đạt thành chung nhận thức hoặc là bị khai trừ phân phát, bằng không từ chức là muốn phó vi ước kim. Hiện tại Lục Như Bách sợ là sẽ không làm cho nàng từ chức. Lục Như bách lại ở nước ngoài, Lục Như Tùng cũng cũng chưa về, hai người cùng cái Ngô Lan chức nữ dường như còn tiếng công chiếm đóng cái rắm a. Chương Chi hạnh càng nghĩ càng phiền muộn, đi chưa được mấy bước nàng liền đón đầu chàng vào cái cứng rắn trong ngực. Nàng lập tức lui về phía sau liên tục xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi. Không có việc gì. Trầm thấp giọng nam truyền đến. Chương Chi hạnh ngẩng đầu, chỉ thấy là một gã thập phần tinh thần gầy nam nhân. Hắn mặt không biểu cảm, khí chất sắc bén, ước chừng hơn 40 tuổi. Tổng cảm giác có chút quen thuộc A. Trương Chi Hạnh có chút mơ hồ. Nam nhân nhíu mày, vũ phát nổi bật lên hắn khí thế lăng nhân. Trương Chi Hạnh bị dọa đến lui về sau mấy bước, trước, tiên sinh ngài, hảo. Nam nhân tự hồ là thói quen người khác có chút sợ hãi ánh mắt, hắn thanh thanh cổ họng hỏi. Thấy như nghiệp sao? Trương Chi Hạnh có chút mờ mịt hỏi như, như nghiệp là ai a? À. Nam nhân dừng vài giây, thế này mới lại nói. Mặt màu xám tây trang, cùng các ngươi trang viên hai vị thiếu gia không sai biệt lắm đại nam sinh, vừa mới có nhìn thấy sao. Này khả nhiều lắm, hôm nay là lục gia huynh đệ lễ thành nhân, không ít nhân vật nổi tiếng hào môn đều là mang theo bản thân đứa nhỏ đến đâu. Chương chi hạnh vất vả hồi tưởng hạ, sau đó lắc đầu, không có. Nam nhân chật thanh vừa dứt lời hạ, liền nghe được hành lang xa xa truyền đến một tiếng kêu kêu, ba, ta ở chỗ này đâu. Nam nhân nhăn mày rồi đột nhiên nới ra, bước nhanh đi rồi đi qua. Trương Chi Hạnh có chút tò mò nhìn sang, lại dẫn đầu thấy được lục như tùng. Hắn cùng một thiếu niên đang ở nói lời này, kia thiếu niên bị hắn chắn kín, chỉ lộ ra cái màu xám cánh tay. Lục như tùng một cái quay đầu, liền vừa vặn chống lại Trương Chi Hạnh có chút tò mò ánh mắt hắn có chút sững sờ, hướng tới nam nhân gật gật đầu nói nói mấy câu liền lập tức đã đi tới. Trương Chi Hạnh vội vàng thu hồi ánh mắt, cung kính thiếp tường xoay người, đại thiếu gia hảo. Lục Như Tùng đứng ở nàng phía trước, vài giây, hắn mới kiều hạ khóe miệng. Hắn nhu nhu Trương Chi Hạnh đầu, nhàn nhạt ứng thanh, ân. Trương Chi Hạnh cúi đầu tùy ý hắn xoa nắng bản thân đầu. Lục Như Tùng xoa nhẹ vài cái thu tay. Hắn xem nàng, cuối cùng chuẩn bị rời đi. Chương Chi Hạnh không nhịn xuống kêu một tiếng, đại thiếu gia. Lục Như Tùng bước chân dừng lại, dương mắt xem nàng. Chương Chi Hạnh nhìn về phía của hắn trong con ngươi đen, biểu cảm có chút chần chờ. Lục Như Tùng cũng không nóng nảy, đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ nàng. Chương Chi Hạnh liếc mắt chung quanh. Chung quanh ngẫu nhiên có mấy cái tân khách lui tới, hành lang có vẻ có chút quạng cu ẻ. Nàng chuyển non nửa bước, lặng lẽ thân tay nắm lấy lục như tùng ngón tay quơ quơ. Trong nháy mắt, lục như tùng con ngươi đen liền như là hòa tan mật đường giống nhau nhu hòa. Hắn phản tay nắm giữ tay nàng, cũng nhẹ nhàng quơ quơ. Hai người như là tiểu ngốc tử dường như ở trên hành lang dài nắm đối phương thủ. Vài giây sau, chương chi hạnh đột nhiên phản ứng đi lại, nhanh chóng tránh thoát. Nàng lui ra phía sau vài bước cúi đầu, đại thiếu gia, ta đi vội lục như tùng theo bản năng tưởng phải bắt được lại chung quy nắm lấy cái không hắn ngón tay hơi hơi cuộn mình cuối cùng vẫn là đưa tay bỏ vào trong túi quần gật gật đầu thư hoãn đàn dương cầm khúc qua đi trận này thịnh yến chính thức bắt đầu chế tác tinh mỹ cao tầng bánh ngọt xe bị chậm rãi đẩy ra hai vị lễ thành nhân nhân vật chính lục như tùng lục như bách phu nhân đứng ở hai huynh đệ trung gian vỗ hạ lục như tùng bả vai lại cúi đầu bế ôm lục như bách nàng vẽ mặt hơi có chút kích động, của ta hai cái hài tử, hôm nay qua đi liền muốn trưởng thành, bọn họ đã là chân chính nam nhân, đều tự muốn gánh vác đều tự trách nhiệm. Phu nhân xoa xoa nước mắt, nhìn về phía lục như bách, thiết bánh ngọc đi. Lục như bách bị phụ giúp tiến lên. Phu nhân đem đao đưa cho lục như tùng, lại đem lục như bách thủ phóng tới đao đem thượng. Lục như tùng mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua lục như bách. Lục như bách con ngươi đen thâm trầm hai người cùng nhau nắm dao nhỏ một đường hạ thiết đêm này mấy tầng bánh ngọt mở ra. Bánh ngọt bị mở ra trong nháy mắt, yến hội thính lễ hoa nhất tề đánh xuống, trong đám người dân lên một trận hoang hô. Thiết xong đời cao sau, hai người đều tự không hẹn mà cùng trở về đến đám người bên trong. Thông thường 18 tuổi lễ thành nhân nghi thức thượng cũng đang là cha mẹ tuyên bố quyền kế thừa thời điểm. Ở đây khách âm thầm đánh giá lục như tùng lục như bách huynh đệ lưỡng, âm thầm suy tính ngày sau bọn họ sẽ ủng có bao nhiêu giá trị. Phu nhân động tác tao nhã xoa xoa khóe mắt nước mắt bắt đầu tình ái vào dạt diễn thuyết, đại khái nội dung chẳng qua là bản thân đối bọn họ ôm làm sao như thế nào kỳ vọng cùng tài bồi, này dẫn tới biết nội tình nhân phát nở nụ cười. Này lục gia trang viên chủ nhân dịch đình đình có thể nói là chân chính cự anh, cho dù là hiện tại chính nàng đều chưa có thể chiếu cố tốt bản thân đâu. Phu nhân diễn thuyết kết thúc, kế tiếp nên tuyên bố bộ phận tài sản phân cách. Nàng nhìn lướt qua song bào thai huynh đệ, nói. Ở sau này, ta cho rằng ta nên thích hợp cho hài tử của ta nhóm một ít tôi luyện, tại đây ta tuyên bố, ta sẽ chuyển ra tử nhã tập đoàn 10% công ty cổ phần cho, nhất thời, các tân khách đều nổ anh. Tử nhã tập đoàn 10% công ty cổ phần chuyển nhượng, này tương đương với trực tiếp tuyên bố tương lai lục gia đương gia người. Lục như bách. Lục Như Bách nghe được tên của bản thân thời điểm cũng không kinh ngạc. Hắn điểm hạ xe lăn tay viện. Chương Chi Hạnh cúi mâu, đem Lục Như Bách đổ lên trên đài. Phu nhân tiếp tục nói. Trừ này đó ra, ta danh nghĩa Lục Gia Trang Viên tính cả. Liên tiếp động sản bất động sản bị nàng niệm ra các tân khách lúc này vũ phát kinh ngạc, nhìn về phía Lục Như Bách ánh mắt cũng lộ ra vài phần vi diệu. Bọn họ đã sớm biết được phu nhân đối Lục Như Bách tự hồ có chút thiên vị, nhưng là mặt cho ai cũng không thể tưởng được, phu nhân vậy mà thật sự sẽ làm này, hai chân có ngại, lục như bách trở thành người thừa kế A. Nhưng là kế tiếp tuyên bố càng là kinh rớt bọn họ cầm. Mà như tùng chí ở đào tạo sâu, cho nên nay ngày sau hắn sắp phó hướng pháp quốc đào tạo sâu, cho nên ta cảm thấy đem danh nghĩa tam phòng sản đưa làm con thừa tự cho hắn. Ngoài ra, còn có bộ phận. Tam phòng sản, ở bình thường nhân gia mà nói có thể nói là cự tư, nhưng là ở lục gia loại này gia đình mà nói cái này nhất là phu nhân mặt sau tuyên độc tài sản phân cách kia đều bất quá là mỗi tháng hàng năm tử tiền so với lục như bách đến nói thật ra keo kiệt đáng sợ trong lúc nhất thời các tân khách đều đối dịch đình đình quyết định sinh ra thật lớn rung động bọn họ nhìn nhìn vẫn đứng ở đám người lục như tùng cùng với trên đài kế thừa cơ hồ toàn bộ dịch gia tài sản lục như bách trong lòng sinh ra bi thương kỳ thực lục gia huynh đệ sinh phụ lục thành chưa tuyên bố lục gia tài sản phân cách lục như tùng cũng không phải là không có cơ hội chỉ tiết lục thành mấy năm nay cùng đã sớm ôn hòa gia phân cái rõ ràng bên người sủng ái nhất là tiểu lục thị huynh đệ một tuổi tiểu nhi tử từ lúc khi đó hắn ôn hòa đình đình cũng đã làm cho có chút lợi hại dịch đình đình vừa sinh hạ tiểu nhi tử lục thành liền mang theo hắn ôn hòa đình đình ở riêng bất quá sau này hòa diệu liền cũng thường hồi trang viên sau dù sao cũng là phân phân hợp tạo thành chữ thập mấy tao. Phu nhân đã xong tài sản phân cách tuyên đọc sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngẩng đầu liền đối với thượng lục như tùng hát trầm con ngươi. Nàng hơi hơi nhíu mày, như tùng, ngươi có ý kiến gì sao? Lục như tùng chậm rãi đi lên đài. Chương chi hạnh siết chặt tay viện, có chút khẩn trương xem hắn. Lục như tùng thẳng tắp xem chương chi hạnh, sau đó, hắn đưa tay lướt qua lục như bách hướng nàng vương rảnh tay phu nhân mày nhăn càng nhanh, ngươi ở làm gì? Chương Chi Hạnh cúi đầu nhìn nhìn Lục Như Bách. Lục Như Bách nghiêng đầu, lẳng lặng xem nàng. Chương Chi Hạnh môi mỏng nhất, buông lỏng ra nắm tay viện thủ, sau đó cầm Lục Như Tùng thủ. Trong nháy mắt, Lục Như Tùng con ngươi đen liền loan lên, giống như bị thổi nhăn mặt hồ. Hắn nở nụ cười hạ, nhìn về phía phu nhân, ta có thể cái gì đều không cần, chỉ cần nàng các tân khách ào ào sáng lên ánh mắt xem nổi lên tình cảnh này phấn khích tiết mục. Trước công chúng hạ, phu nhân sắc mặt nang kham lên, như Tùng đừng náo loạn, đây là lễ thành nhân. Lục như Tùng một cái ra sức nhi đem chương chi hạnh kéo đến phía sau. Hắn về phía sau đưa tay đỡ chương chi hạnh thắt lưng bảo vệ nàng. Lục như bách trong mắt bình tĩnh vô ba, hắn giọng nói thật bình tĩnh, nàng ký hợp đồng, nàng là này tòa trang viên nhân, thiên giới vi ước kim ngươi bây giờ còn có lực hoàn lại sao? Lục Như Tùng cười cười, này không là còn có tam phòng sao? Lục Như Bách nhìn về phía hắn đỡ chương chi hạnh phần eo thủ, giọng nói kinh cực kỳ, ta không để ý đánh một hồi quan tòa. Một hồi quan tòa xuống dưới hao phí không chỉ có là tiền tài thời gian. Cái này, các tân khách bác quái tâm triệt để dẫn bạo. Không chỉ có là gặp rủi ro vương tử yêu cô bé lọ lem, vẫn là huynh đệ phản bội chỉ vì yêu a. À. Không ít nhìn như tư thái tao nhã thiên kim nhóm hiện thời 10 ngón nơi tay cơ trên màn hình tung bay ở vi tính đàn sinh động như thật giảng thuật trận này mặt. Lục Như Tùng, người muốn hồ nháo tới khi nào? Phu nhân trên mặt không ánh sáng, lớn tiếng gọi tôi tớ, các ngươi thất thần làm gì, hiện tại mau đưa thiếu gia nhóm dẫn đi a. À. Nhưng mà tiếp theo dây, trong hội trường liền vang lên của nàng tiếng thét chói tai. Một gã hắc y nam nhân một phát bắt được của nàng cánh tay ủng ở nàng. Phu nhân liền phát hoảng, con ngươi trừng lớn. "Lục Thành ngươi cái vương bát đảng, ngươi đang làm sao?" "Cho ngươi yên tĩnh hạ." Lục Thành ôm chặt hơn nữa. Chương Chi hạnh ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy vị này Lục Thành này không là vừa rồi hành lang cái kia nam nhân sao? Nàng giật mình, nguyên lai là phụ thân của bọn họ a, à, khó trách nàng cảm thấy nhìn quen mắt. Lục Thành nhăn nhanh mày nhìn về phía hai người, các ngươi có chuyện gì lén giải quyết, ở trên mặt bàn làm cho người ta chế dễu. Lục Như Tùng không có lên tiếng trả lời. Lục Như Bách nhìn về phía Trương Chi Hạnh, khóe miệng mang theo phân ý cười, hiện tại tình huống, ngươi phải lựa chọn Lục Như Tùng sao? Lục Như Tùng bắt được tay nàng, màu sắc vũ phát trầm. Hắn tiến lên đi mấy bước, biểu cảm trầm lợi hại. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đại khí không dám ra lẳng lặng xem trước mặt tình cảnh này chương chi hạnh tiểu bước đi theo hắn nắm chặt lục như tùng thủ lục như tùng đứng định ở tại lục như bách trước mặt hắn hơi hơi xoay người tuấn mỹ khuôn mặt hạ tràn đầy giọng mỉa mai giọng nói lãnh cực kỳ lục như bách đủ đi không thêm che giấu quá đáng lạnh như băng giọng mỉa mai thái độ khiến cho chương chi hạnh đều có chút kinh ngạc đây là bị chọc giận Lục Như Bách nở nụ cười hạ, lẳng lặng xem hắn. Tiếp theo dây, biến cố nổi bật. Lục Như Tùng thủ một phen khác thượng Lục Như Bách cổ. Lục Như Bách nháy mắt hô hấp không đi tới, không ngừng mà nâng lên cầm dơ lên. A a a a, nhanh đi cứu cứu Như Bách a. Phu nhân hét lên thanh. Lục Thành ôm lấy nàng, kêu một tiếng, Như Tùng. Toàn bộ hội trường một mảnh hỗn loạn. Chương Chi Hạnh vội vàng tưởng muốn tiến lên ngăn cản tình cảnh này. Nhưng trong nháy mắt, Lục Như Tùng liền tùng rảnh tay. Lục Như Bách Nhân thiếu dưỡng kịch liệt ho khang lên, tái nhật trên mặt nổi lên một trận đỏ ửng. Lục Như Tùng phản thủ đem muốn xem xét tình huống Chương Chi Hạnh giam cầm vào trong dạ. Hắn một tay chế trụ của nàng phần eo, một tay vỗ vỗ đầu nàng trấn an đứng lên. Trận này trò khôi hài còn đang tiếp tục trình diễn lục như tùng xem như vậy lục như tùng cười khẽ thanh hắn lấy ra di động điểm hạ trong nháy mắt diễn thuyết đài sau vĩ đại hình chiếu bình liền nhanh chóng phóng ra một đoạn video clip lục như bách bình phục tốt lắm hô hấp quay đầu nhìn đi qua camera lung lay thoáng động không vài giây liền thấy một người phụ giúp xe lăng nhân trải qua bọn họ về phía trước đi mấy bước ở bờ hồ thưởng thức lên tiếp theo ngồi ở trên xe lăng nhân đột nhiên đứng lên cái kia trên xe lăn thân ảnh thủ duỗi ra kéo lại kia đứng nhân kế tiếp hai người nhất tề rớt xuống bờ hồ phu nhân trừng lớn mắt miệng dương này đây là lục như tùng mặt không biểu cảm lại xoa bóp xuống di động kế tiếp màn hình xuất hiện đó là lục phân ca bệnh chẩn đoán kết quả cùng với bất đồng y sư chẩn đoán video clip của hắn hai chân phi thường khỏe mạnh ta không hiểu lắm vì sao đứng không được trên thực tế mà nói theo này mấy phân ít quan đến xem của hắn xương cốt là phi thường hoàn hảo hoàn toàn không có vấn đề của ta chẩn đoán là hắn xương sống hoàn hảo không phải hẳn là sẽ có hiện tại bệnh trạng loại này lục như bách mặt không biểu cảm xem hình chiếu bình thường gì đó lục như tùng ngón tay lại giật giật kế tiếp hình ảnh liền hoàn toàn ra ngoài sở dự liệu của mọi người hình ảnh trong đó có thể thấy được đây là một chỗ phòng phòng ngọn đèn mờ nhạt một người ngồi ở trên xe lăn một cái mặt nữ phó trang nhân đang ở cùng hắn nói chuyện. Kế tiếp, nữ phó đột nhiên thủ duỗi ra gõ hạ trên xe lăn đầu gối. Người nọ cẳng chân rồi đột nhiên kiều lên. Đây là phòng. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, này sợ là thật sự gặp được hào môn mật tân. Phu nhân sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả Lục Thành cũng lộ ra thập phần khó coi thần sắc. Lục Như Tùng nhìn về phía Lục Như Bách, còn muốn tiếp tục xem đi xuống sao? lục như bách sắc mặt bình tĩnh. Sớm đã rời đi lục như tùng ôm ấp nghẹn họng nhìn trân trối xem trước mặt tình cảnh này. Đây là... Phản sát. Lục như tùng đem lục như bách trầm mặt coi là là cam chịu, hắn tiếp tục truyền phát đi xuống. Kế tiếp, chính là các loại ảnh chụp. Lục như bách ngồi ở trên xe lăn chen chân vào duỗi người, kiều chân bắt chéo vẽ tranh, này đó loạn thất bát tao ảnh chụp. Chương chi hạnh sắc mặt trắng đi. Bởi vì, nàng nhìn xuất ra, này đó ảnh chụp tuyệt đối là ở rơi xuống nước sự kiện tiền sở quay chụp. Hắn, là đã sớm biết. Lục như tùng như là cảm nhận được của nàng bất an, tay hắn nắm chặt tay nàng. Phật ở truyền phát hoàng, toàn trường yên tĩnh kỳ quái, ai cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Lục như bách cảm xúc Phật phòng cũng không lớn, hắn thậm chí nở nụ cười. Của hắn con người đen loan loan, có chút tán thưởng cổ vỗ tay, chỉ là trong con ngươi đen tất cả đều là lạnh lẽo. Lục Như Bách nói. Lợi hại. Lục Như Tùng khóe miệng ngoé một cái, hắn giọng nói nhu hòa cực kỳ, ta đã cho ngươi cơ hội. Lục Như Bách buông xuống tay, dựa vào hướng về phía phía sau xe lăn, hắn ngước mắt nhìn hắn. Lục Như Tùng vương thon dài trắng nỏ ngón tay xả Tùng ca rác. Hắn tóc đen vi loạn, tuấn Mỹ trên mặt mang theo điểm cười, lại khiến cho hắn giống như tu la bàn khủng bố. Như Bách, như vậy vụng về thủ đoạn ngươi cho là có thể sử dụng bao lâu đâu. Lục Như Bách trên mặt không có biểu cảm, trầm thấp giọng nói theo hầu gian cổn xuất. Nguyện đổ chịu thua. Lục Như Bách nói xong, lại nhìn về phía vẫn có chút phản ứng không đi tới chương chi hạnh. Hắn đứng lên, khóe miệng gợi lên một cái đạm cười, ngươi xem, ông ngươi này so với ta ác hơn nhiều a. À. Chương chi hạnh nuốt ngụm nước miếng. Lục Như Tùng trên người lệ khí dũ phát nặng, hắn chụp nhanh Trương Chi Hạnh, con ngươi đen trầm như nùng mặt. Trương Chi Hạnh thân mình cứng ngắc vài giây. Sau đó, nàng ôm Lục Như Tùng cổ. Lục Như Tùng cả kinh, vừa mới còn bình tĩnh con ngươi đen nháy mắt hoảng loạn cả lên. Hảo cảm độ năm Lục Như Tùng hảo cảm độ. 100. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hảo cảm tiến công chiếm đóng, thỉnh tận tình soát, ghi vào hảo cảm độ làm lỗi. Nguyên nhân Tìm không thấy đối tượng Ero. Thế giới quan trắc làm lỗi, thế, giới, thế, giới, nóng 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 côn cân khảo nóng 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 côn cân khảo nóng 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 côn cân khảo nguy, ho 30 v đúp đê nóng 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 côn cân khảo đang ở thoát ly thế giới một lần nữa ghi vào, chương chi hạnh trong đầu truyền đến một đống loạn thất bát tao loạn mã, liền ngay cả thương thử giọng nói đều biến thành khó nghe tạp âm toàn bộ thế giới đều biến thành mảnh nhỏ, liền ngay cả chương chi hạnh cũng chỉ cảm thấy thân thể một trận. Nóng bỏng nàng trước mặt bỗng tối sầm cho đến khi trước khi hôn mê chương chi hạnh trong đầu vẫn cứ hồi tưởng câu nói kia ghi vào hảo cảm độ làm lỗi nguyên nhân tìm không thấy đối tượng chân tướng kiếp trước lục như bách rất khó nói rõ ràng bản thân đối lục như tùng cảm tình hắn đã từng phi thường nghĩ lại vị này huynh trưởng nhưng là có lẽ là bọn hắn quá mức tương tự hắn càng ngày càng chán ghét nổi lên lục như tùng vì thứ sáu giới kim hòa soát thiếu niên hội họa đại tái, lục như bách chuẩn bị gần 3 tháng. Hắn nhiệt tình yêu thương hội họa, đồng thời cũng khát vọng có thể được đến vinh dự, bởi vì này là đối của hắn khẳng định. Trọng yếu nhất là, trận này trận đấu giám khảo chi nhất, là hắn luôn luôn kính để một gã họa sĩ. Lục như bách như vậy chí đắc ý mãn, chờ lấy đến trận đấu này cúp. Hắn sớm đã ảo tưởng bản thân nên như thế nào khiêm tốn tiếp nhận kim bài cúp, sau đó nói ra như thế nào phấn khích lấy được thưởng cảm nghĩ như thế nào được đến sâm đức lão sư thưởng thức nhưng là sau này phát triển nhưng cũng cực kỳ giàu có hí kịch tính của hắn ca ca mọi cách nhàm chán liền cũng tham gia trận đấu thậm chí hắn giao đi lên tác phẩm đều cũng không có tỉ mỉ chuẩn bị sau đó lục như tùng cầm kim bài mà tỉ mỉ chuẩn bị mấy tháng lục như bách ngân bài ở đối mặt mọi người chúc mừng hạ Lục Như Bách cảm thấy bản thân vẫn cứ ngây thơ chưa theo trận này trận đấu kết quả trung thoát thân mà ra. Hắn lặng lặng xem Lục Như Tùng cổ kiện kim bài, cảm thấy bản thân thập phần ủy khuất, thất bại, uể oải. Lục Như Tùng tự hồ đã nhận ra, hắn không lắm để ý đem huy chương hái được xuống dưới, mang đến của hắn cổ thượng. Hắn nói, ngươi muốn sao? Cho ngươi. Lục Như Bách xem bản thân trên cổ lộ vẽ hai quả huy chương, trong nháy mắt hắn cảm thấy bản thân đầu óc muốn nổ mạnh. Đó là một loại sỉ nhục, sụp đổ, phẫn hận cảm xúc. Dù là bị như vậy phản đối cảm xúc chiếm cứ hết thảy, lục như bách lại như trước không có lộ ra nửa phần manh mối. Hắn cười cười, cảm ơn. Nhưng là câu này lòng biết ơn, đến cùng có vài phần thật giả, chỉ có chính hắn biết. Vô số giữa khuya mộng hồi, lục như bách luôn luôn nghĩ. Vì sao, Hắn muốn hòa lục như Tùng là song sinh tử đâu. 12 tuổi sinh nhật ngày đó, Lục Như Bách dùng đùi bản thân đổi đến Lục Như Tùng thống khổ. Này con ngựa sớm đã bị uy đi tả dược, chỉ cần cưỡi lên đi, không bao lâu cơ hội chấn kinh đưa hắn ngã xuống đi. Lục Như Bách cũng không lo lắng chính mình xảy ra vấn đề gì, này con ngựa độ cao cũng không tính cao, nhiều nhất chính là gãy xương mà thôi. Sự thật cũng là như thế lục như bách chân đánh lên trùng trùng thạch cao, trong nháy mắt, toàn bộ trang viên liên quan phu nhân đều đối hắn hỏi hang ân cần. Mà lục như tùng, vĩnh viễn trên lưng ác độc nhẫn tâm dấu ấn. Lục như bách có được lục như tùng không có yêu, điều này làm cho lục như bách khoái ý không thôi. Nhưng là, này còn chưa đủ. Lục như bách không còn có đứng lên. Hắn biết, chỉ cần hắn là như vậy trạng thái, lục như tùng liền vĩnh viễn vô pháp giải thoát bêu danh nhưng là lục như bách kỳ thực cũng sẽ cảm thấy quái nhiễu, tỉ như, hắn thật chán ghét phu nhân quan tâm. Cho hắn mà nói, hắn đã đã chiếm được lục như tùng vô pháp có được gì đó, như vậy này này nọ liền không còn có lo lắng tranh đoạt tất yếu. May mà, phu nhân hướng đến yếu ớt tự phụ, liền hắn đáng kể vắng vẻ, bản thân cũng rõ ràng xuất ngoại hoàng bơi. Toàn bộ trang viên trong lúc nhất thời liền thừa lại hai người. Lục như bách hướng đến mắt không thấy tâm không phiền, Dứt khoát không thèm đếm xỉa đến Lục Như Tùng, bản thân rơi vào cái vui vẻ. Hai người Tường An vô sự ở chung vài năm. Một ngày, Lục Như Bách ở một chương trên báo xem thấy hắn ca ca, Lục Như Tùng. Hắn cẩn thận nhìn xem, trên báo kỹ càng miêu tả một gã lão nhân cùng của hắn Tôn Tử như thế nào bị mở ra hào xe thiếu niên đánh ngã, mà người này thiếu niên lại là như thế nào gây chuyện chạy trốn. Trên báo ảnh chụp chỉ có một đuôi xe bộ. Lục Như Bách liếc mắt là đã nhìn ra đến đây là nhà mình xe. Lục Như Bách lường liếc mắt một cái báo chí, xe thành tiểu báo, nhà này báo chí có tiếng di động khoa thả giả dối, chỉ là các loại không đáng tin nói ra đã bị bản thị không ít tài chính đại ngạc cáo quá, ngay cả hắn đều có nghe thấy. Lục Như Bách buông báo chí, con mắt động hạ. Ngón tay hắn đánh hạ mặt bàn, cầm lấy điện thoại di động. Quy! Là xe thành tiểu báo sao? ta có nói ra. Ở Lục Như Bách trợ giúp hạ, C Thành Tiểu Báo nhanh chóng lấy được thân phận của Lục Như Tùng. Mới đầu, C Thành Tiểu Báo còn lòng có kiên kỵ, nhưng là phú quý hiểm trung cầu, ban biên tập rất nhanh sẽ bắt đầu theo sát. Không chỉ có như thế, một ít danh không dùng truyền tiểu truyền thông cũng bắt đầu nhanh chóng theo vào, các loại nói ra nghị luận đủ loại, Internet xã giao truyền thông thượng về Lục Như Tùng từ điều càng là ngày ngày đổi mới lục như tùng bỗng chốc liền có tiếng thành cái đích cho mọi người chỉ trích gây chuyện hung thủ chuyện này rất nhanh sẽ kinh động phu nhân nàng nhanh chóng về nước tìm người bình ổn dư luận sau liền đơn giản thô bạo đem lục như tùng ném xuất ngoại bỗng chốc toàn bộ lục gia trang viên liền chỉ còn lại có lục như bách một người lục như bách tâm tình sung sướng đến tột đỉnh nhưng là hắn sung sướng tâm tình không có liên tục bao lâu một tuần sau một ngày nào đó hắn bị một cái tiểu nữ phó ngăn đón thông báo thiếu gia ta thích ngươi ngài khả năng không nhớ rõ ta tháng trước bị nữ phó dài khiển trách thời điểm ngài giúp ta giải vây tuy rằng ngài có chút hung nhưng là ta thật sự thật liên tiếp lời nói tạp hướng về phía lục như bách lục như bách cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định hắn chưa bao giờ gặp qua người này nữ phó chớ nói chi là giải vây nàng coi hắn là thành lục như tùng hắn sắc mặt âm trầm xem trước mặt tiểu nữ phó lục như bách không khó đoán được này tiểu nữ phó vừa tới không lâu mà hắn ru rú trong nhà nàng thậm chí không biết trong trang viên có hai gã thiếu gia nhưng là thì tính sao lục như bách con ngươi đen thâm trầm sắc mặt lạnh như băng ngươi tên gì chương chương chi hạnh tác giả có chuyện muốn nói cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video